Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 981, trước khi khai mạc. 2. Sở Yên Nhiên dịu dàng nói, anh có phải là hối hận? Em cho anh cơ hội, hiện tại hối hận còn kịp. Trương Dương nói, hối hận thì thật ra có chút. À, âm thanh của Sở Yên Nhiên tràn ngập mất mát. Trương Dương lại nói, hối hận lúc em ở bên cạnh, không thân cận với em nhiều, không chiếm chút tiện nghi. Sở Yên Nhiên e thẹn nói, anh không nói bậy có phải là có thể nghẹn chết hay không vậy hả? Trương Đại Quan Nhân nói, đúng vậy, đến mức rất khó chịu. Sở Yên Nhiên nói, không nói bậy với anh nữa, đúng rồi, anh đoán xem em đang ở đâu. Trương Dương cười nói, đã sớm nghe ra, em đang ở cạnh biển. Anh nghe được tiếng sóng biển đập vào bãi cát. Sở Yên Nhiên ừ một tiếng nói, có nhớ tiểu đảo lần trước em nói với anh hay không? Trương Dương nói, nhớ, em không phải nói cái công ty lần trước bên em đầu tư đóng cửa, lần này trở lại chính là muốn tiếp quản cái tiểu đảo này sao? Sở Yên Nhiên nói, đảo này rất đẹp, còn lớn hơn dự đoán của em, hơn 200 cây số, không khác biệt với bán đảo cho lắm. Trương Dương nói, có phải du khách rất nhiều hay không? Hoang đảo, công ty Mạc Tây Ngói lúc đầu muốn khai phá nơi này làm làng du lịch, nhưng khi công ty của bọn họ đưa vào hoạt động thì xảy ra vấn đề. Hiện tại làng du lịch trên đảo đều thành nơi bỏ hoang. Em đang khảo sát trên đảo, nhìn xem có nên tiếp tục khai phá hay không. Trương Dương nói, đảo lớn như vậy muốn khai phá thì cần bao nhiêu tiền. Sở Yên Nhiên cười nói, hoàn cảnh tự nhiên của nơi này tốt, nếu như khai phá được, tiềm lưu xê tiền tỷ cũng rất lớn. Đúng rồi, công ty Mạc Tây Ngói đã mua lại tiểu đảo này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Đại Quan Nhiên hỏi quyền tài sản hay quyền sử dụng. Sở Yên Nhiên nói, mua đứt vĩnh viễn, chỉ tốn hơn 10 triệu đô. Tuy rằng 10 triệu đối với Trương Dương mà nói là một con số rất xa xỉ, nhưng mà bỏ 10 triệu ra để mua một tiểu đảo thì vẫn có lời. Sở Yên Nhiên nói, đảo này còn chưa có tên, lúc Tú Ước trên đảo có một thần miếu, cho nên tạm gọi là thần miếu đảo. Vanuatu. Và cái gì? Trương Đại Quan Nhiên không thể nghe được cái tên này. Vanuatu, một trong các quốc gia nghèo trên thế giới. Trương Dương nói, đảo lớn như vậy sao bán rẻ như thế? Sở Yên Nhiên nói, bởi vì trên đảo không có nước ngọt. Còn gì nữa? Còn nữa, trên đảo hay có địa chấn mỗi năm hơn 100 lần, năm ngoái còn gặp phải sóng thần. Trương Đại Quan Nhân cảm thán nói, hèn chi bán rẻ là phải, anh cảm thấy người ta không phải kẻ ngu, nếu như có một khối đất mà cái gì cũng không tiện thì bán đi cho rồi. Ở chỗ này nguy hiểm, đừng đứng ở đó nữa, nhanh chóng quay về New York, Manhattan của em đi. Em có mời mấy chuyên gia địa chất đến, đang khảo sát trên đảo, nhìn xem tình huống của đảo này, coi có thích hợp để ở hay không. Trương Dương nói, em không phải là muốn ở luôn trên đảo đấy chứ. Sở Yên Nhiên nói, không có, chỉ là muốn dùng để làm du lịch, sau này nếu như chỉnh đốn ưa, mỗi năm chúng ta có thể đến đây du lịch, anh cũng là chủ đảo. Trương Dương nói, chúng ta trồng hoa đào trên đảo, thẳng thắn gọi đảo này là đào hoa đảo, anh là đảo chủ, em là đảo chủ phu nhân. Phi, anh rủa em chết phải không? Sở Yên Nhiên kháng nghị, chuyện anh hùng xạ điêu cô ấy cũng có xem qua, đảo chủ phu nhân của đào hoa đảo chết khi còn rất trẻ. Trương Dương nói, vậy không gọi là đào hoa đảo, gọi là thiên đường đảo đi, làm như thiên đường nhân gian ấy. Sở Yên Nhiên cười nói, anh này, mấy cái đó làm sao mà có? Trương Dương nói, nhất định sẽ có. Tuy rằng các thành phố Bình Hải đều bất mãn đối với đại hội tỉnh lần này, cũng ồn ào muốn liên hợp chống lại, nhưng gần đến giờ khai mạc, ai cũng không có hành động, cái đó có quan hệ với mấy lãnh đạo thành phố Nam Tích sớm chào hỏi các lãnh đạo thành phố khác rồi, ai cũng sẽ không vì sự kiện này mà làm tổn thương hòa khí, dù sao đều là thành phố anh em trong một tỉnh, còn có một nguyên nhân cũng là nghi thức khai mạc đại hội tỉnh, bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương sẽ đến đây. Nếu như bọn họ chống lại đại hội tỉnh bị Kiều Trấn Lương biết, phỏng chừng Kiều Bí Thư khẳng định sẽ không vui vẻ. Nam Tích trong phương diện tiếp đãi an bài tương đối chu đáo, có thể nói điều kiện ăn ở có thể đứng đầu trong các lần tổ chức đại hội tỉnh. Nam Dương quốc tế, khách sạn Hải Thiên đặc biệt vì vận động viên huấn luyện viên mà cung cấp cái ăn chỗ nghỉ, hai khách sạn này đều là tiêu chuẩn 5 sao. Về phần khách quý của lãnh đạo thành phố Nam Tích đến đây đều an bài tại nhà khách chính phủ chiêu đãi. Lần này đội hình khách quý tới cũng cực kỳ lớn, Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, Thường vụ Phó tỉnh trưởng Tiêu Nãi Vượng, Bộ trưởng Tuyên truyền tỉnh ủy Tiếu Nguyên Bình, Thư ký trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc Đào, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục tỉnh Cử Thánh Minh, Thường ủy tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng Bình Hải,
Thị ủy Bí thư Đông Giang Lương Thiên Chính, Bí thư Thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Giã, Bí thư Thị ủy Lam Sơn Thường Tụng. Cùng với những người lãnh đạo chủ yếu của thành phố khác và chủ nhiệm ủy ban thể dục tất cả đều đi tới Nam Tích. Đội hình này còn lớn hơn so với trong mong muốn của Trương Đại Quan Nhân rất nhiều, hắn vốn tưởng rằng còn có thể có không ít thành phố bất mãn đối với chuyện báo danh, lúc khai mạc có thể hội ngộ một ít tình trạng dị thường, nhưng hiện thực cho thấy, bản thân thi đấu cũng không có quan trọng như hắn tưởng tượng, những lãnh đạo này tới căn bản không phải hướng về phía đại hội tỉnh, bọn họ là hướng về phía bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương mà tới. Bọn họ không phải tự cho Nam Tích mặt mũi, mà là vì trước mặt bí thư tỉnh ủy tranh mặt mũi. Ai cũng không muốn bỏ qua giao lưu cơ hội với lãnh đạo cấp trên, bản thử ngẫm lại đi, bí thư tỉnh ủy đều tới, bạn là một bí thư thị ủy có thể không tới sao? Nếu như người khác không tới, chỉ mình bạn tới, như vậy chúc mừng bạn, bạn và Kiều bí thư có thể ở chung, cơ hội tiếp xúc gần gũi, nếu như người ta đều tới bạn không tới, như vậy Kiều bí thư sẽ chú ý tới bạn, ông ta sẽ nghĩ, vì sao bạn không tới? Tôi đều tới mà ông không đến, là không phải coi tôi không ra gì sao? Thật ra Kiều Trấn Lương sẽ không nghĩ như vậy, Bình Hải có hơn 10 thành phố, nhiều bí thư thị ủy như vậy cộng thêm một đống quan viên tụ vào một chỗ, hơn mười mấy người, cho dù một hai người không có tới, ông ta cũng không chú ý được, ông cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng đám quan viên hạ cấp này cho rằng Kiều bí thư nhất định sẽ nghĩ như vậy, ai cũng đều cảm thấy mình coi như là một nhân vật, nếu như mình vắng mặt, Kiều bí thư nhất định sẽ chú ý tới mình. Sân khấu của đại hội tỉnh là Trương Đại Quan Nhân xây lên. Thế nhưng khi đến lúc mở màn, Trương Đại Quan Nhân phát hiện, mình chỉ là làm công việc của đoàn kịch, trợ thủ công việc của đoàn kịch, tiếp đãi lãnh đạo chủ yếu có bí thư thị ủy Lý Trường Vũ. Từ khi bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương đến, bí thư Lý lúc nào cũng ở tại bên cạnh Kiều bí thư, hai ngày nay đem địa điểm làm việc đổi đến đây luôn, cái này không nói, ban đêm ngay cả nhà cũng không trở về, cùng lãnh đạo hòa mình, ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều cùng một chỗ. Chương 982, trước khi khai mạc. 3. Trương Dương không phải có ý kiến gì đối với Lý Trường Vũ, đổi thành ai khác đều phải làm như vậy. Hải Thiên và Nam Dương Quốc tế cũng chia ra do lãnh đạo đứng ra nghênh đón vận động viên, bên Hải Thiên do Thường vụ Phó Thị trưởng Cung Kỳ Vĩ tọa chấn, bên Nam Dương Quốc tế này do Thị trưởng Hạ Bá Đạt và Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Lương Tùng phụ trách. Trương Đại Quan Nhân hiện tại cũng là trợ thủ tiếp xe, tâm lý của thằng nhãi này ít nhiều gì cũng có chút bất bình, khi nghênh tiếp xong vận động viên từ Giang Thành tới. Hắn hướng Thường Lăng Phong nói, tôi hiện tại rốt cuộc rõ ràng, không ngờ tôi chỉ là làm tạp vụ, sân khấu xây xong đến lúc hát thì không có phần của tôi. Thường Lăng Phong cười nói, trong lòng bất bình à, công tác của cậu lúc đầu cũng là xây sân khấu, cậu là chủ nhiệm ủy ban thể dục, phụ trách chính là chuyện thể dục, hiện tại đều là lãnh đạo lớn tới, người ta đến đây biểu hiện ra là vì đại hội tỉnh, trên thực tế đều là xuất phát từ mục đích chính trị, thật sự để cho cậu ra làm công tác tiếp đãi. Cậu nói xem một đám cán bộ, cấp phòng, cậu ở bên trong có phải là gà giữa bầy hạc không, ai nhìn được cậu? Trương Dương nói, tôi nói này, sao cậu lại nói như thế? Quá tổn hại tôi rồi. Thường Lăng Phong cười ha hả nói, tôi nói sai rồi, là cậu nhìn người ta mà ngưỡng mộ à? Trương Dương nói, cái gì mà đại hội tỉnh, cái gì mà tinh thần thể dục, lúc trước tôi còn lo lắng người ta không nể tình, muốn chống lại đại hội tỉnh lần này. Hiện tại thoạt nhìn tôi căn bản là buồn lo vô cớ, khóc hồ muốn chống lại đều là cán bộ của ủy ban thể dục, bọn họ gọi rách họng vô dụng, lãnh đạo thành phố tới, bọn họ phải trái nhìn nhau, các lãnh đạo ai cũng không đem thành tích coi ra gì cả, đại hội tỉnh cũng chỉ có trong sân thi đấu là sân khấu của vận động viên, nhưng sân khấu ngoài sân thi đấu tất cả đều là của các lãnh đạo. Thường Lăng Phong nói, cậu càng ngày càng có ngộ tính. Trương Dương nói, xuyên qua hiện tượng thấy bản chất, tôi ở quan trường nhiều năm như vậy. Không ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, chuyện gì không rõ ràng. Chút ngộ tính ấy nếu như cũng không có, tôi chẳng phải là uổng công lăn lộn. Thường Lăng Phong nói, có cái cảm ngộ gì không? Trương Dương nói, có. Nói nghe một chút. Trương Dương nói, ủy ban thể dục là một hư chức, ra sức mà không được gì cả, đại hội tỉnh qua đi, tôi lập tức xin nghỉ. Thường Lăng Phong cười khổ nói, tôi còn tưởng rằng cậu có thể có cảm ngộ to lớn gì, hơn nửa ngày vẫn là cảnh giới như vậy. Trương Dương nói, tôi so ra kém cậu, ra nước ngoài, uống rượu Tây, từ lâu khám phá hồng trần, hiểu rõ huyền ảo cuộc đời, tôi cũng là một tục nhân, khác nhau lớn nhất của tục nhân cùng thế ngoại cao nhân cũng là tục niệm, thất tình lục dục tôi không thiếu, cho dù cho tôi sống thêm cả đời, ta vẫn là dáng dấp này. Thường Lăng Phong cười mà không nói. Lúc này thấy Phó Chủ nhiệm Lý Hồng Dương vội vã đi tới,
đi tới bên cạnh bọn họ nói, chủ nhiệm Trương, bên sân bay đã xảy ra chuyện, đại sứ hình tượng đại hội tỉnh chúng ta Châu Đức Long xảy ra xung đột với ký giả. Trương Dương nói, không phải cho Cao Liêm Minh và Thường Hải Tâm đi đón rồi sao? Bọn họ không thể xử lý. Lúc nói chuyện, Thường Hải Tâm gọi điện thoại tới, sân bay bên kia quả nhiên xảy ra chuyện, thì ra Châu Đức Long sau khi xuống máy bay đã bị ký giả vây lấy, truy vấn chuyện xấu của hắn với bạn gái, chen lấn qua lại, Châu Đức Long tức giận đến đem máy ảnh của người ta đập vỡ, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Trương Dương có chút bất đắc dĩ thở dài, cái đám ký giả này giống như lũ ruồi vậy, ngày hôm nay là thịnh hội thể dục Bình Hải, cái đám người này theo xem náo nhiệt cái gì. Trương Dương đem ở đây giao cho Thường Lăng Phong, vội vã tiến đến sân bay. Đợi khi đến sân bay, hai bên đã hòa giải xong, nguyên nhân rất đơn giản, Châu Đức Long trước đó hai ngày đi chơi khuya với bạn gái cũng là một nữ minh tinh có tiếng, kết quả bị đám chó săn tin của Hong Kong chụp được. Đối với nghệ nhân Hong Kong mà nói thì sinh hoạt cá nhân là tương đối quan trọng, cho dù là yêu đương cũng không có thể công khai, chỉ cần để cho người hâm mộ biết, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp tiền cảnh bọn họ, nhất là loại ngôi sao đang đứng trên đỉnh sự nghiệp như Châu Đức Long, lúc đầu hắn ở tại Hong Kong hai ngày nay đã bị chật vật không chịu nổi. Lần này mượn cơ hội tham gia đại hội tỉnh Bình Hải đến đây trốn tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng không ngờ rằng vừa xuống máy bay đã gặp phải ký giả vây kín, Châu Đức Long đương nhiên kiềm chế không được cơn tức. Lúc này xảy ra xung đột, không chỉ cướp giật máy ảnh của đối phương ném xuống đất, còn nhấc chân đạp vào một gã ký giả bên trong. Lúc Trương Dương đi tới sân bay, chuyện tình dẹp loạn, Cao Liêm Minh đáp ứng bồi thường máy ảnh của ký giả, đưa tên ngu kia đi bệnh viện xem bệnh, rốt cuộc dàn xếp ổn thỏa, bên Châu Đức Long này, bọn họ cũng nói hết lời hữu ích. Thấy Trương Dương đến đây, Cao Liêm Minh không nhìn được oán giận nói, đều con mẹ nó không phải thứ tốt, một ngôi sao Hong Kong mà làm như là siêu nhân cứu thế. Đám ký giả kia cũng thật sự là đê tiện, sao Kim đi chỗ nào theo đến chỗ đó, chuyện gì cũng đều đáng để bọn họ phỏng vấn đưa tin, chịu đòn cũng là đáng đời. Trương Dương nói, hai ngày nay đại hội tỉnh, tận lực không nên sinh sự, dàn xếp ổn thỏa tốt nhất. Cao Liêm Minh nói, biết, nếu không tôi cũng sẽ không đáp ứng bồi thường máy ảnh. Trương Dương nói, chuyện nhỏ mà thôi, cậu trước đưa Châu Đức Long quay về khách sạn. Cao Liêm Minh nói, Thường Hải Tâm đã đưa bọn họ đi. Tôi còn phải ở chỗ này chờ những người khác. Trương Dương nhìn cũng rất thấu đối với tâm tư của Cao Liêm Minh, cười nói cậu nhớ Thương Hứa gì sao? Cao Liêm Minh nói, thật ra có chút nhớ Thương, đáng tiếc tôi chỉ là tương tư trong mộng đối với cô ấy, người ta là thần nữ vô tâm mà. Trương Dương nói, vậy còn không nhanh chóng từ bỏ. Cao Liêm Minh nói, tôi hiện tại là răng lưới lớn, có thể bắt được ai thì tốt, có lẽ có hy vọng. Trương Dương cười lắc đầu. Hứa gì cũng không phải tới trước, kế tiếp đến sân bay chính là băng công chúa Quan Chỉ Tình, cô ấy lần này cũng không phải từ nước Mỹ đến đây, mà là vừa rồi ở Kinh Thành tham gia thi đấu trượt băng nghệ thuật quốc tế theo lời mời. Từ Kinh Thành bay thẳng đến Nam Thích, Quan Chỉ Tình vẫn kín đáo như trước, lần này ngay cả người quản lý cũng không mang theo, mái tóc dài màu đen tùy ý buộc đuôi ngựa, trên mặt cười mang kính mát màu đen che hết nửa khuôn mặt, áo thun màu xanh, váy ngắn màu trắng, bao tay màu đỏ. Thoạt nhìn giống như là một người nữ sinh bình thường. Quan Chỉ Tình kín đáo là Trương Dương thích nhất, luận đến danh khí Quan Chỉ Tình hẳn là người lớn nhất trong đại sứ hình tượng, thế nhưng cô ấy đến chỗ nào cũng không phô trương, cũng không có bất luận điều kiện hà khắc gì, tất cả thích ứng trong mọi tình cảnh. Quan Chỉ Tình đi ra cổng lớn, rất nhanh thì thấy được Trương Dương trong đám người, cô ấy cười cười, hướng Trương Dương đi qua, Trương Dương chào đón chủ động tiếp nhận hành lý trong tay cô ấy, tới một mình. Quan Chỉ Tình nói, chị họ của tôi đi cùng tôi, bất quá chị ấy muốn ở Kinh Thành chơi vài ngày, cho nên một mình tôi đến đây. Đại hội tỉnh gần khai mạc, hẳn là lúc anh nhất bận, sao còn tự mình đến đây tiếp? Quan Chỉ Tình có chút không giải thích được nói. Trương Dương nói, cô là khách nhân tôn quý nhất của chúng ta, tôi không đến sao có thể biểu hiện ra thành ý. Quan Chỉ Tình cười nói, tôi không tin. Chương 983, trước khi khai mạc, 4. Trương Dương cùng Quan Chỉ Tình cùng nhau đi ra sân bay, hắn lái xe Jeep tới, Quan Chỉ Tình khi lên xe lại đưa ra yêu cầu như lúc xưa, cô ấy không hy vọng bị bên ngoài quấy rối, kêu Trương Dương tìm cho cô ấy một chỗ tương đối thanh tịnh. Trương Đại Quan Nhân bật thốt lên nói, vậy đi chỗ của tôi ở đi. Quan Chỉ Tình nghe vậy mặt cười mắc cỡ đỏ bừng lên, Trương Dương thấy biểu tình của cô ấy không khỏi cười nói, mấy ngày nay tôi đều ở tại Nam Dương Quốc tế, trong nhà không có ai đến, để trống thì cũng uổng. Cô đến chỗ tôi ở, bảo đảm không ai quấy rối cô. Quan Chỉ Tình mới biết mình hiểu lầm ý tứ của hắn, nhẹ giọng nói, cũng tốt,
dù sao ngày mai khai mạc xong tôi đã đi, không quấy rối anh lâu. Trương Dương nói, dự định ở lâu dài cũng không sao, gần đây tôi có rất nhiều chuyện, trên cơ bản không về nhà, đại hội tỉnh kết thúc cũng là kinh mậu mùa thu, mỗi ngày ăn ở đều có nhà nước lo, có thể nói là ăn cơm quan, xài tiền tư, chuyện tốt như vậy không phải mỗi ngày đều có thể gặp phải. Quan Chỉ Tình nói, anh là cán bộ quốc gia, loại tư tưởng này không được, nếu như ở tại nước Mỹ, khẳng định sẽ bị cử báo. Trương Dương nói, đấy, đây là chênh lệch giữa Trung Quốc và phương Tây, với lại người Mỹ nói không hiểu tiếng Trung Quốc. Quan Chỉ Tình nói, anh đang châm chọc tôi. Trương Dương cười nói, không dám, tôi là luận sự. Quan Chỉ Tình nói, thật ra thế giới cũng là một hình tròn nhỏ, từ góc độ nghĩa rộng mà xem, quốc tịch là một quan niệm hạn hẹp, cái gì mà người Mỹ người Trung Quốc, không phải đều là người địa cầu. Lý tưởng của Cộng sản đảng viên các người không phải muốn thực hiện chủ nghĩa Cộng sản trong phạm vi toàn bộ thế giới sao? Tới lúc đó, làm hết năng lực phân phối theo yêu cầu, khái niệm quốc gia tự nhiên cũng sẽ không tồn tại, anh trở về ngẫm lại đi, khái niệm người Trung Quốc người Mỹ có phải là rất hạn hẹp không? Trương Đại Quan Nhân ngơ ngác, hắn thật đúng là không ngờ rằng, lý giải của Quan Chỉ Tình đối với chủ nghĩa Cộng sản sâu như vậy, Trương Dương nói chẳng lẽ không có cái khác sao? Quan Chỉ Tình nói, không phân biệt. Nước Mỹ xây dựng cũng không bao nhiêu năm, người Anh, người Pháp, người Ý, người Hoa, người Châu Phi cùng nhau hợp thành quốc gia đa văn hóa này, với tôi mà nói, chỉ là đem nhà đặt ở chỗ nào thôi, với tôi là người ở nơi nào không có vấn đề gì, vô luận đi tới chỗ, tôi đều là con cháu Viêm Hoàng, không thể bởi vì quốc tịch của tôi, mà anh đem huyết thống của tôi phủ định. Trương Dương nói, nhanh mồm nhanh miệng, tôi mới phát hiện cô nhanh mồm nhanh miệng như thế, sao lúc trước tôi không biết. Quan Chỉ Tình mỉm cười nói, đó là bởi vì lúc trước, tôi không muốn chấp nhất với anh. Đêm đó Trương Dương vốn định đi tiếp bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, thế nhưng cánh cửa của Kiều bí thư thật sự quá nóng, chờ Trương Dương tới mới biết được, bí thư thị ủy xếp hàng chờ Kiều bí thư tiếp kiến có đến 5-6 người, đêm nay là không đến lượt cán bộ cấp xử nho nhỏ như hắn. Trương Dương lúc đầu gặp Kiều Trấn Lương cũng không phải vì nịnh bợ, chỉ là cảm thấy thân là chủ, nói thế nào cũng phải chào hỏi Kiều bí thư một tiếng. Nếu không gặp được thì cũng đành thôi. Trương Dương trực tiếp đi chỗ của Đỗ Thiên Dã, trùng hợp là Lý Trường Vũ đã ở trong phòng của Đỗ Thiên Dã ôn chuyện. Lúc trước Lý Trường Vũ là thuộc hạ cấp dưới của Đỗ Thiên Dã, lãnh đạo cũ tới, đến đây tiếp cũng thuộc về lễ tiết bình thường. Thấy Trương Dương vào cửa, Đỗ Thiên Dã cười nói, tôi đã nói mà, tên nhóc cậu sẽ không ẩn núp tôi, từ khi tôi đi tới Nam Tích chưa thấy cậu lộ diện, sợ mời tôi ăn có phải không? Trương Dương cười nói, Đỗ bí thư chế giễu tôi à, lãnh đạo cao tầng các người giao lưu hoạt động, một cán bộ cấp xử nho nhỏ như tôi thật ra cũng muốn chen vào bên trong, đáng tiếc tôi chen không được. Lý Trường Vũ nói, nghe lời này của cậu ý là oán giận tôi. Trương Dương nói, không dám, không dám, tôi là ăn ngay nói thật, vừa rồi trong lòng tôi nghĩ tới muốn cùng các vị lãnh đạo chào hỏi một chuyến, vốn định đi chỗ Kiều bí thư xếp hàng, nhưng sau khi nghe ngóng, xếp hàng phía trước tôi có 5-6 người. Đỗ Thiên Dã và Lý Trường Vũ không nhịn được đồng thời nở nụ cười, Đỗ Thiên Dã nói, Kiều bí thư không chen vào được mới nhớ đến người bạn cũ này, tên nhóc cậu cũng quá đáng thật. Trương Dương nói, lăn lộn trong quan trường lâu, học xấu rồi, tôi không đơn thuần giống lúc trước nữa. Lý Trường Vũ cười ha hả nói, cậu còn biết à. Trong lòng không khỏi nhớ tới thằng nhãi này lúc trước lợi dụng chuyện mình yêu đương vụng trộm tiến hành áp chế, cho nên mới có thể lẫn vào quan trường, đơn thuần. Tên nhóc này đơn thuần lúc nào, trải qua lâu như vậy, sự kiện kia từ lâu đã không còn trở thành khúc mắc của Lý Trường Vũ, bây giờ ông và Cát Chun Lệ cũng trải qua khúc mắc đi tới cùng nhau, trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận, có đôi khi hai vợ chồng nhắc tới chuyện này ngược lại tăng thêm vài phần tình thú. Lý Trường Vũ có chút hoài niệm lại những ngày tháng xưa. Đỗ Thiên Dã nói, lần này bảng huy chương của Đại hội tỉnh xem ra Nam Tích đã nắm chắc thắng lợi. Nhắc tới chuyện này Lý Trường Vũ ít nhiều gì cũng có chút ngượng ngùng, dù sao Nam Tích có thể chiếm ưu thế trong đại hội tỉnh lần này cũng là vì bọn họ kiên trì trong chuyện danh sách báo danh, bởi vì kỳ hạn báo danh mở ra lúc viêm phổi loại R tàn sát bừa bãi, cho nên vận động viên cao cấp của thành phố khác trên cơ bản không có tham gia. Trương Dương đối với cái này thật ra rất thản nhiên, hắn cười tủm tỉm nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, chủ nhà đoạt đi hạng nhất có thể luôn luôn lớn nhất. Lý Trường Vũ mượn cớ còn muốn đi tiếp lãnh đạo khác, rời khỏi phòng của Đỗ Thiên Dã. Đỗ Thiên Dã đợi Lý Trường Vũ đi rồi, đứng dậy từ trong tủ lạnh cầm một lọ nước khoáng đưa cho Trương Dương, rất bận sao? Trương Dương lắc đầu nói, thong thả lắm, công tác chuẩn bị làm xong,
sứ mệnh của tôi hoàn thành, lên đài mặt mày rạng rỡ là chuyện của lãnh đạo các người, tôi hiện tại là một thân vô sự. Đỗ Thiên Giã cười nói, có câu oán hận, làm không như ý tại Ủy ban Thể dục Nam Thích. Trương Dương nói, cũng được, các lãnh đạo đều rất coi trọng tôi, thấy tôi nhàn rỗi, chỗ nào có việc liền đem tôi đến. Đỗ Thiên Giã cười ha ha, ông cũng mở một lọ nước khoáng, uống một ngụm nói, có nghĩ tới quay về Giang Thành công tác hay không? Trương Dương cười nói, tôi có thể lý giải rằng ông muốn đào góc tường của Nam Tích hay không? Đỗ Thiên Giã nói, nhà của cậu tại Giang Thành, công tác tại Nam Tích, hai đầu qua lại cũng không tiện. Trương Dương nói, thành phố đã cho tôi một cái xiềng mới rồi, chờ đại hội tỉnh và kinh mậu kết thúc, để tôi phụ trách công tác của khu công nghệ cao. Đỗ Thiên Giã thở dài nói, là vàng đến chỗ nào cũng phát quang. Trong lời nói toát ra vài phần tiếc nuối, lúc trước ông vì áp lực mới lấy đi quyền quản lý xây dựng sân bay của Trương Dương, sau vẫn muốn bù đắp, đáng tiếc sự nghiệp của Trương Dương bây giờ đã mọc rễ nảy mầm tại Nam Tích, thấy ý tứ của hắn là không muốn rời khỏi. Trở về Giang Thành công tác đối với Trương Dương mà nói còn là có chút lực hấp dẫn, thế nhưng công tác của Nam Thích bên này tiến triển thuận lợi, đại hội tỉnh, kinh mậu, khu công nghệ cao, công tác đều tới, thu hoạch chính trị quả thật rất lớn, Trương Dương đương nhiên không thể lựa chọn đi tại lúc này, hắn cũng không muốn không công tiện nghi người khác. Đỗ Thiên Giã nói, có chuyện này cậu biết không? Tần Thanh bị điều nhiệm làm khu trưởng của khu nội thành mới của Đông Giang, quản lý xây dựng Đông Giang Tân Thành. Trương Dương ngạc nhiên nói, thật sao? Đỗ Thiên Giã gật đầu nói, buổi chiều tôi nghe Diêm thư ký trưởng nói, chuyện này hẳn là không sai, chỉ là tin tức còn chưa có tuyên bố. Trương Dương nói, đang làm thị trưởng tốt đẹp, sao chớp mắt biến thành khu trưởng, cô ấy lại không phạm vào sai lầm chứ? Đỗ Thiên Giã cười nói, Đông Giang là tỉnh lỵ, Đông Giang Tân Thành là trọng điểm phát triển của Đông Giang trong 10 năm tới, trong tỉnh và thành phố Đông Giang đều rất chú trọng xây dựng thành phố mới. Để cho Tần Thanh đi đến bên kia đảm nhiệm khu trưởng là kết quả trong tỉnh thận trọng lo lắng, cấp bậc của cô ấy không giảm, vẫn là cấp phó phòng. Trương Dương nói, trong tỉnh sao lại chọn cô ấy? Đỗ Thiên Giã nói, nghe nói là thị ủy Đông Giang bí thư Lương Thiên Chính đưa ra đề nghị, khu công nghiệp quốc tế Đông Giang xảy ra chuyện, hình tượng chính phủ đã bị ảnh hưởng, Lương Thiên Chính lần này cũng không có lên làm thường vụ phó tỉnh trưởng như nguyện, cho nên ông ta nóng lòng xoay chuyển hình tượng của Đông Giang. Muốn tại trong khoảng thời gian ngắn làm ra một ít công trạng, khu khai phá Lam Sơn là khu khai phá cấp quốc gia duy nhất của tỉnh Bình Hải, cũng là một chỗ chiêu thương dẫn tư tốt nhất. Chiến tích của Tần Thanh khi đi Lam Sơn mọi người cùng thấy, tôi nghe nói thường bí thư không muốn thả người, còn đang can thiệp với trong tỉnh, bất quá kiểu bí thư đã quyết chuyện gì, cơ hội thay đổi có thể không quá lớn. Trương Dương nói, ông nói chuyện này với tôi làm gì? Đỗ Thiên Giã cười tủm tỉm nói, hai ta là bạn thân. Tôi tiết lộ cho cậu thêm một tin tức, tôi nghe nói Lương Thiên Chính cũng điểm danh cậu, muốn đem cậu từ Nam Thích đi qua. Trương Đại Quan Nhân hít một ngụm khí lạnh, cái gì? Ông muốn đào luôn tôi. Đỗ Thiên Giã gật đầu, cũng là Diêm thư ký trưởng nói cho tôi biết. Trương Dương nói, không có khả năng, lúc trước chuyện của khu công nghiệp quốc tế Đông Giang cũng là do tôi gây ra, khiến cho lãnh đạo thành phố Đông Giang bọn họ mặt đầy bụi đất, ông ta hận tôi còn không kịp, làm sao có thể đem tôi tới đó công tác. Đỗ Thiên Giã nói, cậu ở tại Nam Thích thuộc về bí thư Lý Quản, cậu đi Đông Giang thuộc về bí thư Lương Quản, không chừng bí thư Lương muốn đem cậu tới tay để từ từ xử lý cậu một chút. Nói xong Đỗ Thiên Giã không nhịn được nở nụ cười, ông đương nhiên sẽ không tin tưởng suy nghĩ của Lương Thiên Chính sẽ thấp như thế, Lương Thiên Chính muốn đào Trương Dương nhất định là nhìn chúng năng lực của hắn. Trương Dương nói, ổng đào tôi, cũng phải cho tôi cam tâm tình nguyện, tôi đi Đông Giang làm gì? Nam Thích tôi phát triển tốt như vậy. Mắt thấy khu công nghệ cao sắp sửa bắt tay vào làm, tôi không đi đâu. Có đi không, cậu nói không tính, lãnh đạo định đoạt. Lúc này điện thoại di động của Trương Dương vang lên, cũng thư ký trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc Đào gọi điện thoại tới, kêu hắn đến phòng mình một chuyến. Trương Dương khép điện thoại lại, hướng Đỗ Thiên Giã bĩu môi nói Tào Tháo đi ra, Diêm thư ký trưởng tìm tôi đi qua. Đỗ Thiên Giã nói, 89 phần muốn làm công tác tư tưởng của cậu, nhanh chóng đi thôi. Chương 984, tính toán của Bí thư Kiều 1. Trước khi Trương Dương bước ra khỏi phòng của thư ký trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc Đào, hắn đến một chỗ không người gọi điện cho Tần Thanh, Tần Thanh cũng nghe nói đến điều động công việc của mình không lâu, thật lòng mà nói, Tần Thanh không hề muốn đi Đông Giang, có lẽ là vì thời gian cô ở quan trường quá lâu, cô đã mệt mỏi với những tranh đấu trên quan trường, một người nếu đã mệt mỏi, thì sẽ mất đi lòng phấn đấu, cô giờ đây hài lòng với hiện trạng của mình.
không muốn chấp nhận thử thách, Thường Tùng cũng không muốn để cô đi. Nhưng theo tình hình mà cô nắm được trước mắt, việc này đã xác định rồi, việc thay đổi chức bậc của cô đã trở thành một chuyện tất nhiên. Khi nghe Trương Dương nhắc đến chuyện điều động công tác, Tần Thanh nói, nguồn tin của anh thật là linh động đấy, em đang chuẩn bị đợi việc này chắc chắn rồi báo với anh, không ngờ anh đã biết nhanh vậy rồi. Trương Dương nói, các lãnh đạo đều tụ họp ở Nam Tích, có vấn đề gì là truyền ra ngoài ngay. Tần Thanh thở dài rồi nói, em không muốn đi. Trương Dương nói, tại sao? Tần Thanh nói, mệt rồi, trước kia luôn nghĩ mình rất sung sức, lúc nào cũng có nguồn năng lượng dùng không hết, nhưng giờ con người đã trở nên chậm chạp, mất đi chí tiến thủ, sợ những thử thách mới, trạng thái như thế này, em e rằng khó có thể làm tốt công việc được nữa. Trương Dương cười nói, có phải là đến kỳ không? Tần Thanh mắng, anh nói vớ vẩn, người ta vừa qua xong. Trương Dương nói, đợi đợt này anh hết việc, sẽ đến đó chăm sóc em, an ủi em. Tên này nói ngay ra câu này, đầy tính ám muội. Tần Thanh đỏ mặt bên đầu dây bên kia, cô biết rằng việc mình thay đổi có liên quan trực tiếp đến Trương Dương. Trong mắt người khác, cô là thị trưởng nữ, là một cô gái mạnh mẽ, nhưng bên cạnh Trương Dương, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường. Trương Dương bảo vệ cô, quan tâm đến cô, làm cho Tần Thanh cảm nhận được sự an toàn. Mặc dù tuổi của Trương Dương nhỏ hơn cô, nhưng Tần Thanh muốn dựa vào hắn, người phụ nữ có mạnh mẽ đến mức nào cũng có lúc yếu đuối. Tần Thanh phát hiện rằng phụ nữ thật sự không thích hợp với việc làm chính trị. Rất nhiều khi trong giấc mơ, cô thậm chí còn mơ rằng mình trở thành một người phụ nữ của gia đình, ngày ngày an tâm nấu cơm giặt giũ cho Trương Dương. Cô ngày càng thích Trương Dương, và cũng ngày càng khát khao về một gia đình của riêng mình, có lẽ tuổi của cô đã đến lúc thành thân. Nhưng Tần Thanh lại hiểu rằng, hôn nhân giữa cô và Trương Dương là điều không thể, Trương Dương đã có lựa chọn của hắn, cô yêu Trương Dương, vì vậy, cô không muốn làm Trương Dương khó xử, nguyện cả đời này trở thành người phụ nữ âm thầm trốn sau lưng Trương Dương. Tần Thanh nói, anh có muốn em đi không? Trương Dương nói, anh nói có tác dụng gì đâu, tỉnh đã đưa ra quyết định này, có lẽ không còn thay đổi được gì nữa, đây cũng là sự công nhận về năng lực của em, chị Thanh, xem ra, không lâu nữa là chị thăng chức được rồi đấy. Tần Thanh nói, chỗ cao thường rất lạnh, trước kia em cứ muốn thăng chức, nhưng giờ đây lại sợ thăng chức, sợ rằng trèo cao dễ ngã đau, có lẽ em có bệnh sợ độ cao của quan trường. Trương Dương cười nói, đừng sợ, có anh ở đây cùng với em kia mà, nếu như em cảm thấy chóng mặt, thì dựa vào lòng anh sẽ đỡ em. Tần Thanh mắng nhỏ một câu lưu manh, có thể nhận ra rằng cô không vui vẻ gì, ngay cả sức lực để mắng Trương Dương cũng không còn nữa. Trương Dương vốn muốn nói về việc Lương Thiên Chính muốn đưa hắn đến Đông Giang cho cô, nhưng nghĩ lại rồi không nói nữa. Sự mệt mỏi của Tần Thanh làm cho Trương Dương bắt đầu suy nghĩ lại về vấn đề công việc. Trước kia Tần Thanh không phải như thế này, Trương Dương hơi lo cho Tần Thanh, hắn lo cho người phụ nữ của mình. Diêm Quốc Đào và Trương Dương lần này gặp mặt nói thẳng vào chủ đề chính. Diêm Quốc Đào nói, Tiểu Trương, tôi tìm cậu là vì muốn thương lượng với cậu vấn đề công việc. Trương Dương cười nói, thư ký trưởng Diêm. Ông là lãnh đạo lớn, có việc gì cứ trực tiếp hạ lệnh là được rồi, cần gì phải thương lượng với tôi. Diêm Quốc Đào cười nói, lãnh đạo cũng làm sao mà hạ lệnh tùy tiện được, cần phải tôn trọng ý kiến đồng chí. Trương Dương nói, lãnh đạo lớn như ông thế này mà vẫn hiểu ý dân thật không nhiều. Diêm Quốc Đào nói, càng ngày miệng cậu càng ngọt đấy, có tiến bộ nhỉ. Trương Dương nói, đã ở trong thể chế lâu vậy rồi, giác ngộ ít nhiều cũng cao hơn. Diêm Quốc Đào nói, hèn chi bí thư Lương nhắm vào cậu, đúng rồi, có bao giờ nghĩ đến việc thay đổi môi trường làm việc chưa? Trương Dương nói, bí thư trưởng Diêm, ông định đưa tôi về đâu thế? Diêm Quốc Đào nói, thị ủy Đông Giang bí thư Lương ủy thác tôi đến nói chuyện với cậu, xem cậu có đồng ý về Đông Giang làm việc không? Trương Dương nói, tôi là một cán bộ cấp sở nhỏ bé, sự việc công việc còn cần ông đích thân nói với tôi sao? Diêm Quốc Đào nói, tôi chỉ là gửi lời thôi. Sự việc điều động nhân sự tôi không quản lý, chỉ là muốn hỏi ý kiến của cậu thôi. Trương Dương nói, tôi mới ở Nam Tích cũng chưa được bao lâu mà. Diêm Quốc Đào nói, Đông Giang phải xây dựng khu mới, thành phố đã bảo đồng chí Tần Thanh đến Đông Giang phụ trách công tác kiến thiết tổ chức khu thành thị mới rồi, bí thư Lương lại đề nghị chuyển cậu qua đó, ông ấy rất đề cao năng lực làm việc của cậu. Đang chuẩn bị bao cậu qua Đông Giang để làm công tác chiêu thương cho khu thành thị mới. Trương Dương nói, bên này tôi vừa ngồi nóng mông. Diêm Quốc Đào cười nói, người trẻ tuổi phải nắm bắt lấy cơ hội, phải đón được thử thách. Trương Đại Quan vẫn hơi do dự, đương nhiên hắn muốn cùng kề vai sát cánh với Tần Thanh,
nhưng hắn và Tần Thanh ở quá gần nhau, lại sợ người khác nói ra nói vào, trước kia đã có người lấy quan hệ của họ ra để nói, Trương Dương không muốn xảy ra sự việc đó một lần nữa, còn thái độ của Lương Chính Thiên với hắn cũng rất khó nói, hắn và tầng lớp lãnh đạo Đông Giang đã khá bất hòa trong vụ ô nhiễm nước vườn công nghiệp quốc tế, đắc tội không ít người, hắn đi đến Đông Giang chẳng phải vừa vặn chết trong tay mấy người này hay sao? Nhưng nghĩ đến cảnh một mình lẻ bóng của Tần Thanh, Trương Dương lại cảm thấy không nhẫn tâm, để cho cô một mình đối mặt với thử thách này, áp lực của Tần Thanh chẳng phải quá lớn hay sao? Diêm Quốc Đào nhận ra Trương Dương đang do dự, y cười nói, cậu suy nghĩ cho kỹ đi, mấy vị lãnh đạo đều rất xem trọng khả năng làm việc của cậu, thật ra, về vấn đề điều động cậu đến Đông Giang, Bí Thư Kiều đã rất nỗ lực. Trương Dương không tin tưởng lời của Diêm Quốc Đào, giống như vừa rồi hắn nói vậy. Hắn chỉ là một cán bộ cấp sở nhỏ bé, vấn đề công việc của hắn chẳng thể nào làm các vị lãnh đạo lớn quan tâm, Kiều Trấn Lương là bí thư tỉnh ủy, nhất định không có thời gian đâu để quan tâm đến việc của hắn. Trương Dương cũng không gật đầu, cũng không từ chối, hắn nói với Diêm Quốc Đào, thư ký trưởng Diêm, tôi muốn suy nghĩ cho kỹ. Diêm Quốc Đào cười nói, đúng là phải suy nghĩ cho kỹ, có điều với tôi, thì cơ hội này không nhiều đâu, đừng để lỡ. Trương Dương cuối cùng đã có cơ hội tiếp xúc thân mật với Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, 10 giờ tối ngày hôm đó, Kiều Mộng Viên gọi điện thoại gọi hắn đến tòa nhà số 1 của Sở Chiêu Đãi Chính phủ, nguyên nhân là Bí thư Kiều không cẩn thận bị vẹo sườn, người đầu tiên nghĩ đến là Trương Dương. Kiều Trấn Lương nằm trên giường, con gái Kiều Mộng Viện đang bóp thuốc cho y, thấy Trương Dương đi vào, Kiều Mộng Viện đứng dậy nói, sao lâu vậy mà anh mới đến? Cha tôi bị vẹo sườn, đau lắm. Trương Dương nói, tôi giờ đã đến làm công tác thể dục ở Sở Chiêu Đãi Quốc tế Nam Dương, nhận được điện thoại liền đến đây ngay, trên đường đi cũng cần có thời gian. Kiều Mộng Viện nhường chỗ cho hắn, Trương Dương ngồi xuống bên cạnh Kiều Trấn Lương, Kiều Trấn Lương cười đau khổ nói, lớn tuổi rồi, không cẩn thận một cái là vẹo sườn ngay, cậu giúp cho tôi, nếu không lễ khai mạc ngày mai không tham dự được rồi. Trương Dương giơ tay ra sờ từ xương sống của y đi xuống, đến vùng eo, y đau đến độ kêu lên, ôi ôi. Chính là ở đó, chính là ở đó. Trương Dương cười nói, xương không sao, yên tâm đi. Hắn đặt nằm lòng bàn tay lên lưng của Kiều Trấn Lương, một luồng khí ấm áp truyền vào trong người Kiều Trấn Lương. Cùng với việc nội lực của Trương Dương truyền vào, Kiều Trấn Lương cảm thấy ngay lập tức thoải mái hơn rất nhiều, trên mặt cũng giãn ra, hai mắt nhắm lại cảm nhận luồng hơi nóng đang chạy lên xương sống của mình, vết thương dần biến mất, luồng khí này ngày càng nóng, Trương Dương sau khi nắn 5 phút, bỏ tay ra. Cười nói, Bí thư Kiều, ông đứng dậy đi lại xem. Kiều Trấn Lương thử đứng dậy, chậm chậm xuống giường, quả nhiên rất thần kỳ. Sau khi Trương Dương ra tay, eo của y đã phục hồi lại hoàn toàn. Kiều Trấn Lương làm động tác uốn người rồi nói, khỏe rồi, hoàn toàn khỏi rồi, Trương Dương, cậu thật là có tài. Trương Dương nói, chút tài lẻ thôi, không đáng gì. Kiều Trấn Lương nói, đây đâu phải tài lẻ, nếu như cậu đi mở bệnh viện, nhất định sẽ kiếm món hời đấy. Kiều Mộng Viện nói, Trương Dương, có thể suy nghĩ về lời đề nghị của cha tôi, nếu như anh đồng ý đi mở bệnh viện, tôi sẽ đầu tư vào đó không hề nuối tiếc. Trương Dương cười rồi nói, Bí thư Kiều đang khuyên tôi đừng ở trong quan trường nữa đây mà, chắc là tôi không làm sai điều gì chứ. Chương 985, tính toán của Bí thư Kiều 2. Kiều Trấn Lương cười hà hà, y ngồi xuống dưới ghế sofa, Trương Dương bước đến, nhân cơ hội này đấm bóp vai cho y. Với lãnh đạo cao nhất Bình Hải này, Trương Đại Quan vẫn phải đến để nịnh nọt. Lúc nên nịnh vẫn phải nịnh. Kiều Trấn Lương nhắm hai mắt, thấp giọng nói, vai quả thật không dễ chịu. Sau khi đến đây, tôi suốt ngày phải gặp cán bộ, cậu nói xem sao họ ai cũng có nhiều vấn đề đến vậy. Trương Dương nói, đúng thế, chiều tôi đã đến đây rồi, nhưng thấy có một hàng người xếp hàng đợi vào gặp ông, loại cấp bậc như tôi nhất định phải xếp sau, đã không đến lượt mình, thì thôi vậy, chỉ có thể đi thôi. Kiều Trấn Lương và con gái đều cười, Kiều Trấn Lương nói, tôi đến Nam Tích để tham dự lễ khai mạc Olympic tỉnh, nhân cơ hội này để thả lỏng một chút, chứ đâu có phải chạy đến để làm việc. Trương Dương nói, Bí thư Kiều hài lòng với chuẩn bị lần này của chúng tôi chứ? Kiều Trấn Lương gật đầu nói, xây dựng sân vận động rất đẹp, tiểu tử nhà cậu đúng là chọn được thời khắc đẹp, người trước trồng cây người sau hóng mát, đến Nam Tích đã nhặt được thành tích chính trị rồi. Trương Dương kêu khổ, Bí thư Kiều à? Cái gì gọi là nhặt được thành tích chính trị chứ, trung tâm thể dục thể thao mới này là do tôi cầu ông bà ông vải, đi quyên góp tiền ở khắp mọi nơi mới xây dựng được đó. Một câu nói của ông thật sự đã xóa hết tất cả công lao của tôi rồi.
Kiều Trấn Lương cười nói, cậu vội cái gì chứ? Tôi đâu có phủ nhận thành tích của cậu, tiểu tử nhà cậu, thật là thèm công danh quá đi. Trương Dương nói, thèm công danh cũng chính là có chí tiến thủ mà. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, đúng vậy, không có một chút thèm danh lợi thì đó chính là bàng quan với đời rồi, một con người bàng quan với đời làm sao có thể làm tốt công việc được. Nhưng hám lợi không phải là nghĩ cho sự nghiệp, quá nặng về danh lợi sẽ bỏ mất sự nghiệp. Trương Dương, về sau cậu còn phải bước trên con đường rất dài, một con người làm nên việc lớn không thể chỉ nhìn chăm chăm vào hai chữ danh lợi đâu. Trương Dương nói, Bí thư Kiều mới là người làm việc lớn, tôi đi theo đằng sau ông, làm chút việc nhỏ là được rồi. Kiều Mộng Viện nói, con sắp sửa không thể nghe được tiếp rồi đấy, cha à, sao bên cạnh cha toàn những người ăn nói như thế này vậy? Kiều Trấn Lương cười hà hà nói, tất cả mọi người đều nhìn thấy những điểm tốt của bí thư tỉnh ủy, có ai biết những khó khăn khổ sở của tôi, muốn nghe một câu nói thật lòng cũng khó. Trương Dương đấm bóp cho y, làm cho y cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều, Kiều Trấn Lương ngụ ý Trương Dương dừng tay nghỉ ngơi. Trương Dương nghĩ đến việc Lương Thiên Chính muốn điều hắn đến Đông Giang, không biết rằng có nên mượn cơ hội này để nói với Kiều Trấn Lương hay không, nguyên nhân hắn do dự là vì sự việc của hắn thật sự quá bé nhỏ. Kiều Trấn Lương là một bí thư tỉnh ủy, có lẽ sẽ chẳng chú tâm đến mấy việc này, nhưng sự thật lại không như hắn nghĩ, Kiều Trấn Lương đã chủ động nói ra vấn đề này, Trương Dương, tôi nghe nói cậu sắp đến Đông Giang làm việc sao? Trương Dương cười đau khổ nói, Bí thư Kiều, việc này tôi cũng vừa mới được nghe, buổi chiều nay thư ký trưởng Diêm vừa nói với tôi, nói rằng Bí thư Lương muốn điều tôi qua đó. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, đồng chí Thiên Chính đã ức chế lắm đấy, vườn công nghiệp quốc tế thay đổi toàn diện. Đông Giang cần xây dựng khu thành thị mới, khu công nghiệp kỹ thuật cao vốn dĩ chủ bị đã bị Nam Tích cướp mất rồi, Đông Giang là anh cả của các thành phố trong Bình Hải, gần đây danh tiếng đều bị các cậu cướp cả. Ngữ khí của Kiều Trấn Lương bình thản, nhưng lại nói rõ trọng điểm, Lương Thiên Chính muốn nhân việc xây dựng khu đô thị mới của Đông Giang làm một đòn lật thân hoàn hảo. Trương Dương nói, Đông Giang và Nam Tích chẳng phải đều là một bộ phận của Bình Hải hay sao, ai phát triển trước một bước chẳng phải cũng giống nhau à? Kiều Trấn Lương cười nói, sự việc của khu đô thị mới Đông Giang đã được thông qua, về sau trung tâm hành chính của Đông Giang sẽ chuyển qua đó, trung tâm hành chính của Bình Hải cũng sẽ chuyển đến khu mới, đây cũng là vì làm cho thành phố phát triển hơn. Trương Dương bắt đầu hiểu rằng tại sao lại phải để thư ký trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc Đào đích thân nói với hắn về chuyện chuyển đổi công tác, Lương Thiên Chính muốn mang hắn về đó chỉ là một nguyên nhân quan trọng hơn nữa là Kiều Trấn Lương đã nhắm vào hắn. Giờ đây hắn được coi là một nhân vật tiên phong trong chính trị, những việc mở rộng thế này thích hợp với hắn làm. Thật ra Trương Đại Quan sau khi biết được tin Tần Thanh đến Đông Giang đảm nhận chủ nhiệm bộ chỉ huy xây dựng khu đô thị mới, hắn đã muốn về chỗ đó, để Tần Thanh chịu áp lực nặng nề như vậy, hắn thật sự không nhẫn tâm. Bên Nam Tích mặc dù hắn đã đến lúc gặt hái thành tích, nhưng bước tiếp theo của hắn cũng chính là làm người phụ trách khu đô thị mới, công việc ở đây không có mấy khó khăn với hắn. Mất đi sự khó khăn cũng có nghĩa là mất đi tính thử thách, Trương Đại Quan là một người thích thú với việc không ngừng thử thách bản thân, nếu so sánh với Nam Thích, vì võ đài của Đông Giang lớn hơn nhiều. Giờ đây điều duy nhất Trương Dương không chắc chắn chính là thái độ của Lương Thiên Chính, chẳng lẽ Lương Thiên Chính thật sự muốn cầu hiền sao? Trương Dương vẫn có chút thông minh của hắn, mặc dù hắn có chút năng lực, nhưng trong mắt những con người lão thành chính trị như Kiều Trấn Lương, Lương Thiên Chính, hắn chỉ là một nhân vật bé nhỏ mà thôi. Vị trí của hắn, không ít người có thể thay thế, họ đưa ra đề nghị này và để hắn vào vị trí nào, có lẽ không chỉ vì nhìn vào năng lực của hắn, sự việc đằng sau đó Trương Dương vẫn không hiểu, lần này đến Đông Giang là phúc hay là họa còn chưa biết. Trương Dương nói, tôi thật sự không dứt được công việc của bên này. Kiều Trấn Lương cười nói, vậy cậu tự suy nghĩ đi, sự việc này sẽ cố gắng làm theo nguyện vọng chủ quan của cậu. Y không tỏ ra ý bắt ép Trương Dương một chút nào, nhưng Trương Dương lại hiểu rằng, việc này cơ bản đã xác định rồi, nếu như không phải được Kiều Trấn Lương đồng ý, thì Diêm Quốc Đào cũng không tìm đến nói chuyện với hắn. Họ ngoài miệng nói thì khách sáo, tôn trọng nguyện vọng chủ quan của Trương Dương, nhưng thật ra, những việc họ đã quyết định, Trương Dương chỉ có thể phục tùng, ai bảo hắn là hạ cấp cơ chứ. Khi Trương Dương rời đi, Kiều Mộng Viện tiễn hắn ra ngoài, Trương Dương cũng không khách sáo, không bảo cô dừng lại, khi ra khỏi tòa nhà, Kiều Mộng Viện dừng bước nói, tôi tiễn anh đến đây. Trương Dương cười nói, đi cùng tôi mấy bước nữa đi. Kiều Mộng Viện không nói gì, nhưng bước chân đã đi theo rồi. Trương Dương nói, cha cô bảo tôi đi Đông Giang. Kiều Mộng Viện nói, có lẽ là ý của Bí thư Lương chứ.
Kiều Mộng Viện cũng không cho rằng cha mình đích thân hỏi về vấn đề việc làm của Trương Dương. Trương Dương nói, tôi sợ gây phiền phức. Kiều Mộng Viện cười, đặc biệt là nhìn thấy thái độ thái quá của Trương Dương, hắn sợ gây phiền phức sao? Còn lâu, nghĩ đến việc cô quen hắn mấy năm nay, có bao giờ thấy hắn không đi gây phiền phức? Về cơ bản, hắn đi đến đâu, thì phiền toái cũng đi theo đến đó. Trương Dương nói, sắp sửa thu hoạch quả ngọt rồi, giờ đây lại bảo tôi bỏ mảnh đất này mà đi, thật là tiếc quá. Kiều Mộng Viện nói nhỏ, nếu như anh thật sự không muốn đi, thì tôi giúp anh nói với cha tôi, vừa nãy ông ấy đã nói rồi, sẽ tôn trọng nguyện vọng chủ quan của anh mà. Trương Dương nói, người làm lãnh đạo sẽ tôn trọng nguyện vọng chủ quan của cấp dưới sao? Tôi chỉ là một cán bộ cấp sở nhỏ bé, việc sắp xếp công việc của tôi sẽ không làm cho bí thư tỉnh ủy phải lo lắng chứ đúng không? Nhưng thư ký trưởng Diêm đã đến nói chuyện với tôi vào buổi chiều, cô có cảm thấy đây là ý của bí thư Lương không? Kiều Mộng Viện vốn không để ý lắm đến những chuyện này, việc điều động trên quan trường là việc quá bình thường, Trương Dương đến Đông Giang, trong mắt cô cũng chỉ là một việc rất bình thường, nhưng Trương Dương vừa nói như vậy, cô cũng cảm thấy việc này dường như không đơn giản như vậy, cha cô không có lý do gì hỏi về vấn đề công tác của Trương Dương, cách giải thích duy nhất cho điều đó chính là tỉnh rất coi trọng việc xây dựng khu đô thị mới Đông Giang. Trong mắt cha cô, Trương Dương đúng là một sự lựa chọn thích hợp cho việc này. Kiều Mộng Viện nói, rốt cuộc bản thân anh nghĩ thế nào? Trương Dương nói, tôi phải suy nghĩ cho thật cẩn thận. Olympic lần thứ 12 của tỉnh Bình Hải long trọng khai mạc tại Nam Tích, bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, chủ nhiệm thể ủy quốc gia Dương Bình Tuyển đã cùng tới dự lễ khai mạc. Lễ khai mạc được tường thuật trực tiếp trong phạm vi toàn tỉnh Bình Hải, mấy vị đại sự hình tượng thể dục của Olympic tỉnh cũng đều biểu diễn rất đặc sắc trong lễ khai mạc. Công tác chuẩn bị của Nam Tích rất đầy đủ, trong lễ khai mạc lần này, sân vận động hơn 30.000 chỗ ngồi không còn chỗ ngồi trống, không khí cũng rất náo nhiệt. Tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn vào những tiết mục biểu diễn đặc sắc tại hội trường, Trương Đại Quan thì lại không hề nhàn nhã, hắn phụ trách điều chỉnh hiện trường, đừng tưởng đã nỗ lực nhiều như vậy, nhưng tối nay mới thật sự là lúc kiểm tra thành tích của họ, hắn nhất định phải đảm bảo buổi tối ngày hôm nay không có bất cứ vấn đề ngoài ý muốn, phải hoàn thành lễ khai mạc một cách thuận lợi. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đưa ra một bản thành tích viên mãn. Chương 986, tính toán của bí thư Kiều 3. Khi lễ khai mạc diễn ra một nửa, Trương Dương đến bàn chủ tịch, đến bên cạnh chủ nhiệm thể ủy tỉnh Cử Thánh Minh, từ sau khi danh sách thay đổi người tham đấu bị từ chối, quan hệ giữa Trương Dương và Cử Thánh Minh khá căng thẳng. Lần này sau khi đến Nam Tích, Trương Dương luôn muốn tìm cơ hội hòa giải mối quan hệ giữa họ, nhưng đáng tiếc hắn quá bận, không có thời gian. Hắn đến bên cạnh Cử Thánh Minh, cười hỉ hả nói, chủ nhiệm Cử, cảm thấy lễ khai mạc của chúng tôi làm thế nào? Cử Thánh Minh ừ một tiếng, được lắm. Bộ trưởng tuyên truyền tỉnh ủy Tiêu Nguyên Bình bên cạnh nói, mấy màn biểu diễn thể thao bắt đầu được lắm, nhưng tiết mục hát đơn ca của ca sĩ Hồng Kông quả thật không ra gì, tôi cảm thấy hát sai cả nhạc. Trương Dương cười, Tiêu Nguyên Bình đang nói đến là Châu Đức Long. Nền tảng chuyên nghiệp của những ca sĩ Hồng Kông này không thể nào so bì với những diễn viên chuyên nghiệp trong đại lục, cứ hát live là chất giọng hiện nguyên hình. Trương Dương nói, mặc dù hơi sai nhạc, nhưng tiếng vỗ tay ở bên dưới rất nhiệt liệt, người trẻ tuổi giờ đây không cần quan tâm hát như thế nào, chỉ cần nhìn thấy anh ta đứng ở trên sân khấu là đã vỗ tay rầm rập rồi. Tiêu Nguyên Bình lắc đầu, thở dài nói, giờ đây mấy người trẻ tuổi thật chẳng biết bị bệnh gì. Toàn thích những gì không đâu. Cử Thánh Minh nhìn sang Trương Dương. Rồi nói đầy ngụ ý, chúng ta đều già cả rồi, quan niệm không theo kịp lớp trẻ, giờ đây là thiên hạ của người trẻ tuổi, những người trẻ tuổi này rất lợi hại. Trương Dương làm sao không thể nghe ra lão Cử đang nói đến mình, Cử Thánh Minh không vui cũng có thể giải thích, y là chủ nhiệm thể ủy tỉnh, lúc đầu mang theo tư tưởng thương lượng với Trương Dương, muốn bảo hắn nhượng bộ trên danh sách tham dự trận đấu, nhưng lại bị Trương Dương từ chối thẳng thừng, Cử Thắng Minh dù sao cũng là lãnh đạo cấp trên. Sau khi việc này đồn ra ngoài, trong nội bộ thới thể duy CGC tỉnh đều coi đó là một trò cười, lão Cử tức giận cũng là điều bình thường. Trương Dương nói, chủ nhiệm Cử, người trẻ tuổi chúng tôi hay làm ăn bộp chộp, nhiệt tình có thừa mà, nên không thể bình tĩnh được, những lúc quan trọng vẫn phải do những lãnh đạo lão thành như các ông đứng ra làm chủ. Lần Olympic tỉnh này, không có người lãnh đạo anh minh như ông dốc toàn lực ủng hộ, thì tôi nhất định không thể nào làm việc thuận lợi như vậy được. Cử Thánh Minh nghe thấy câu này, trong lòng ngay lập tức thoải mái hơn rất nhiều, Trương Dương nói điều này trước mặt nhiều người như vậy, cũng có nghĩa là đã gỡ gạc thể diện lại cho y, thật ra y cũng không phải là người nhỏ nhen, giờ đây Olympic tỉnh đã khai mạc, những tranh chấp danh sách lúc đầu giờ đã được định đoạt,
chẳng thể thay đổi được điều gì. Lúc đầu y chỉ lo lắng rằng vì sự việc danh sách tham gia trận đấu mà đã áp chế cả một cuộc thi, nhưng tình hình xấu nhất không xảy ra, Cư Thánh Minh cũng mới hiểu chuyện này sau khi đến Nam Tích. Trọng điểm của Olympic tỉnh không phải là tranh tài, mà là một màn biểu diễn chính trị, công tác của thể ủy chỉ là góp sức vào thôi, cung cấp cho mọi người một sân chơi mà thôi. Hiểu được điều đó, Cư Thánh Minh đương nhiên không còn trách móc Trương Dương về việc lúc đầu, trên mặt y cũng đã nở nụ cười, Tiểu Trương. Cháu gái của tôi bảo tôi lấy cho nó mấy tấm ảnh minh tinh, tí nữa cậu giúp tôi nhé. Trương Dương cười nói, tôi chuẩn bị xong cả rồi, đợi chút nữa những người làm việc sẽ sắp xếp chúng ta chụp ảnh cùng, tôi bảo những ngôi sao này xếp hàng đợi lãnh đạo bắt tay. Cử Thánh Minh cười ha ha. Trên bàn chủ tịch cũng có người cười không nổi, bí thư thị ủy Nam Tích Lý Trường Vũ là một người trong số đó, mặc dù trên mặt y vẫn rất vui vẻ, nhưng trong lòng không hề thoải mái. Y đã biết được tin Đông Giang muốn đem Trương Dương đi, Trương Dương là một ái tướng đắc lực trong tay y, Olympic, khu mới, tên này đã lập được công, Lý Trường Vũ đã chuẩn bị xong xuôi, sau khi xong việc của Olympic, sẽ đưa Trương Dương về khu mới, để hắn xây dựng khu này, Lý Trường Vũ rất hy vọng về khu mới này, y cho rằng công nghệ cao mới là hướng đi trong tương lai. Y phải xây dựng Nam Tích thành một khu công nghệ cao của Bình Hải, Trương Dương lại là một phần tử quan trọng trong cấu tứ của y. Nhưng giờ đây Lương Thiên Chính trực tiếp lôi Trương Dương đi, trong lòng Lý Trường Vũ rất không tình nguyện, nhưng y cũng đã nhìn nhận rõ vấn đề, y không thể giữ Trương Dương ở lại, điều quan trọng là ở thái độ của Trương Dương đến giờ vẫn chưa hề chủ động nói chuyện với y, hơn nữa, Phó Thị trưởng Lam Sơn là Tần Thanh đã chắc chắn sẽ về làm chủ nhiệm bộ chỉ huy xây dựng ở khu mới. Khu trưởng của khu mới, người khác không biết về quan hệ giữa Trương Dương và Tần Thanh, nhưng Lý Trường Vũ lại biết rất rõ. Trước đó, Tần Thanh và Trương Dương đã từng gây ra xì căng đan, Lý Trường Vũ là lãnh đạo của cả hai người, y nhận ra rất rõ ràng, giữa Trương Dương và Tần Thanh nhất định có điều gì ám muội. Mặc dù họ giấu rất tốt việc này, và dần dần thời gian cũng làm phai đi tất cả, nhưng Lý Trường Vũ tin rằng, nếu như hai người họ làm việc cạnh nhau, những điều tiếng không hay xung quanh họ sẽ nhất định tăng lên. Trương Dương là một người trời không sợ đất không sợ, Tần Thanh lại rất bình tĩnh, là một cán bộ trẻ của Bình Hải. Nhưng gánh nặng khu mới Đông Giang nhất định không nhẹ. Quan trường của Đông Giang cũng không phải là nơi dễ sống. Chỉ cần không cẩn thận sẽ bị chỉ trích từ tỉnh thành phố, có thể tưởng tượng rằng áp lực mà Tần Thanh sắp phải đối mặt lớn như thế nào. Chính vì vậy, Trương Dương có lẽ sẽ không khoanh tay nhìn Tần Thanh chịu áp lực đó, mà hắn sẽ đi trợ giúp Tần Thanh. Người của Đông Giang đến lần này là thị trưởng Phương Chi Đạt, y cười ngồi xuống với Lý Trường Vũ, bí thư Lý, lễ khai mạc của các ông làm tốt thật. Có thể thấy rằng hoạt động lần này nhất định sẽ thành công. Lý Trường Vũ mỉm cười nói, cảm ơn thị trưởng Phương đã ủng hộ. Phương Chi Đạt nói, sau khi bí thư Lý đến Nam Tích, thay đổi thật là lớn. Trung tâm thể dục thể thao mới, cảng nước sâu, còn có khu mới công nghệ cao sắp sửa xây dựng nữa, sự phát triển của Nam Tích đã vượt qua chúng tôi rồi, đáng để chúng tôi học tập. Lý Trường Vũ nói khiêm tốn, tôi không dám nhận hết công về mình đâu, trước khi tôi đến Nam Tích. Cảng nước sâu và trung tâm thể dục thể thao mới đã đang xây dựng rồi, không thể nào xóa được những đóng góp nỗ lực của lãnh đạo trước đó. Mặc dù Từ Quang Nhiên đã hạ đài, nhưng Lý Trường Vũ không thể chiếm hết một mình công lao, sự thật là như vậy, cảng nước sâu và trung tâm thể dục thể thao đều là thành tích chính trị của Từ Quang Nhiên, y chỉ là may mắn một chút, vừa vặn đến đúng lúc ăn quả ngọt. Phương Chi Đạt nói, trước kia Đông Giang chúng tôi cũng muốn phát triển sản nghiệp công nghệ thông tin, nhưng thật là đáng tiếc. Chúng tôi đã không cạnh tranh nổi các anh trong sự việc chiêu thương công ty Dezernic. Lý Trường Vũ nói, giữa các thành phố anh em cần phải giúp đỡ ủng hộ nhau, cạnh tranh lành mạnh, công ty Dezernic cuối cùng rơi vào tay Nam Tích, ngay cả chúng tôi cũng không ngờ tới. Điều y nói là sự thật, thái độ của y nắm bắt rất tốt, bởi vì sự việc này đã dẫn đến bất hòa giữa hai thành phố, Lý Trường Vũ không muốn để lại cho người khác bất cứ ấn tượng đắc ý xấu xa nào. Phương Đạt Chi nói, thấy sự phát triển của các anh. Chúng tôi thật sự cảm thấy bước đi của Đông Giang đã bị lùi lại rồi. Lý Trường Vũ nói, tôi nghe nói Đông Giang đã bắt đầu có kế hoạch xây dựng khu đô thị mới công nghệ cao. Phương Chi Đạt gật đầu nói, hạng mục đã được thông qua, khu đô thị mới sẽ được xây dựng thành trung tâm hành chính và thương nghiệp, đồng thời cũng là trung tâm kỹ thuật cao mới. Tỉnh cũng rất ủng hộ cho bước đi này của chúng tôi, tuyển những cán bộ trẻ tuổi giỏi để chúng tôi làm việc. Câu này làm cho Lý Trường Vũ cảm thấy hơi khó chịu. Y nhấc cốc trà lên uống một ngụm rồi nói, tôi tin rằng sau này Đông Giang sẽ ngày càng phát triển. Phương Chi Đạt cười nói, giống nhau cả thôi,
đám người bên chúng tôi đã ở vào thời đại tốt nhất, cơ hội đặt vào trước mặt chúng tôi rồi, điều quan trọng là chúng tôi có thể nắm vững hay không thôi. Thường Tụng ngồi ở một bên ánh mắt nhìn chằm chằm vào sân khấu, nhưng y cũng đang nghe cuộc đối thoại giữa Lý Trường Vũ và Phương Chi Đạt, nghe đến đây, y không chịu nổi nữa phải quay mặt lại nói, thị trưởng Phương, lần này tỉnh thật sự quá chiều Đông Giang rồi, cán tướng của chúng tôi đều bị các ông đánh bắt hết rồi. Từ lúc biết Tần Thanh bị điều động đến Đông Giang, Thường Tụng đã cảm thấy không hài lòng. Phương Chi Đạt cười ha ha nói, bí thư Thường à, giao lưu cán bộ vốn là một chuyện hết sức bình thường mà. Sự điều động như thế này có lợi cho sự phát triển tổng thể của Bình Hải chúng ta, đồng chí Tần Thanh không phải là do chúng tôi đều ra điều động đến đây, mà là bí thư Kiều đích thân điểm danh đấy. Y lôi Kiều Trấn Lương ra, Thường Tụng đương nhiên không còn gì để nói nữa, y cũng đã biết lần điều động này chắc chắn xảy ra, y chỉ là một bí thư thị ủy, không thể nào quyết định ngang hàng với lãnh đạo. Lý Trường Vũ nói, nghe nói rằng, bí thư Kiều cũng điểm danh Trương Dương rồi à. Phương Chi Đạt nói, Trương Dương. Tôi không rõ, hình như là do bí thư Lương điểm danh đó, nghe nói tiểu tử này làm việc rất tốt ở Nam Tích các anh, Olympic tỉnh là do cậu ta phụ trách sao? Đúng rồi, lần trước sự việc ô nhiễm nước chính là do cậu ta đến khu khai thác phát triển của chúng tôi để đòi lý sao? Chương 987, bắt đàn ông trẻ 1. Lý Trường Vũ nhận ra vị thị trưởng Phương này đang giả vờ, sự việc điều động của Trương Dương toàn tỉnh đều biết. Y là thị trưởng của thành phố Đông Giang, chẳng lẽ lại không biết sao? Phương Chi Đạt nói câu tiếp theo càng chứng minh điều này, tính tình của Tiểu Trương có phải là hơi bộp chộp quá không? Tôi nhớ lần trước cậu ta còn đánh cả thư ký trưởng Lưu nữa. Lý Trường Vũ lắc đầu nói, tôi không rõ nữa, việc này tôi thật sự chưa nghe qua bao giờ. Ông biết giả vờ, tôi còn biết giả vờ hơn, lần trước khi Trương Dương xử lý vấn đề ô nhiễm nước, vì thật sự không thể kìm giận, nên đã đánh Lưu Bác Sinh. Việc này đã làm cho bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương tức giận, lúc đó đã định xử lý hắn, sau này, vì Kiều Mộng Viện nói đỡ nên hắn mới thoát nạn, trong thể chế Bình Hải đều biết chuyện này, Lý Trường Vũ là lãnh đạo của Trương Dương làm sao không biết được. Phương Chi Đạt nói, nếu có cơ hội nhớ giới thiệu cho tôi một chút, tôi rất hứng thú với người thanh niên này. Thường Tụng vẫy tay với Trương Dương đang nói chuyện với Cử Thánh Minh, Tiểu Trương, cậu đến đây một lát. Trương Dương nghe thấy Thường Tụng gọi mình. Liền chạy qua đó, cười nói, bí thư Thường có gì căn dặn vậy ạ? Với Thường Tụng, hắn khá thân thiết, trên thực tế, Thường Tụng cũng là một trong những nhạc phụ của hắn, phải tôn trọng người bề trên, Trương Đại Quan là một người rất cẩn thận. Thường Tụng nói với hắn, đến đây, làm quen với thị trưởng Phương của Đông Giang. Trương Dương cười giơ tay ra bắt tay với Phương Chi Đạt, thị trưởng Phương, chào ông, tôi là Trương Dương làm ở thể ủy của Nam Thích, đã nghe danh ông từ lâu. Phương Chi Đạt cười ha ha nói, đúng là tuổi trẻ tài cao, đúng là tuổi trẻ tài cao, trong lòng lại nói tên này ăn nói thật giả tạo, mình có gì để cậu ta phải ngưỡng mộ chứ? Thật ra Trương Dương nói câu ngưỡng mộ cũng là thật lòng, hắn ngưỡng mộ là bởi vì chức quan của Phương Chi Đạt, cấp bậc nào cao hơn hắn hắn cũng ngưỡng mộ vị trí đó, chứ không phải người đó. Trương Dương nói, thị trưởng Phương cảm thấy lễ khai mạc của chúng tôi thế nào? Phương Chi Đạt nói, rất tốt, rất tốt. Sáng tạo lắm, náo nhiệt mà không mất đi tính sang trọng, mấy cán bộ trẻ tuổi như các cậu đúng là dám nghĩ dám làm. Lý Trường Vũ và Thường Tụng quay ra nhìn nhau, hai giờ là đồng chí, đều đối mặt với việc cán bộ của mình bị đào đi nơi khác, họ thật sự cảm thấy không thoải mái, nhưng sự việc lần này không phải do bên đề ra, mà là do tỉnh đề ra, làm cho họ ở vào thế bị động trong chuyện này, nhưng họ cũng hiểu rằng, sự việc này đã định như vậy, bên Tần Thanh là do Kiều Trấn Lương đích thân điểm danh. Còn về Trương Dương, Lý Trường Vũ hiểu hơn bất kỳ ai khác, y không thể nào có sức hấp dẫn với Trương Dương như Tần Thanh. Tên này chắc chắn sẽ đi đến chỗ Tần Thanh. Lễ khai mạc kết thúc trong màn pháo hoa rực rỡ, các lãnh đạo vui vẻ tham dự tiết mục bắt tay với các diễn viên và vận động viên. Sau khi lễ khai mạc đã kết thúc, những lãnh đạo Nam Tích bao gồm cả Lý Trường Vũ đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, họ rất quan tâm đến màn khai mạc này, chỉ cần khai mạc thành công thuận lợi. Những việc sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, tỉnh Bình Hải có nhiều lãnh đạo tập trung thế này, mọi người đều nhìn thấy một lễ khai mạc thành công, với những người lãnh đạo, hôm nay chính là lúc kiểm tra bảng thành tích, Nam Tích chuẩn bị lâu như vậy, sự lo lắng và khó khăn của họ rất ít người thấy được, họ nhìn thấy là lễ khai mạc lần này. Là sự bắt đầu tốt đẹp của Olympic tỉnh, đại đa số lãnh đạo đều không quan trọng hóa vấn đề trận đấu diễn ra thế nào, Olympic tỉnh tổ chức hơn một tháng. Chẳng ai có thể để tâm hết toàn bộ quá trình trận đấu, với bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương thì càng như vậy,
những việc lớn nhỏ của Bình Hải đều đợi y đi giải quyết, y có thể chú ý đến lễ khai mạc thành công này, còn về vấn đề huy chương. Trận đấu lần này có thể phá vỡ được bao nhiêu kỷ lục. Y chẳng hề thích thú hứng khởi gì với nó. Kiều Trấn Lương đã rời Nam Tích về Đông Giang ngay trong buổi tối hôm đó, bí thư thị ủy Nam Tích Lý Trường Vũ tiễn y đi. Mặc dù Kiều Trấn Lương ở Nam Tích một thời gian ngắn hầu như là do y đồng hành, nhưng giữa hai người không có mấy cuộc giao lưu mật thiết. Kiều Trấn Lương trước khi đi đã cho Lý Trường Vũ một câu đánh giá thế này, Nam Tích đã có sự thay đổi dưới sự lãnh đạo của anh, hy vọng rằng anh có thể tiếp tục dẫn dắt những cán bộ Nam Tích giữ thế phát triển tốt, tôi rất tin tưởng ở anh. Câu này đồng nghĩa với việc khẳng định sự thành công trong công việc thời gian này của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ rất xúc động, thị trưởng Hạ Bá Đạt cũng ở đó. Y nghe thấy câu này của Kiều Trấn Lương, trong lòng thật không vui vẻ gì, Kiều Trấn Lương hầu như không nói gì với y, thậm chí còn chưa nhìn thẳng vào mặt y lần nào, trong mắt Kiều Trấn Lương, y chỉ là một người đi cùng mà thôi, ở Nam Tích, người hát chính là Lý Trường Vũ, không thể nào vượt qua người ta được, Hạ Bá Đạt đã thực sự thất vọng với quan đồ của mình. Y vốn nghĩ rằng trước khi mình về hưu có cơ hội thăng tiến nữa, nhưng giờ đây Lý Trường Vũ đã trở thành ngọn núi cao y không thể vượt qua. Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương rõ ràng rất hài lòng với năng lực của y, vì vậy Hạ Bá Đạt chỉ có thể dừng quan đồ của mình ở lại đây. Mặc dù Hạ Bá Đạt rất không tình nguyện làm vai khách, nhưng sự thật bày ra ở đó, không phải là thứ y có thể thay đổi. Lý Trường Vũ nói, Bí thư Kiều yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức làm tốt công tác lãnh đạo Nam Tích, cố gắng đưa Nam Tích đi đến một tầm cao mới. Nhất định phải thể hiện quyết tâm, nhưng lại không thể nói quá nhiều, nếu không sẽ trở thành sáo rỗng. Lý Trường Vũ làm lãnh đạo bao nhiêu năm nay, phải nói thế nào, nói ra sao, y đều nắm rất rõ. Kiều Trấn Lương nói, sự phát triển của Bình Hải không thể thiếu đi sự nỗ lực chung của mọi người, Nam Tích đã đi vào hàng đầu trong vấn đề cải cách doanh nghiệp, hy vọng rằng sau này các anh có thể làm tốt hơn, có thể chiếm vị trí kinh tế ngày càng quan trọng ở Bình Hải. Lý Trường Vũ và những người lãnh đạo Nam Tích đứng bên cạnh đều gật lia lịa đầu theo. Kiều Trấn Lương nói, lần này tôi đến đây thời gian quá gấp gáp, vốn dĩ tôi còn muốn đi thăm khu đô thị mới công nghệ cao và cảng nước sâu của các anh, nhưng vì lịch trình không cho phép, nên tôi chỉ có thể đợi đến lần sau rồi. Lý Trường Vũ nói, công trình cảng nước sâu đã tiến hành rất thuận lợi, và khu công nghệ cao mới cũng đã bắt đầu quy hoạch xây dựng, công ty Dezonic đã bắt đầu đầu tư vào khu vườn công nghệ cao mới, tôi chuẩn bị giao khu này cho đồng chí Trương Dương phụ trách. Lý Trường Vũ nói câu này có ý đồ cả. Y muốn mượn cơ hội này xem thái độ của Kiều Trấn Lương. Kiều Trấn Lương nghe xong câu này cười rồi nói, Trương Dương sao? Cậu ấy còn quá trẻ rồi phải không nhỉ? Hạng mục quan trọng thế này cần một người đồng chí có kinh nghiệm để phụ trách. Hơn nữa, vấn đề công việc của cậu ấy tỉnh dự định sắp xếp lại. Câu này của Kiều Trấn Lương đã gạt phát những suy nghĩ của Lý Trường Vũ. Sự việc đã hết sức rõ ràng. Công tác điều động Trương Dương đến Đông Giang chính là ý của Kiều Trấn Lương. Lý Trường Vũ hiểu rằng lần này thật sự không thể thay đổi được gì nữa, việc này không phải là điều y có thể thay đổi. Hạ Bá Đạt đứng nghe ở một bên, trong lòng cảm thấy hả hê, Trương Dương là một con dao sắc bén trong tay Lý Trường Vũ, nếu không xét đến tính tình nóng nảy và kinh nghiệm chính trị của tên này, thì về công việc, tên này thật sự là một cán bộ trẻ có tài, loại người này rất thích hợp dùng để sáng tạo thứ mới, Kiều Trấn Lương điều động hắn đến Đông Giang liệu có phải có mục đích gì khác không? Y không biết, nhưng có một điểm y có thể khẳng định rằng, Kiều Trấn Lương nhất định đã nhìn ra tố chất của Trương Dương. Sự phát triển của Đông Giang mấy năm đây thật sự không như ý muốn, thành phố lớn nhất, trung tâm của Bình Hải này, giờ đây tổng sản lượng nông nghiệp và công nghiệp đã tụt xuống mức thứ ba toàn tỉnh Bình Hải. Điều này làm cho Đông Giang không còn biết giấu mặt vào đâu. Thời gian gần đây, việc ô nhiễm vườn công nghiệp quốc tế làm cho chính phủ thành phố Đông Giang càng cảm thấy xấu mặt, vì vậy tầng lớp lãnh đạo Đông Giang cũng quyết định phải thay đổi hoàn toàn. Họ cùng với việc chỉnh đốn khu vườn công nghiệp quốc tế, cũng đang chuẩn bị một sự thay đổi về công nghiệp, chỉ là không ngờ sự việc này vừa bắt đầu đã gặp khó khăn, Nam Tích đã giành mất công ty Dezonic, nguyện vọng muốn trở thành một thành phố bạn của New York cũng đã tiêu tan, Nam Tích thật sự đã chiếm được cái lợi rất lớn. Điều này cũng làm cho mối quan hệ giữa hai thành phố Nam Tích và Đông Giang trở nên xa cách, Trương Dương chính là tác giả bắt đầu của vụ việc này, Lương Thiên Chính muốn đào Trương Dương qua đó. Ở một mức độ nhất định mà nói, có ý báo thù. Hạ Bá Đạt khá hiểu về con người Lương Thiên Chính, hoàn cảnh của Lương Thiên Chính chẳng tốt gì hơn so với y, vốn dĩ Lương Thiên Chính là người có khả năng lớn nhất trở thành phó thị trưởng, nhưng giờ đây sự xuất hiện của Tiêu Nãi Vượng làm cho hy vọng của Lương Thiên Chính đã tan thành mây khói. Chương 988, bắt đàn ông trẻ 2.
Hạ Bá Đạt trong lòng còn có một hy vọng không ai biết đến, y hy vọng rằng quan trường Bình Hải không nên yên ổn thế này, xảy ra một vài sự việc gì đó tốt hơn, và sự việc đó càng lớn càng tốt. Hạ Bá Đạt biết rằng suy nghĩ này của mình không hề có đạo đức, nhưng y vẫn không thể nào ngăn nổi mình nghĩ như vậy. Sự thất vọng về hiện trạng chính trị đã làm cho tâm lý của y xảy ra sự thay đổi. Y hy vọng rằng một trận bão táp chính trị sẽ làm náo loạn cục diện hiện nay của Bình Hải. Y hy vọng nhìn thấy trận đấu chính trị sống còn của người khác. Sự khổ tâm trèo lái của Trương Dương quả nhiên không lãng phí. Đoàn đại biểu thể dục của thành phố Nam Tích sau khi bắt đầu trận đấu đã vô cùng có khí thế, dẫn đầu về huy chương vàng và bạc. Điều này có được là do sự đầu tư lớn của Nam Tích vào thể dục. Đương nhiên một điểm quan trọng là, những vận động viên tham dự của các thành phố khác đều không phải là người có trình độ cao nhất. Giới thể dục trong tỉnh đều biểu thị sự khẳng định với công tác tổ chức Olympic tỉnh lần này, nhưng rất nhiều người cho rằng kết quả của trận đấu đi ngược lại với tinh thần công bằng trong thể dục. Nếu không phải khâu đăng ký xảy ra vấn đề, dựa vào thực lực hiện tại của Nam Tích nhiều nhất chỉ đi được vào top 3, còn muốn giành được vị trí thứ nhất là điều không thể. Trương Đại Quan mấy ngày nay đã chẳng còn chú ý đến việc đó nữa. Dù sao thì hắn cũng đã ý thức được, ngày tháng mình ở lại Nam Tích không còn nhiều nữa, sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn nghĩ nhất định phải đến Đông Giang, một là vì Tần Thanh đã đến đó, hắn phải giúp Tần Thanh gánh đỡ với áp lực, còn một nguyên nhân nữa, đó chính là hắn bắt đầu cảm thấy chán khi ở Nam Tích rồi, hắn là một người thích thử thách thích cái mới, giờ đây Nam Tích đã không còn đáp ứng được cho hắn nữa. Việc này hắn đã trưng cầu ý kiến của Thường Lăng Phong đầu tiên, phản ứng của Thường Lăng Phong rất bình thường. Việc này anh đừng hỏi tôi, dù sao thì đến khi hội thương mại kết thúc, tôi đã đi rồi, lúc đầu anh đã đồng ý như vậy đó. Trương Dương cười hì hì, thái độ này của hắn làm cho Thường Lăng Phong cảm thấy rất xảo quyệt. Thường Lăng Phong quen Trương Dương đã lâu, cũng tin rằng tên này sẽ không thể để mình đi một cách thuận lợi như vậy. Trương Dương đã xem gã trở thành quân sư của hắn. Khi gã ở bên cạnh Trương Dương, có rất nhiều việc Trương Dương đều đẩy lên người gã, với năng lực xử lý công việc của Thường Lăng Phong. Trương Dương không hề nghi ngờ một chút nào, Thường Lăng Phong chính là túi trí tuệ của Trương Dương. Trương Dương nói, tôi giờ đang hỏi anh về việc của tôi, hai chúng ta chẳng phải là anh em sao? Anh nghĩ rằng tôi có nên đi Đông Giang hay không? Thường Lăng Phong nói, tôi đã nói rồi, anh đừng có hỏi tôi. Cho chút ý kiến đi mà, nếu anh là tôi, thì anh sẽ lựa chọn thế nào? Thường Lăng Phong nói, tôi không phải là anh, và tôi cũng không bao giờ trở thành anh được, anh tự hỏi bản thân mình ấy. Anh có thể an phận trở thành lãnh đạo của khu đô thị mới Nam Tích hay không? Trương Dương nói, không thể được, mấy ngày không có việc gì làm tôi phát buồn bực cả người. Thường Lăng Phong nói, Đông Giang lớn hơn Nam Tích nhiều, bên đó có đầy việc cho anh làm, cấp trên đã cho anh cơ hội, mà anh lại thích tự giày vò vậy, thì anh đi đi thôi. Trương Dương nói, anh có đi không? Thường Lăng Phong quay sang lườm hắn, anh quên mất những gì chúng ta hứa rồi sao? Trương Dương mặt dày nói, lúc này khác lúc đó khác, anh xem chúng ta hợp tác vui biết bao nhiêu, rời khỏi tôi, làm sao anh tìm được một cộng sự hợp như vậy chứ? Hơn nữa, anh vẫn còn trẻ lắm, chẳng lẽ anh lại định về quê ở cái tuổi này sao? Nhân lúc còn trẻ còn khỏe, cố gắng cống hiến cho nhà nước đi chứ, ít nhất thì cũng phải thể hiện lòng yêu nước của anh. Thường Lăng Phong nói, Trương Dương, anh nghĩ gì, tôi đều biết đấy. Anh biết sao? Thường Lăng Phong gật đầu, anh bắt nạt tôi. Anh cảm thấy tôi dễ bắt nạt, những việc cụ thể anh không muốn làm, vì anh thấy phiền phức, vì vậy cái gì cũng đẩy cho tôi, có tôi ở đây, thì anh không cần phải hỏi quá nhiều về mấy chuyện vặt vãnh này nữa, có thể tận tâm làm việc. Trương Dương cười ha ha nói, đúng là tri kỷ. Thường Lăng Phong nói, tôi và anh không phải là tri kỷ là phải hiểu lẫn nhau, nhưng anh biết rõ rằng tôi không thích những việc trên quan trường, mà lại cứ bắt tôi đi theo để làm, đây gọi là tri kỷ sao? Đây là tổn nhân lợi kỷ thì đúng hơn. Trương Dương nói, cũng không thể nói như vậy được, tôi hiểu anh, trong lòng anh chẳng phải luôn nhớ đến Trương Duệ Dung sao. Thường Lăng Phong nghe hắn nói như vậy, sắc mặt liền thay đổi, đôi lông mày nhíu lại, nếu anh nhắc đến chuyện này lần nữa thì tôi sẽ trở mặt với anh ngay đó. Trương Dương nói, ai mà chẳng vì hồng nhan, chúng ta có tình bạn sâu bền thế này, mà vừa nhắc đến tên cô ấy anh đã giận tôi, chẳng phải vì anh vẫn còn để ý đến chuyện đó sao. Tôi hứa với anh, chỉ cần anh làm việc cùng với tôi, thì tôi sẽ nghĩ cách chuyển Trương Duệ Dung đến Đông Giang. Người như Trương Dương nhất định có tính toán cả rồi, hắn biết rằng nhược điểm của Thường Lăng Phong ở đâu, Thường Lăng Phong ngoài mặt thì không để ý, nhưng gã vẫn không thể quên được tình cảm của mình với Trương Duệ Dung, đến tận bây giờ Thường Lăng Phong vẫn không thể hiểu tại sao Trương Duệ Dung lại rời xa gã.
gã không biết rằng Trương Duệ Dung là đặc công của quốc an, nên có nhiều việc không thể tự quyết định. Trương Dương thì lại biết rất rõ nội tình, hắn có thể nhìn ra rằng Thường Lăng Phong chưa hề quên Trương Duệ Dung, còn Trương Duệ Dung cũng có tình cảm với gã, Thường Lăng Phong là bạn của hắn, hắn cần phải giúp đỡ. Trương Dương thậm chí nghĩ đến việc vì Thường Lăng Phong, hắn có thể chủ động đi gặp Trương Bích Quân, để cô ấy hợp thành cho Trương Duệ Dung và Thường Lăng Phong. Thường Lăng Phong nói, sau đợt này, tôi sẽ nghỉ dài, bên cạnh anh không thiếu người trợ giúp, không cần cứ phải nắm lấy tôi. Trương Dương đã nghe ra ý tứ trong câu này của Thường Lăng Phong, gã đã không kiên quyết muốn đi nữa rồi, mà đã trở thành nghỉ ngơi, xem ra thật sự gã vẫn còn lưu luyến Trương Duệ Dung, thứ có thể giữ chân Thường Lăng Phong đúng thật là chỉ có Trương Duệ Dung. Trương Đại Quan vỗ vỗ vai Thường Lăng Phong, Lăng Phong, tôi nói thật, giờ đây tôi vẫn còn chút do dự, không biết nên đi hay nên ở, tôi phải suy nghĩ cho kỹ càng. Thường Lăng Phong cười, từ những lời này của Trương Dương, hắn đã biết rằng lần này chắc chắn Trương Dương sẽ quyết định đi Đông Giang. Gã thấp giọng nói, Olympic tỉnh vẫn chưa bế mạc, tiếp theo đó còn có Hội Kinh tế Thương mại Quốc tế, tôi thấy anh đừng bận nghĩ đến việc điều động công tác vội, đi đến đâu hay đến đó đã đi được một bước thì phải đi cho vững vàng, anh nói xem có đúng không? Trương Dương gật đầu nói, Lăng Phong à, những điều anh nói đúng là những điều tôi nghĩ, đúng là chỉ có Thường Lăng Phong hiểu tôi. Thôi đi, đừng có nói như vậy, mau đi làm việc đi. Trong thời gian Olympic tỉnh, việc Trương Đại Quan bận nhất là xem đấu, bước ra từ phòng làm việc của Thường Lăng Phong, hắn dẫn theo Thường Hải Tâm đến thẳng sân vận động Điền Kinh, để xem trận đấu Điền Kinh, buổi sáng ngày hôm đó đã có 8 huy chương vàng rơi vào tay đoàn của Nam Tích. Khi trao giải cùng chủ nhiệm thể ủy tỉnh Cử Thánh Minh thấy nụ cười đắc ý của tên này, liền nói, lần này thì cậu hài lòng rồi. Trương Dương bắt tay những vận động viên cùng y, cười không khép được miệng, đến khi xuống sân khấu mới nói, chủ nhiệm Cử, thấy thành tích thể dục thể thao Nam Tích đạt được nhiều tiến bộ thế này, ông không vui sao? Cử Thánh Minh nói, cậu không cảm thấy mức phát triển của chúng ta quá lớn sao? Những huy chương vàng hiện tại chúng ta đã chiếm đến gần một nửa rồi. Đây chính là thực lực. Cử Thánh Minh cười khổ hạnh lắc đầu, cậu không nhận ra à, giờ đây người khác đều không muốn chơi cùng cậu nữa rồi, chỉ là đến cho có mặt thôi, tiểu tử nhà cậu không xem, lần Olympic này đến bây giờ, chỉ mới phá được 2 kỷ lục toàn quốc, chưa phá được kỷ lục châu Á và thế giới nào, cậu không cảm thấy ít tôi cũng cảm thấy khó xử. Trương Đại Quan chẳng quan tâm, có gì mà khó xử. Cái chính là ở tham gia, tên này chẳng để ý nhiều đến vậy, chỉ cần hắn giành được nhiều huy chương vàng huy chương bạc, người khác nói gì hắn cũng chẳng để ý. Thật ra, giờ đây mới được hơn một nửa, nhưng ưu thế của Nam Tích đã rất chắc rồi. Cử Thánh Minh nói, huy chương vàng thì huy chương vàng, nhưng rốt cuộc hàm lượng vàng của nó là bao nhiêu, thì mọi người đều biết cả. Trương Dương cười nói, nếu về thành tích tổng có lẽ không bằng kỳ trước, nhưng điều này cũng chứng minh một điểm, đó chính là trình độ của thể dục toàn Bình Hải đều trượt dốc, còn Nam Tích chúng ta thì vẫn ổn định. Vì vậy chúng ta mới có thể giành được thành tích tốt như vậy trong lần Olympic này. Cử Thánh Minh cảm thấy thán phục độ dày của mặt tên này, nhưng có điểm gã cũng không thể phủ nhận. Trong lần Olympic này, đoàn đại biểu của Nam Tích đã giành được thành tích tương đối tốt, dù là có mấy phần thật phần giả, thì số lượng huy chương vàng vẫn bày ở đó. Cử Thánh Minh nói, đến Olympic lần sau, hy vọng các cậu vẫn giữ được thành tích thế này. Chương 989, bắt đàn ông trẻ 3. Trương Dương cười nói, phong thủy chảy luân lưu, Olympic này tình hữu nghị đặt lên hàng đầu còn đấu đá chỉ là chuyện thứ yếu thôi, nếu mỗi lần Nam Tích chúng ta đều đứng đầu, thì còn ý nghĩa gì nữa? Đấu kiểu này, chỉ là mọi người tìm một cơ hội để chơi vui thôi, chỉ cần đạt được mục đích thúc đẩy đoàn kết là được rồi, thật ra chúng tôi chẳng quan trọng gì huy chương vàng hay thành tích. Mỗi lúc một khác, tên này giờ lại nói toàn những điều không giống trước đó rồi. Cự Thánh Minh lắc đầu nói, cậu ấy à, đúng là một nhân tài. Sau khi trao giải Điền Kinh, Trương Dương lại vội vàng chạy đi xem bóng rổ, hai bên ở rất gần nhau, hắn và Thường Hải Tâm cùng đi qua đó xem, mấy ngày này công việc của họ khá bận, nên không có thời gian nói chuyện riêng với nhau, Thường Hải Tâm nói, tôi nghe nói cấp trên muốn điều anh đến Đông Giang làm việc sao. Khi nói câu này, cô lộ vẻ thất vọng, nếu Trương Dương đi Đông Giang, thì cô ở lại Nam Tích chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Trương Dương nói, hiện tại vẫn chưa quyết định. Thường Hải Tâm nói, anh có đi không? Thật ra cô đã đoán được đáp án. Trương Dương gật đầu nói, tỉnh đã ra lệnh rồi, làm sao cãi lại được? Thường Hải Tâm không nói gì, chỉ cắn cắn môi. Trương Dương nói, tôi muốn cô đi cùng.
Thường Hải Tâm hơi đỏ mặt, cô nói, tôi mà đi cùng anh thì ra cái thể thống gì. Hơn nữa, cấp trên đâu có để tôi đi. Trương Dương nói, trước đó cô là thư ký của thị trưởng Tần, hợp tác với cô ấy lâu như vậy, luôn vui vẻ với nhau, lần này cô ấy đi Đông Giang phụ trách khu đô thị mới, cô đến giúp cô ấy cũng là việc tốt. Thường Hải Tâm không nói gì, một lúc sau mới nói nhỏ, tôi rất hài lòng với công việc hiện tại. Trương Dương cười, không nói gì nữa, trong lòng hắn đã dự tính xong xuôi rồi, việc này phải nói với Tần Thanh trước, để Tần Thanh ra mặt nói về chuyện điều động công tác của Thường Hải Tâm thích hợp hơn, không bị người ta nói, để Thường Hải Tâm qua đó, không chỉ là để tiện chăm sóc, mà còn có thể gia tăng tình cảm giữa cô và Tần Thanh, lúc quan trọng còn có thể làm yểm trợ cho quan hệ giữa hắn và Tần Thanh, đây là nhất cử lưỡng tiện, Trương Đại Quan đã tính toán rất hoàn mỹ. Nói ra thì thật kỳ lạ. Lý Trường Vũ và Trương Dương không hề nói chuyện với nhau về việc điều động công tác, đến tận khi Olympic tỉnh kết thúc, Trương Dương đến phòng làm việc của Bí thư Thị ủy để báo cáo về việc Olympic tỉnh đã bế mạc thành công và tình hình chuẩn bị của Hội nghị Thương mại Kinh tế Quốc tế. Lý Trường Vũ mới hỏi, quyết định rồi sao? Một câu nói đến rất bất ngờ làm cho Trương Dương ngớ người, có điều hắn đã phản ứng lại rất nhanh, Lý Trường Vũ muốn nói đến việc điều động công tác của hắn, Trương Dương ho một tiếng rồi nói, gần đây ông bận. Nên tôi không tiện nói với ông việc này. Lý Trường Vũ cười nói, không bận lắm, có gì muốn nói thì cứ nói đi. Trương Dương nói, tôi chuẩn bị đi rồi. Câu trả lời của hắn đã được Lý Trường Vũ dự liệu từ lâu, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Lý Trường Vũ vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng, y mím môi, cầm bao thuốc từ trên mặt bàn lên. Trương Dương rất nhanh nhẹn, bước đến, lấy bật lửa châm thuốc cho Lý Trường Vũ, chiếc bật lửa này là do hắn tặng Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ hít vào một hơi thuốc, rồi cầm bật lửa lên tay, một lúc lâu sau mới nói, bên Đông Giang phức tạp hơn bên này nhiều. Tôi biết. Lý Trường Vũ lại nói, việc điều động công tác của cậu đã được tỉnh hết sức chú ý, bình thường thì sẽ không được như vậy đâu, rất nhiều lãnh đạo xì xào, giờ đây chúng ta không nhận ra, nhưng khi cậu nhận ra, có lẽ đã không rút chân lại được nữa rồi. Nghe Lý Trường Vũ nói những lời quan tâm này, trong lòng Trương Dương cảm thấy rất cảm động. Lý Trường Vũ thật lòng quan tâm tới hắn, giữa họ từ lâu đã hình thành một tình cảm vừa là thầy vừa là bạn, Lý Trường Vũ cũng là người nhen nhóm lên bước đầu đi trên con đường chính trị của hắn. Trương Dương đồng ý với câu nói này của Lý Trường Vũ, từ lúc bắt đầu hắn đã cảm thấy hơi kỳ lạ, một cán bộ cấp phó sở như hắn mà lại được nhiều lãnh đạo tỉnh chú ý như vậy, việc này rất không bình thường, trên quan trường không thiếu những người âm mưu. Tiêu chuẩn của tất cả hành động đều là lợi ích chính trị, chính vì vậy. Quan hệ giữa người với người trở nên rất phức tạp và đầy biến động, không thể nào nắm vững được. Trương Dương nói, tôi là một người rất đơn giản, rất nhiều việc tôi chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều làm gì, người khác có đi một vòng hay hai vòng, thì tôi vẫn đứng nguyên ở đó. Lý Trường Vũ lắc đầu nói, cậu không phải là loại người đó, cậu không kiên nhẫn được, xem ra đến bây giờ cậu vẫn không hiểu chính bản thân mình. Trương Dương cười nói, vậy ông có hiểu tôi không? Lý Trường Vũ nói, không hiểu. Cậu làm việc quá tự do tự tiện, vì vậy không thể nào nắm bắt được quy luật của cậu. Y nhả ra một đám khói dày, rồi nheo mắt nói, Phó Thủ tướng sẽ đến đây vào sáng mai sao? Trương Dương gật đầu nói, mai sẽ đến sân bay Nam Tích, tầm 10 giờ sáng sẽ bắt đầu nghi lễ khánh thành hội nghị khai mạc Hội Thương mại Kinh tế. Ông ấy định ở lại Nam Tích tầm một tiếng, rồi sau đó lại đến Thượng Hải. Lý Trường Vũ nói, gấp gáp quá. Trương Dương nói, đến được là tốt lắm rồi mà. Lý Trường Vũ cười, thật ra lần này Trương Dương mời Quốc Quyền đến đây, làm cho y hơi khó xử, trong thời gian Kiều Trấn Lương đến tham gia Olympic tỉnh, không hề nhắc đến chuyện này, Kiều Trấn Lương không thể không đến, Lý Trường Vũ khá khó xử trong chuyện này, sau khi biết được tin Quốc Quyền sẽ đến tham dự Hội Thương mại Kinh tế, y đã thông qua Trương Dương gửi lời hỏi thăm đến tỉnh, trước mắt chắc chắn đến chỉ có tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương không có thái độ gì với việc này. Lý Trường Vũ luôn cảm thấy rằng lần này Quốc Quyền đến đây không đơn giản như vậy, là Phó Thủ tướng Chính phủ, Quốc Quyền là một trong những người có quyền lực nhất, nhất cử nhất động của y đều là điểm chú ý của mọi người, trên đàn chính trị trong nước hiện giờ đang là lúc thay thế giữa cái cũ và cái mới, Quốc Quyền rất có khả năng sẽ vượt trội, bước lên một đỉnh cao mới trong cuộc đời y. Trương Dương nhận ra rằng Lý Trường Vũ đang suy nghĩ vấn đề, vì vậy không làm phiền y, chỉ đứng ở một bên yên lặng chờ đợi y nói chuyện. Lý Trường Vũ nói, tối nay tỉnh trưởng Tống sẽ đến đây sao? Trương Dương lắc đầu, tôi vốn định báo cáo việc này với ông ấy đã thay đổi kế hoạch rồi, sáng mai mới đến sân bay Nam Tích, đón Phó Thủ tướng.
Lý Trường Vũ nói, xem ra ngày mai chúng ta phải đi ra sân bay sớm rồi, để đón đoàn lãnh đạo. Trương Dương nói, chú Lý. Lý Trường Vũ ngẩng đầu, ánh mắt của y lộ ra vẻ ngạc nhiên, ở những nơi công cộng, đặc biệt là nơi làm việc Trương Dương chưa bao giờ xưng hô như vậy. Trương Dương nói, xin lỗi. Một tiếng xin lỗi bao hàm quá nhiều ý nghĩa, Lý Trường Vũ hiểu, y cười, Trương Dương cũng cười, rất nhiều điều không cần phải nói ra, mọi người hiểu là được, Lý Trường Vũ nói, cậu rốt cuộc vẫn cứ là cậu, chưa bao giờ thay đổi. Thời gian Quốc Quyền ở lại Bình Hải rất ngắn, y đến Bình Hải là một là để tham dự lễ khai mạc, một mục đích quan trọng hơn nữa vẫn là để gặp tỉnh trưởng Bình Hải Tống Hoài Minh, trong mắt người ngoài, hai người họ rất thân nhau, vì quan hệ giữa Trương Dương và Sở Yên Nhiên, họ đã trở thành đồng minh với nhau rồi. Khi Quốc Quyền đến sân bay Nam Thích, xe của Tống Hoài Minh đã đợi ở đó rồi, Quốc Quyền chào những quan viên đến đón, sau đó ngồi vào xe của Tống Hoài Minh, có điều Quốc Quyền đề ra một yêu cầu nho nhỏ, để vệ sĩ tùy thân của mình là Lý Vĩ lái xe thay cho lái xe của Tống Hoài Minh, thế là trong xe chỉ còn lại ba người họ. Tống Hoài Minh biết Quốc Quyền có điều gì đó muốn nói riêng với mình, y cười nói, Thủ tướng, xem ra khí sắc tốt lắm, có lẽ ông hồi phục rất nhanh. Quốc Quyền gật đầu nói, tôi đã khỏe hẳn rồi, cảm giác gần đây cơ thể còn khỏe hơn trước đó nữa. Sau đó Quốc Quyền liền nói với thẳng vào vấn đề chính, Bình Hải thay đổi rất lớn, Trấn Lương đã làm cho Bình Hải khởi sắc lên nhiều. Tống Hoài Minh vẫn cười, nhưng nụ cười đã lộ ra vẻ hơi khó xử, từ sau khi Kiều Trấn Lương chuyển đến Bình Hải, tỏ rõ thái độ chiếm hữu đối với quyền lực, quan niệm quản lý của y và Kiều Trấn Lương có một vài điểm không giống nhau, Kiều Trấn Lương xem trọng bản thân chính trị. Còn Tống Hoài Minh lại xem trọng vấn đề chính trị và kinh tế cùng tiến bước, sự thật đã chứng minh, Kiều Trấn Lương quả nhiên là một cao thủ trên đấu trường chính trị, khi tranh quyền với Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh thua trận liên tục. Ít ra là đến bây giờ, Tống Hoài Minh đã hoàn toàn không thể vượt qua. Quốc Quyền nói, hổ phụ sinh hổ tử, Kiều Lão khi còn tại vị đã xem trọng chính trị, điểm này thể hiện rất rõ trên Kiều Trấn Lương. Tống Hoài Minh nói, trình độ quản lý của Bí Thư Kiều rất cao. Dưới sự lãnh đạo của ông ấy, Bình Hải nhất định sẽ phát triển ổn định. Quốc Quyền nói, những cán bộ nhà nước như chúng ta đều phải đi cùng thời đại, nếu bước nhanh quá thì trở thành kẻ kiêu ngạo, nếu bước chậm quá thì trở thành kẻ bảo thủ, làm thế nào để nắm vững bước tiến thời đại là một môn nghệ thuật. Tống Hoài Minh nói, Phó Thủ tướng cho rằng tôi thuộc vào loại nào. Quốc Quyền nhìn sang Tống Hoài Minh, miệng nở một nụ cười, rồi y nói đầy hàm ý, tôi luôn cho rằng, bước đi của anh rất đồng nhất với tôi. Chương 990, viễn cảnh chưa rõ ràng 1. Tống Hoài Minh không nói gì, Quốc Quyền đã ám thị rất mạnh với y. Câu này vừa là một lời khen, vừa là một lời cảnh tỉnh. Trên đàn chính trị không thể nào không có phương hướng, dù là anh có muốn hay không, thì anh đều phải bị cuốn vào trong một trận doanh, đứng riêng lẻ không thể được. Tống Hoài Minh là một người rất có chủ kiến, Kiều Lão luôn rất thích y. Tống Hoài Minh thuộc vào tầng lớp đại diện của những nhà tư tưởng mới mẻ. Y cho rằng cái quan trọng là luật pháp của xã hội, điểm này cũng được Kiều Lão tán thành, nhưng Tống Hoài Minh lại không hề cứng nhắc giáo điều, y cũng có những ý kiến rất độc đáo với sự phát triển kinh tế. Là một trong những số ít người cán bộ nắm vững được sự bình ổn giữa pháp luật và kinh tế. Tống Hoài Minh cho rằng Kiều Lão là ân sư của mình, nhưng không hề cho rằng mình thuộc vào trận doanh của Kiều Lão, y có những quan niệm chính trị của riêng mình, y luôn đi theo cái mình tin tưởng. Y cho rằng chỉ có kiên trì với cái tôi của mình mới có thể giữ vững được giá trị bản thân. Nhưng chuyện tình của con gái Sở Yên Nhiên và Trương Dương đã làm cho y và Quốc Quyền liên hệ với nhau, thế là trong mắt rất nhiều người, y từ trận doanh của Kiều Lão giờ lại hướng sang Phó Thủ tướng, Tống Hoài Minh thì lại biết rõ mình không phải vậy. Y thừa nhận, về mặt quan niệm chính trị, y và Quốc Quyền có quá nhiều điểm tương đồng, nhưng điều này không thể chứng minh bước đi của y giống với của Quốc Quyền, chỉ có thể nói, y và Quốc Quyền, ở một đoạn đường nào đó, bước đi giống nhau. Quốc Quyền nói, bất cứ thời đại nào, bất cứ xã hội nào, đấu tranh chính trị là điều không thể tránh, nếu nói về nguyên nhân của nó, thì là do con người quá kiên trì với bản tính của mình, bất kể người nào đều có những lúc tự cho mình là đúng, cùng với việc tự nhận thấy mình đúng, thì sẽ dẫn đến việc không chú tâm đến ý kiến của người khác, dù là ý kiến của anh đúng đến đâu đi nữa, khả thi đến đâu đi nữa, thì người ta chưa chắc đã chấp nhận. Muốn chứng minh bản thân mình là đúng và biến ý tưởng của mình thành hiện thực, thì cần phải thông qua con đường chính trị, đấu tranh sản sinh từ đó. Quốc Quyền nói về đấu tranh chính trị bằng nghĩa rộng, thật ra điều y muốn nói đến chính là vấn đề của Bình Hải, y đã nhận ra Kiều Trấn Lương hoàn toàn áp chế Tống Hoài Minh, làm cho những hoài bão chính trị của y không thể thực hiện được,
Quốc Quyền hiểu rất rõ về Kiều Trấn Lương. Kiều Trấn Lương là một cao thủ chính trị, nhưng về mặt kinh tế thì y không thể nào lợi hại bằng chính trị. Tống Hoài Minh nói, sự phát triển của Bình Hải gần đây cũng khá ổn định. Quốc Quyền mỉm cười nói, tốc độ tăng trưởng kinh tế thì sao? Nếu so sánh với chính mình, các anh đã vượt qua những năm trước, nhưng nếu so sánh với những tỉnh miền ven biển Nam Bộ, thì tốc độ của các anh đã bắt đầu chậm lại. Trước kia, tốc độ phát triển kinh tế Bình Hải luôn đứng vào hàng ngũ những tỉnh đứng đầu toàn quốc. Tống Hoài Minh không hoàn toàn đồng ý với câu này của Quốc Quyền, y bình tĩnh nói, bất kể sự phát triển nào đều không thể giữ tốc độ nhanh từ đầu đến cuối, xuất phát điểm càng thấp, thì ưu thế tăng trưởng càng mạnh, tốc độ phát triển lúc đầu cũng càng cao, nếu nhìn cả thế giới cũng đều như vậy, tốc độ tăng trưởng GDP của quốc gia đang phát triển luôn nhanh hơn so với những quốc gia phát triển. Quốc Quyền cười hà hà nói, Bình Hải và mấy tỉnh thuộc miền ven biển Nam Bộ đều không khác nhau mấy nền móng kinh tế đúng không? Hoài Minh à, anh phải nắm cả kinh tế và chính trị đó. Tống Hoài Minh gật đầu. Quốc Quyền nói, sự nghiệp của Yên Nhiên ở Mỹ thế nào rồi? Tống Hoài Minh nói, vấn đề sự nghiệp của nó tôi không hỏi gì nhiều, tập đoàn Bội Ninh lớn như vậy, mà giao cho một đứa con gái như nó, lúc bắt đầu tôi thật sự hơi lo lắng, nhưng giờ đây thấy cũng được. Có lẽ nó đã kế thừa được dòng máu kinh doanh bên nhà vợ tôi, mẹ vợ tôi thường xuyên khen nó là một thiên tài kinh doanh. Quốc Quyền cười nói, tôi rất thích Yên Nhiên đấy. Nói đến đây, y lại chuyển chủ đề, gần đây Trung ương đã đề ra việc khống chế vấn đề kinh doanh, có một vài việc nên lưu ý một chút. Tống Hoài Minh hơi ngớ ra, đương nhiên y biết chuyện này, y đã từng suy nghĩ về vấn đề kinh doanh của con gái, có điều tình hình của Sở Yên Nhiên rất đặc biệt, là người thừa kế hợp pháp của Margaret. Cô đến Mỹ thừa kế tài sản cách xù này, hơn nữa để tiện cho việc quản lý và kinh doanh của công ty Bội Ninh, giờ đây Yên Nhiên đã nhập quốc tịch Mỹ, dù là trước hay sau khi con gái của y tham gia vào việc kinh doanh, Tống Hoài Minh không hề chăm sóc một cách đặc biệt đối với cô, thật ra dù là y có muốn giúp đỡ con gái, thì cô cũng không đồng ý, quan hệ giữa họ chỉ gần đây mới bắt đầu tốt nên. Tống Hoài Minh nói, Thủ tướng, tôi sẽ thận trọng xem xét vấn đề này. Quốc Quyền thở dài một hơi rồi nói, giờ đây việc kinh doanh đã trở thành rất phổ biến rồi, thật ra ngăn quần thể những người kinh doanh cũng là chính sách chúng tôi buộc phải làm thôi, kinh tế thị trường cần phải có một môi trường công bằng, vốn dĩ họ đã có ưu thế hơn tất cả những người khác, dựa vào năng lực của người đời trước, họ có nguồn nhân mạch rộng hơn nhiều so với một người bình thường, có một số việc không điều tra thì thôi, điều tra là nhất định có vấn đề lớn. Nói đến đây Quốc Quyền dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói, hai người con của đồng chí Trấn Lương đều là người làm kinh doanh. Công việc của họ rất tốt đúng không? Tống Hoài Minh nhận ra hàm ý của câu nói này. Kiều Bằng Cử và Kiều Mộng Viện đều đang làm việc kinh doanh. Kiều Mộng Viện làm công việc thực tiễn còn Kiều Bằng Cử lại đầu tư vào tiền tệ. Quốc Quyền nói rằng không điều tra thì thôi. Điều tra nhất định sẽ ra vấn đề, có phải là đang cho y một ám thị nào đó không? Tống Hoài Minh không nói ngay. Y bắt đầu cảm thấy việc này ngày càng trở nên phức tạp. Quốc Quyền chẳng lẽ đã phát hiện ra nhược điểm của Kiều gia và muốn chủ động tạo thành sự cố ư? Trước mỗi lần bão táp đều có những dự báo. Quốc Quyền chỉ nói đến đó, y không nói thêm gì nữa, y đánh giá cao đối với việc lãnh ngộ chính trị của Tống Hoài Minh, chỉ cần Tống Hoài Minh thật sự suy nghĩ, thì nhất định có thể hiểu được hàm nghĩa thật sự của những lời nói hôm nay y đã nói. Quốc Quyền nhìn ra ngoài cửa xe, đoàn xe đi qua cửa chính của sân vận động mới tại Nam Tích, ở bên ngoài vẫn treo rất nhiều cờ, biểu ngữ trên đó rất rõ ràng, nhiệt liệt chúc mừng Olympic tỉnh Bình Hải lần thứ 12 bế mạc thành công. Quốc Quyền nói, Nam Tích thay đổi rất nhiều. Tống Hoài Minh nói, xu thế phát triển rất lớn, hội nghị thương mại kinh tế lần này, đã nói lên việc công trình khu công nghiệp mới của thành phố Nam Tích sẽ khởi động toàn diện, mục tiêu phát triển của họ khá rõ ràng, phương hướng phát triển công nghiệp của Nam Tích là sản nghiệp công nghệ thông tin thời đại mới, tiềm lực phát triển của ngành nghề này rất lớn, công việc chuẩn bị của hội kinh tế thương mại làm rất tốt, không ít những doanh nghiệp nổi tiếng quốc tế đều đã đến tham dự hội nghị lần này. Quốc Quyền gật đầu nói, phát triển khoa học kỹ thuật là điểm cốt lõi để phát triển dân tộc, muốn thật sự vững bước phát triển, thì phải nâng cao trình độ tổng thể của khoa học kỹ thuật đất nước, cách làm của Nam Tích đáng được khen ngợi. Tống Hoài Minh nói, gần đây Nam Tích đã đạt được không ít thành quả, tổ chức thành công Olympic tỉnh, đợt này lại chuẩn bị rất đầy đủ cho Hội Kinh tế Thương mại Quốc tế, còn ký được hợp ước thành phố hữu hảo với New York, nâng cao hình tượng của thành phố. Quốc Quyền cười nói, sự việc thành phố hữu hảo tôi đã nghe nói rồi, nghe nói là do Trương Dương cướp về từ phía Đông Giang, không biết có phải là thật không? Nhắc đến việc này,
Tống Hoài Minh liền cười nói, tôi cũng chẳng biết tại sao cậu ta lại trở thành bạn tốt của sếp nữa. Giờ đây ông sếp đó đang chuẩn bị tranh cử thống đốc của châu New York kỳ tới, theo tình hình trước mắt thì có hy vọng rất lớn. Quốc Quyền nói, xem ra người Mỹ cũng rất xem trọng các mối quan hệ. Tống Hoài Minh nói, đoàn đại biểu thương mại New York là do chính phủ thành phố Đông Giang mời đến, bên Đông Giang rất muốn thông qua lần cơ hội này để xây dựng thành thành phố hữu hảo với New York, để đẩy nhanh sản nghiệp công nghệ thông tin, công ty Bender là một mũi nhọn trong đó, nhưng không ngờ lại bị Trương Dương lấy mất. Quốc Quyền nói, dù sao thì cũng không chạy đến tỉnh khác, chỉ cần vẫn ở Bình Hải thì rơi vào tay Đông Giang hay Nam Tích cũng có gì khác đâu. Tống Hoài Minh nói, việc quy hoạch khu đô thị mới ở Đông Giang đã được phê chuẩn, qua thảo luận của chúng tôi, thì chuẩn bị để Phó Thị trưởng thành phố Lam Sơn, Tần Thanh đến Đông Giang phụ trách công tác chỉ huy kiến thiết khu đô thị mới. Quốc Quyền không lạ lẫm gì với Tần Thanh, lúc đầu khi Tần Thanh tham gia lớp huấn luyện đảng, y đã từng thấy cô ấy và Trương Dương ở cạnh nhau, khi Trương Dương chữa trị cho con gái y, Tần Thanh cũng ở đó, ấn tượng của Quốc Quyền với Tần Thanh là người cán bộ trẻ này rất xinh đẹp và tài giỏi. Nhưng quan hệ giữa cô ta và Trương Dương hình như không rõ ràng mạch lạc, Quốc Quyền rất ít khi hỏi về việc tình cảm giữa những người trẻ, y thấp giọng nói, bố cục thành phố hiện tại của Đông Giang thật sự không thể thích ứng với sự phát triển của tương lai. Mở rộng diện tích thành thị cũng là một việc làm tất yếu. Chương 991, viễn cảnh chưa rõ ràng 2. Tống Hoài Minh bổ sung, Lương Thiên Chính đã điểm danh đến Trương Dương rồi, muốn kéo Trương Dương về công tác tại khu đô thị mới Đông Giang. Ngón tay của Quốc Quyền gõ nhẹ nhẹ vào chỗ ghế ngồi, Thiên Chính cũng đã thấy được năng lực của Trương Dương. Tống Hoài Minh cười, có lẽ là vậy. Y không nói hết, điều đó có nghĩa là để lại một khoảng trống để Quốc Quyền tự mình đi suy nghĩ. Lương Thiên Chính là cán bộ do Quốc Quyền đề bạt mà thành. Tống Hoài Minh đề ra chuyện này, là vì với Y, Lương Thiên Chính không có lý do gì để sử dụng Trương Dương. Có thể nói rằng, trước kia Trương Dương mang đến cho Đông Giang một loạt tổn thất, không những vụ việc ô nhiễm nước, mà còn cướp mất công ty Bender của Đông Giang mời đến, làm cho nguyện vọng trở thành thành phố hảo hữu với New York của Đông Giang không trở thành hiện thực. Lương Thiên Chính là bí thư thị ủy thành phố Đông Giang, nhất định không hề thoải mái chút nào, y muốn nhân cơ hội xây dựng khu đô thị mới để lấy Trương Dương về. Dụng tâm của việc này có lẽ khá phức tạp, Tống Hoài Minh đương nhiên hy vọng rằng Lương Thiên Chính chỉ là vì đánh giá cao năng lực của Trương Dương, nhưng y biết rằng khả năng đó là rất nhỏ, Trương Dương phát triển khá tốt ở Nam Tích. Lý Trường Vũ rất xem trọng hắn, hơn nữa đã chuẩn bị giao cho Trương Dương chức vụ lãnh đạo khu công nghiệp cao mới rồi. Lương Thiên Chính lôi Trương Dương về trong lúc này, nhất định có ý nghĩa muốn làm lòng thanh thản hơn. Điều làm cho Tống Hoài Minh càng khó hiểu hơn đó là thái độ của Kiều Trấn Lương. Kiều Trấn Lương tỏ ra hết sức ủng hộ trong việc này, chẳng lẽ việc dùng một cán bộ cấp sở lại có thể đả động đến một người địa vị cao như y sao? Tống Hoài Minh bắt đầu cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Nhưng ngay lập tức cũng chưa thể nhận ra rốt cuộc Kiều Trấn Lương muốn làm gì. Kiều Trấn Lương quá thích chơi chính trị, vì vậy Tống Hoài Minh không thể không suy nghĩ về động cơ của y. Quốc Quyền đương nhiên hiểu được mục đích của những câu nói này, y cười nói, Trương Dương ấy à thật sự có chút tài lẻ, chỉ cần nắm được tính tình của nó, dùng cho tốt thì thành một con dao sắc bén, Thiên Chính biết xem xét lại bản thân, ngã chỗ nào đứng dậy ở chỗ đấy là rất tốt. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, mặc dù con dao này sắc nhọn, nhưng chưa chắc tất cả mọi người đều dùng được. Quốc Quyền nói, dùng không tốt thì chỉ làm mình bị thương thôi. Tống Hoài Minh cười một cách hài lòng. Quốc Quyền nói, gần đây thật sự rất mệt, từ việc phiêm phổ cấp R đến việc cải cách doanh nghiệp nhà nước, việc này nối tiếp việc kia, gần như tôi mệt đến độ không thể thở được nữa, may mà có đồng chí Hiến Lương giúp tôi. Tống Hoài Minh để ý đến việc y đã nhắc tới tên của Phó Thủ tướng Phó Hiến Lương, đạt đến cảnh giới của Quốc Quyền. Gần như mỗi lời y nói ra đều có ý nghĩa của nó cả, đại hội năm sau sẽ thay thủ tướng chính phủ mới, Quốc Quyền tất nhiên là người có nhiều triển vọng nhất trong số đó, nhưng mấy năm gần đây Phó Hiến Lương ngày càng có tiếng, ưu thế của y là ở trẻ hơn Quốc Quyền, hơn nữa, y giải quyết khá gọn gẽ mấy công vụ ngoại giao. Điều càng quan trọng hơn là, nghe nói đằng sau Phó Hiến Lương còn có một đám đồng chí già, một trong số đó là Kiều Lão. Khi Quốc Quyền gặp phải sự kiện khủng bố ở Anh, và bị bệnh viêm phổi, y không hề lấy đó làm vui, mà ấn tượng của y đối với quần chúng là quyết đoán, cứng rắn, nhưng nếu Quốc Quyền so sánh với y, thì ấn tượng của Quốc Quyền với dân chúng hơi kém hơn một chút. Mặc dù Phó Hiến Lương đã làm đến chức Phó Thủ tướng, nhưng vẫn tỏ ra rất khiêm nhường, điều này hoàn toàn khác so với phong cách của Quốc Quyền, nhưng gần đây y bắt đầu dần tăng lượng xuất hiện trước quần chúng của mình, có địa vị ngày càng quan trọng ở Quốc vụ viện.
Vì xuất thân của y, nên quan hệ của y với một đám cán bộ lão thành đều khá hòa hợp, đây cũng là nhược điểm của quốc quyền. Một người lãnh đạo có phong cách rõ ràng, quyết đoán dễ gây thù chuốc oán. Quốc quyền luôn cho rằng, kẻ địch của y về chính trị nhiều hơn so với bạn. Gần đến khi thay ngôi đổi vị, quốc quyền càng cảm thấy áp lực, y không thể không nhìn nhận vấn đề đối thủ này. Về việc cạnh tranh giữa quốc quyền và Phó Hiến Lương, trên quan trường đã có nhiều giai thoại khác nhau, Tống Hoài Minh cũng nghe nói không ít, với y, ưu thế của quốc quyền lớn hơn một chút, nhưng quyền quyết định thực chất việc này vẫn nắm trong tay của lãnh đạo trung ương. Dù là trước mặt quốc quyền, Tống Hoài Minh cũng không muốn bình luận quá nhiều. Đã quyết định tiếp bước trên con đường chính trị, thì cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý không ngừng tiếp nhận thử thách. Tống Hoài Minh là như vậy, quốc quyền cũng thế, vị trí càng cao, thì sóng gió phải đối mặt càng lớn. Chiếc xe lái đến hội trường lớn, đột nhiên tiếng trống vang lên, hai con sư tử nhảy ở hai bên đường, đội xe lần lượt đến trước hội trường, bí thư thị ủy Lý Trường Vũ dẫn đầu tốp lãnh đạo thành phố Nam Tích nhanh chóng bước đến đón. Thật ra vừa nãy ở sân bay đã đón tiếp một lần rồi, nhưng vẫn phải nhiều nghi lễ, cấp dưới đối với cấp trên luôn luôn là vậy. Quốc quyền vừa xuống xe, Lý Trường Vũ đã cười tươi đến bắt tay chào, rồi nhiệt tình nói, hoan nghênh thủ tướng đến chỉ đạo công tác ở Nam Tích. Hạ Bá Đạt đứng ở đằng sau Lý Trường Vũ, thấy thái độ của y trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, đúng là cố tình làm trò. Hạ Bá Đạt đã đánh giá thầm về Lý Trường Vũ như vậy, thật ra điều này cũng không thể nào trách Lý Trường Vũ. Mọi người đều như vậy cả, nếu không nhiệt tình một chút, thì sao có thể thể hiện sự tôn trọng đối với lãnh đạo cơ chứ? Hạ Bá Đạt thật ra đang ghen tị, vì y không có cơ hội xông lên đầu tiên bắt tay với quốc quyền. Lý Trường Vũ giới thiệu tầng lớp lãnh đạo của Nam Tích, quốc quyền mỉm cười hướng tay về phía Hạ Bá Đạt, tất cả những khó chịu vừa rồi của Hạ Bá Đạt đều tan biến ngay trong chớp mắt, y lấy hai tay nắm lấy tay của Phó Thủ tướng, rồi cảm động nói, hoan nghênh Thủ tướng đến với Nam Tích. Tôi là thị trưởng Nam Tích Hạ Bá Đạt. Giờ đây tên này không cầm một chiếc gương trong tay, nếu có gương, nhìn thái độ bây giờ của mình, y mới hiểu hàm ý thật sự của từ su nịnh. Trương Dương không có cơ hội bắt tay với quốc quyền trong lúc này, mặc dù quốc quyền là cha nuôi của hắn, việc dẫn đường cũng chẳng đến lượt hắn, có bí thư thị ủy Lý Trường Vũ rồi. Quốc quyền đi theo con đường cùng Tống Hoài Minh bước lên bàn chủ tịch. Lý Trường Vũ tuyên bố với tiếng rất xúc động. Hôm nay là ngày khai mạc hội nghị kinh tế thương mại IT khóa đầu tiên của Nam Tích, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện đã đích thân đến Nam Tích, cắt băng khánh thành với chúng ta ngày hôm nay. Giờ đây chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, lời của Lý Trường Vũ bị ngắt đoạn. Quốc quyền cười, y nói một câu gì đó với Tống Hoài Minh, sau đó bước lên vị trí bàn chủ tịch, giơ hai tay làm động tác ngừng lại, đợi đến khi tiếng vỗ tay đã ngớt, y mới mỉm cười nói, chào các vị ở thành phố Nam Tích. Các nhà doanh nghiệp đã không ngại đường xa đến đây và các nhà tinh anh trong giới thương nghiệp. Mọi người hôm nay tập trung ở Nam Tích, đầu tiên xin hãy cho phép tôi được biểu thị sự chào đón nhiệt liệt nhất và lời chào hỏi thân tình nhất. Tiếng vỗ tay lại vang lên một lần nữa. Trương Đại Quan đứng ở dưới và nghe, nói với Thường Lăng Phong bên cạnh, câu này giống như cướp lời của chủ nhân vậy. Thường Lăng Phong nói, đó là cha nuôi của anh đó, anh định đẩy ông ấy xuống à? Quốc quyền nói, con người đã phát triển đến thế kỷ 20, ít lâu nữa sẽ bước vào thế kỷ 21, tất cả mọi người trong chúng ta đều đã nhận thức được, trong cạnh tranh thế giới, khoa học kỹ thuật là một nguồn tài nguyên cơ bản để phát triển kinh tế xã hội, là lực dẫn đầu việc phát triển tương lai. Thực hiện việc hiện đại hóa, quan trọng nhất là phải thực hiện hiện đại hóa khoa học kỹ thuật. Làm sâu rộng việc cải cách thể chế khoa học kỹ thuật, là con đường cơ bản để đẩy mạnh khoa học kỹ thuật, sáng tạo và đẩy nhanh việc chuyển hóa sức sản xuất. Đẩy mạnh sự phát triển của nền xã hội khoa học kỹ thuật đi kèm kinh tế. Cần tự giác thích ứng với yêu cầu phát triển của sự nghiệp khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội nước ta, cải cách quản lý vĩ mô thể chế, hoàn thiện cơ chế thể chế sự nghiệp khoa học kỹ thuật và quản lý chính phủ thích ứng với thị trường xã hội chủ nghĩa, cải cách thể chế quản lý khoa học kỹ thuật, đẩy nhanh việc kiến thiết thể chế nước ta, nâng cao khả năng sáng tạo kỹ thuật, đẩy nhanh việc xây dựng các công trình nghiên cứu, tiến bước kết hợp giữa phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật. Nước ta muốn chủ động đón chào xu thế cạnh tranh khoa học kỹ thuật trên trường quốc tế, cần lấy đẩy mạnh khoa học kỹ thuật và sáng tạo làm mốc quan trọng trong sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật nước ta, thông qua đột phá ở lĩnh vực trọng điểm, dẫn dắt sức cạnh tranh khoa học kỹ thuật của nước ta. Cần phải đẩy nhanh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sự hợp thành hệ thống kỹ thuật, thực hiện phát triển kỹ thuật vượt bậc. Tôi rất vui vì đã nhìn thấy, lãnh đạo thành phố Nam Tích rất xem trọng sản nghiệp công nghệ thông tin.
điều này đã chứng minh con mắt nhìn tinh tường của các bạn và năng lực nắm vững thời cơ của mọi người. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của tầng lớp lãnh đạo đầy lòng nhiệt huyết, trách nhiệm và sáng tạo như các bạn, Nam Tích sẽ có một ngày mai tươi sáng. Chương 992, viễn cảnh chưa rõ ràng 3. Quốc Quyền đứng nói ở trên, Trương Đại Quan cũng chẳng rỗi rãi ở dưới, y cho rằng những lời này của Quốc Quyền không có chỗ nào quá xuất sắc, đều là những lời sáo rỗng cả thôi, nhưng sức hút của lời nói lãnh đạo nằm ở, dù là ông ta có nói hay hay không, có chú ý nói hay không, thì vẫn đầy người quan tâm, và đầy người khen ngợi. Từ khi Quốc Quyền đứng lên đài chủ tịch, tất cả mọi người đã chuẩn bị tinh thần vỗ tay rồi, người có thể bình tĩnh phân tích nội dung nói chuyện của Quốc Quyền như Trương Dương không nhiều. Đây chính là thể hiện của ma lực lãnh đạo. Quốc Quyền sau khi cắt băng Khánh Thành, tiếp đến bắt tay và chụp ảnh lưu niệm với những đại diện doanh nghiệp tham dự lần này. Trong suốt cả quá trình, Trương Dương không có cơ hội tiếp cận với Quốc Quyền, đến tận khi Quốc Quyền chuẩn bị lên xe rời đi, y mới để mắt đến Trương Dương trong đám người. Có điều lần này Quốc Quyền không gọi Trương Dương đến bên cạnh để nói chuyện, chỉ mỉm cười rồi gật gật đầu. Hành trình lần này của y rất vội vàng, sau khi tham gia nghi thức cắt băng Khánh Thành, ngay lập tức đã phải đến Thượng Hải tham gia diễn đàn kinh tế quốc tế tổ chức ở đó. Người ở quan trường, muốn khống chế thời gian theo ý mình rất khó. Dù là người có quyền lực như Quốc Quyền cũng vậy. Việc đến Đông Giang, Trương Dương cần phải thương lượng với Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh không chỉ là lãnh đạo của hắn, mà còn là nhạc phụ tương lai của hắn. Trước mặt Tống Hoài Minh, Trương Dương cần phải suy nghĩ sâu sắc mới có thể biết được phải ứng phó thế nào. Trương Dương ý thức được mình không thể biểu hiện quá chủ động, không thể làm cho Tống Hoài Minh cảm thấy mình quá muốn đi Đông Giang, nếu không thì y sẽ nghi ngờ động cơ đến Đông Giang của hắn. Trương Dương và Tần Thanh mặc dù đã qua rất lâu rồi, nhưng hắn tin rằng Tống Hoài Minh không thể không biết gì. Vì nghĩ như vậy, Trương Đại Quan đã nói dối trước mặt nhạc phụ đại nhân và tỏ ra thái độ không tự nguyện. Chú Tống, thư ký Diệm đã đích thân tìm cháu nói chuyện, cháu thật không hiểu, cháu chỉ là một cán bộ cấp sở, việc điều động công tác của cháu chẳng lẽ lại được tỉnh quan tâm đến vậy sao? Phần lớn những lời này của Trương Dương đều là sự thật, đều là điều hắn nghĩ, vì vậy, lời của hắn xem ra khá đáng tin cậy. Thái độ của Tống Hoài Minh không thay đổi gì, mà nhẹ nhàng nói cháu không muốn đi sao. Trương Đại Quan nghe thấy lời này của Tống Hoài Minh, lại đột nhiên cảm thấy hãi, nếu như Tống Hoài Minh thật sự tin lời mình, dùng sức ảnh hưởng của y để giữ hắn lại Nam Thích, thì Tần Thanh chẳng phải một mình cô đơn ở Đông Giang sao. Xem ra giả vờ cũng không được giả vờ quá đáng, tốt quá hóa hại. May mà Tống Hoài Minh không định giúp hắn ở lại, Tống Hoài Minh nói, thật ra việc xây dựng khu đô thị mới ở Đông Giang là một cơ hội với cháu, người trẻ tuổi cần phải dũng cảm đối mặt với thử thách. Trương Dương nói, dũng cảm thì cháu có thừa, nhưng cháu luôn cảm thấy rằng sự việc lần này hơi kỳ hoặc kiểu gì đó, nghe nói rằng bí thư Lương của thành phố Đông Giang đã đích thân điểm danh đến cháu, chú cũng biết đấy, gần đây cháu chẳng ít khi làm xấu mặt ông ấy, nếu như cháu đến Đông Giang, thì phải làm việc dưới sự lãnh đạo của ông ấy. Nhớ ông ấy không vui mà làm khó cháu, thì chẳng phải cháu khổ rồi sao? Tống Hoài Minh cười ha ha, vừa cười vừa lắc đầu, cháu tưởng rằng cảnh giới của Lương Thiên Chính thì được một chút như vậy thôi à? Ông ấy sẽ chấp một người trẻ tuổi như cháu sao? Cháu thật sự đã lấy không ít công của Đông Giang, nhưng sự việc đó chẳng phải một mình cháu biết làm, đồng chí Thiên Chính không biết mang cháu về Đông Giang sao? Vừa rồi Lý Trường Vũ còn không ngừng nói với chứ rằng, nói rằng bên Đông Giang đã mang ái tướng đắc ý của ông ấy đi rồi. Trương Dương nói, chú Tống, thật sự cháu không chắc lắm về vụ này, không biết là tại sao. Ở quan trường lâu như vậy rồi, cháu càng ngày càng trở nên cẩn thận, không phải như ngày xưa thích làm gì thì làm nữa, chú nói xem, có phải là cháu đã bị bệnh quan trường rồi không? Tống Hoài Minh mỉm cười nói, cháu toàn nói một đằng làm một nẻo thôi, nếu như cháu học được cách cẩn thận, thì cũng chẳng gây ra nhiều sự việc thế này. Có điều cháu cũng chẳng phải nghi kỵ gì đâu, nhất định phải nhớ lấy, cháu đến Đông Giang không phải là để làm quan mà là để làm việc, chỉ cần nhớ lấy nguyên tắc này, đường đường chính chính mà làm, thì chẳng phải sợ gì cả. Trương Dương nói, cháu hiểu rồi, nghe chú nói như vậy, cháu đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tống Hoài Minh vỗ vỗ vai hắn một cách thân thiết, cũng không thể cứ cắm đầu vào làm việc, cần phải không ngừng học tập, không ngừng làm bản thân mình tốt lên, chỉ có vậy cháu mới có thể nâng cao tầm nhìn của mình. Cháu bước ra từ chỗ Hương Trấn, những trở ngại ở đó nhất định không ít, cần phải tổng kết tất cả những gì đã xảy ra, tại sao mình lại thành công, tại sao mình lại thất bại, không ngừng tổng kết không ngừng tích lũy, về sau những thứ này đều là kinh nghiệm chính trị của cháu. Chính là nguồn vốn chính trị mà cháu sẽ dùng không hết. Trương Dương nói, chú Tống, chú nói quá rồi,
nghĩ lại mấy năm gần đây, cháu gần như liên tiếp làm việc, và luôn tổng kết, nhưng trong đầu vẫn mờ u muội lắm. Trương Đại Quan khiêm tốn nói. Tống Hoài Minh nói, sau khi làm xong việc của Hội Kinh tế Thương mại, cháu dành thời gian để đi sạc điện chút đi, tháng sau trường đảng có một lớp học, ta cũng được mời đến đó giảng bài, thế này đi, ta nói với bên trường đảng một tiếng, rồi cháu qua đó học. Trương Đại Quan vừa nghe đến đi học đầu óc đã quay mòng mòng, chỉ trách hắn nói không chừng mực, lần này thì hay rồi, nhạc phụ đại nhân thật sự rất quan tâm đến hắn, vì sự phát triển của hắn mà lại bảo hắn đến trường đảng để nạp điện rồi. Trương Dương nói, còn chưa biết việc của Hội Kinh tế Thương mại sẽ phải làm đến bao giờ, hơn nữa, có đi Đông Giang hay không cháu còn phải suy nghĩ đã. Tống Hoài Minh nói, thế này càng tốt, cháu đến trường đảng học tập một thời gian, coi như là đi nghỉ mát, có thể suy nghĩ kỹ càng tương lai nên đi về đâu. Trương Đại Quan vẫn muốn từ chối việc này, mấy vị lãnh đạo Nam Thích đã đến thăm rồi, Trương Dương chỉ đành rút lui, đứng dậy chào Tống Hoài Minh rồi rời khỏi phòng của ông ấy. Trương Dương đi đến khách sạn Hải Thiên, không ít nhà doanh nghiệp đến dự lần này đều ở đây cả, tất nhiên trong đó bao gồm cả phó chủ tịch công ty Bender, Justin. Sau khi Justin đến Nam Thích, hầu hết đều chú ý đến Kiều Mộng Việt. Trương Đại Quan đến quầy rượu Blackjack ở bên cạnh Hải Thiên, ở đây đang biểu diễn nghệ thuật vì mấy vị khách mới đến. Justin và Kiều Mộng Viện nói chuyện rất vui vẻ, Trương Đại Quan đã nhìn thấy họ từ xa, trong lòng nghĩ lần này đúng là dẫn sói vào nhà, chiêu thương mà chiêu cả dê già đến rồi. Thật ra dù là bề ngoài hay hành vi thì Justin đều có thể được coi là người đàn ông quý phái lịch lãm, tối nay cũng không phải chỉ có y và Kiều Mộng Viện ở đây một mình, mà còn có cả giám đốc bộ phận phát triển của công ty Bender Sara. Khi Trương Đại Quan bước vào cửa đã chú ý đến Justin, hơn nữa ánh sáng của ba rượu lại mờ mịt, hắn không chú ý đến Sara, tên này đang nghĩ mình dẫn sói vào nhà, và đang hối hận vô cùng, đột nhiên nghe thấy một âm thanh thân thiết vang lên, Trương Dương, gặp lại anh thật là vui quá. Sara với mái tóc vàng óng đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Dương, giơ hai tay làm một động tác ôm, Trương Đại Quan bị mùi nước hoa thơm phức trên người cô ấy làm ngây ngất, người ta đã nhiệt tình như vậy. Thì là chủ nhà làm sao có thể thất lễ được, phải đối đáp lại cho tử tế, thế là Trương Đại Quan đã ôm lại cô một cách nhiệt tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sara ôm lấy Trương Dương, rồi hôn lên má hắn thật mạnh, vậy là trên má Trương Dương xuất hiện một vết môi màu đỏ. Kiều Mộng Viện thấy thái độ khó xử của Trương Dương, trong lòng thầm bật cười, có lẽ cả đời này Trương Dương vẫn chưa từng bị phụ nữ đối xử thế này bao giờ. Sara chủ động khoác lấy tay Trương Dương rồi bước về phía Justin và Kiều Mộng Việt, cô cười giới thiệu với Justin, Justin, đây chính là bạn tốt tôi quen ở Nam Thích, Trương Dương, anh ấy là người đàn ông phương Đông đẹp trai nhất, hấp dẫn nhất, manly nhất mà tôi biết. Một tràng khen ngợi của Sara làm cho Trương Đại Quan đột nhiên cảm thấy oai phong hẳn lên, hắn không biết rằng người phụ nữ Mỹ này có phải đang cố tình nịnh nọt hắn hay không, nhưng nghe thì thật sướng tai, cơ thể thật thoải mái, đến từng lỗ chân lông cũng thấy thoải mái. Justin cười rất lịch sự, tôi đã từng biết Trương tiên sinh rồi. Gã bắt tay với Trương Dương, Trương Đại Quan bỗng nảy ra một ý định đen tối, muốn dùng chút sức làm cho Justin đau khổ, nhưng ở trước hai vị mỹ nữ thế này, không thể nào biểu hiện quá nhỏ nhen như vậy được. Trương Đại Quan cười vỗ vỗ vào vai Justin, Justin tiên sinh, hoan nghênh anh đến với Nam Tích lần nữa. Justin lắc đầu nói, không cần khách sáo, lần này tôi sẽ ở lại Nam Tích một thời gian dài. Cần phải đích thân xây dựng cơ nghiệp bên này. Gã làm một động tác mời Trương Dương ngồi xuống, rồi nói với Kiều Mộng Viện, về sau cơ hội tôi được gặp cô sẽ nhiều hơn rồi. Kiều Mộng Viện cười nói, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác. Justin nói đầy hàm ý, hy vọng cô cũng cho tôi nhiều cơ hội hơn. Chương 993, từ giã 1. Trương Đại Quan thật là tức giận, mẹ kiếp, đứng trước mặt tôi mà còn định đò đưa như vậy, Mộng Viện. Cô cố tình chọc tức tôi có phải không? Trương Dương ngồi xuống bên cạnh Kiều Mộng Viện, Justin nói uống chút gì nhé? Rượu không có Red Bull. Justin nghĩ lại chuyện lần trước, đột nhiên bật cười, gã bảo người phục vụ mang đến một chai Chivas nói, tôi uống không quen thứ đó, uống Chivas thấy ngon hơn. Trương Dương nói, người Mỹ các anh đúng là không biết cách hưởng thụ cuộc sống. Justin nói, người nước các anh thật không thật thà tí nào. Trương Đại Quan cảm thấy không hiểu, tôi nói anh một câu không biết cách sống, sao lại thành không thành thật chứ? Justin nhìn sang Kiều Mộng Viện, lần trước anh lừa tôi rằng Kiều Mộng Viện là bạn gái của anh, không hề có chuyện như vậy, anh có vợ chưa cưới rồi. Trương Đại Quan bị hắn nói toạc móng heo,
mặt rất khó xử, hắn nhìn sang Kiều Mộng Viện, tưởng rằng Kiều Mộng Viện bán rẻ mình, Kiều Mộng Viện không nói gì, mà đang chú ý đến ly rượu của mình. Trương Dương nói, này Justin, việc của tôi sao anh lại rõ thế được? Justin cười nói, ở Mỹ, công ty của tôi vừa ký một hợp đồng với tập đoàn Bối Ninh, tôi quen chủ tịch tập đoàn Bối Ninh, tiểu thư Sở Yên Nhiên, cô ấy là vợ chưa cưới của anh phải không? Trương Dương giờ mới biết chuyện này không liên quan gì đến Kiều Mộng Việt, hắn cười hì hì rồi nói, đúng thế. Justin nói, cô ấy biết kế hoạch đầu tư của tôi vào Nam Tích, vì thế đã nhắc đến anh, tôi mới biết, hóa ra cô ấy là vợ chưa cưới của anh, Trương Tiên Sinh, người Trung Quốc các anh thường hay nói một câu, làm người cần phải tử tế. Trương Đại Quan bị người Mỹ thuyết giáo cho một câu làm hắn ngớ người, ức chế đến độ không nói được gì, ai mà bảo hắn không nắm được lý lẽ chứ. Kiều Mộng Viện thấy hắn khó xử, muốn cười, nên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Sarah đấm đấm lên người Trương Dương, anh có vợ chưa cưới rồi à? Trương Dương nói, có rồi. Sarah thất vọng nói, tôi rất thích anh đấy. Con gái Mỹ thật là thẳng thắn, đứng trước mặt nhiều người thế này mà dám biểu lộ tình cảm của mình với Trương Dương. Trương Dương nói, tôi cũng thích cô lắm. Rồi hắn lại quay sang nói với Kiều Mộng Viện, tôi cũng thích cô nữa. Mặt Kiều Mộng Viện đỏ lên, tên này dám lợi dụng cơ hội này bày tỏ tình cảm với mình, cô là người hết sức thông minh. Đương nhiên biết rằng cái thích của Trương Dương với Sarah không giống cái thích của hắn với mình. Cô nhẹ nhàng nói Trương Dương, người như anh ấy à, thật là lăng nhăng trong tình cảm. Justin nói, một người đàn ông có thể thích rất nhiều người phụ nữ, nhưng chỉ có thể yêu một người. Trương Dương, anh không còn cơ hội nữa rồi. Gã đứng dậy, bước về phía vũ đài, rồi nói thầm mấy câu với người đánh đàn piano, ngụ ý để người đánh đàn lùi ra nhường chỗ. Gã ngồi xuống, rồi nói vào micro, tình cảm có thể đợi chờ. Cảm ơn. Tiếng nhạc vang lên du dương, Justin cất tiếng hát hát một bài tiếng Anh. Bài hát này rất quen thuộc, ngay cả Trương Đại Quan cũng đã nghe vô số lần, mặc dù hắn đầy địch ý với Justin, nhưng hắn không thể không thừa nhận, tên Justin này không những đẹp trai, mà đàn hay hát giỏi. Trương Dương nhìn sang Kiều Mộng Viện, thì phát hiện Kiều Mộng Viện không nhìn mình, mà ánh mắt của cô đang nhìn lên vũ đài, nghe Justin hát. Trương Dương đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Người Mỹ xuất sắc này liệu có cướp mất Kiều Mộng Viện đi không? Trương Đại Quan cũng biết đánh đàn, nhưng là đánh đàn thất huyền. Trương Đại Quan cũng biết hát, nhưng không thắng được người Mỹ này. Trương Đại Quan là người thành đạt, nhưng nếu so sánh với Justin, thì vẫn kém hơn. Trương Đại Quan trông cũng không tệ, nhưng giờ đây thời thế đã thay đổi. Mắt đen tóc đen không thể đẹp bằng mắt xanh tóc vàng. Sau khi so sánh tổng thể, thì Trương Dương phát hiện rằng mình không hề có chút ưu thế nào so với Justin. Điểm quan trọng nhất là, Justin là người tự do, còn hắn đã có vợ chưa cưới. Justin chung thủy, còn hắn lại lăng nhăng. Điều làm cho Trương Đại Quan không thể chịu nổi là, khi Justin hát còn thỉnh thoảng nhìn sang bên Kiều Mộng Viện. Sau khi đàn xong một bài, Kiều Mộng Viện là người đầu tiên vỗ tay, Sarah cũng vỗ tay khen hay theo, Trương Đại Quan vỗ hai cái tượng trưng, Justin quay về phía họ, cầm cốc rượu về phía Kiều Mộng Viện, tặng em. Kiều Mộng Viện cười, rồi cầm rượu cùng ly với gã. Nội tâm của Trương Dương lúc này, ngọt bùi cay đắng cái gì cũng có, ngay cả Sarah cũng cảm thấy tên này bất thường, anh ghen tị à. Trương Đại Quan cười hà hà nói, tôi có cần thiết phải nhỏ nhen vậy không? Sarah nói, vậy thì anh cũng đi hát một bài đi. Trương Dương nói, không biết hát. Vậy anh biết làm gì? Trương Dương nói, tôi chẳng biết làm gì cả. Kiều Mộng Viện đã cảm thấy thái độ của Trương Dương một cách rõ ràng, trong lòng đột nhiên cảm thấy tức cười. Cô nhẹ nhàng nói, có gì mà phải ngại chứ, hay là, tôi đệm cho anh hát bừa một bài cũng được. Trương Dương nói, hay là thế này đi, cô có biết đánh bài, phiêu hương, không? Tôi sẽ tập thái cực quyền cho các cô xem. Kiều Mộng Viện mỉm cười gật đầu, ở nhà cha cô ngày nào cũng phải tập thái cực quyền, nên cô rất quen thuộc với bài, phiêu hương, này. Kiều Mộng Viện giơ những ngón tay trắng trẻo lên phím đàn, điệu nhạc bắt đầu vang lên. Justin nghe nói Trương Dương muốn tập thái cực quyền, liền lắc đầu, thái độ đầy vẻ danh ma, gã nói với Sarah, thật là chẳng hợp với cảnh gì cả, trong bầu không khí lãng mạn thế này mà lại biểu diễn võ. Sarah cười nói, có lẽ ngoài võ ra anh ấy không biết gì nữa cả. Tất cả người trong ba cũng đang thảo luận ầm ầm, đại đa số mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, vị chủ nhiệm thể ủy này thật là làm trò cười, biểu diễn thái cực quyền ở trong quán rượu, chỉ có mỗi anh ta nghĩ được ra trò này. Nhưng khi động tác đầu tiên của Trương Đại Quan bắt đầu, tất cả mọi người đều bị hắn thu hút, Trương Dương vốn dĩ rất tinh thông võ thuật,
mặc dù khi hắn ở đời tùy không biết đến thái cực quyền, nhưng ngộ tính của hắn rất cao, chỉ cần hắn tập luyện là trong một thời gian ngắn có thể đạt đến mức độ người thường không thể nào đạt đến được. Nhất cử nhất động của Trương Dương giống như nước chảy, giống như gió thổi, động tác không gì có thể sánh bằng, đó chính là sinh vị vô cùng, luyện đến độ như nước chảy mây bay. Nhận thức của con người đối với cái đẹp đều như nhau cả, dù là đại đa số người ở đó đều không hiểu gì nhiều, nhưng những thứ đẹp đẽ đều thu hút ánh mắt của mọi người, làm lay động tâm hồn con người. Lần này Trương Dương tập thái cực quyền trong nhu có cương, vô cùng đẹp mắt, làm cho tất cả mọi người đều phải nín thở. Bản, Phiêu Hương, mà Kiều Mộng Viện đánh cũng vô cùng hấp dẫn, phối hợp ăn ý với từng động tác của Trương Đại Quan, ánh mắt hai người gặp nhau, Kiều Mộng Viện mỉm cười, lộ đầy tình ý với Trương Dương. Trương Đại Quan vô cùng thoải mái, đắc ý nhìn sang phía Justin, trong lòng nói, mẹ kiếp đã nhìn thấy chưa? Đây mới gọi là giao lưu tình cảm. Justin nhấc cốc rượu về phía Trương Dương, rồi lại lắc lắc đầu, ý rằng thái cực quyền của anh cũng chẳng ra gì cả. Trương Đại Quan nở nột nụ cười, hắn vung tay, nội lực phun ra, một luồng gió bay xuyên không khí, Justin chỉ cảm thấy mặt giống như bị cứa một nhát dao, gã không phòng bị, ngọn gió này đã ẩn chứa sức mạnh của Trương Dương, Justin bị ngọn gió làm cho hắt xì hơi hai lần. Lần này Justin đã biết Trương Dương lợi hại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, gã thật sự không hiểu, cách xa như vậy, làm sao Trương Dương lại có thể truyền đến ngọn gió lạnh đó. Kiều Mộng Viện đánh nốt nhạc cuối cùng trên phím đàn, Trương Dương cũng vừa vặn hoàn thành động tác cuối cùng. Quầy rượu ngay lập tức ngợp trong tiếng vỗ tay, Trương Dương nhấc một đóa hoa hồng trong bình hoa trên cây đàn một cách nho nhã, rồi đưa cho Kiều Mộng Viện, Justin chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dương mắt nhìn cảnh trước mặt mình, trong lòng nói, vừa nãy mình cũng nhìn thấy hoa rồi, sao lại không nghĩ đến việc này cơ chứ? Xem ra về vấn đề nịnh nọt phụ nữ vẫn không thể bằng tên này được. Tin Trương Dương sắp rời khỏi Nam Tích dần truyền rộng, mấy vị phó chủ nhiệm của thể ủy gần đây hoạt động mạnh dần lên, thật ra mấy vị phó chủ nhiệm này đều không phải là tay vừa, lúc đầu khi Trương Dương đến, họ đều không phục hắn, và cũng muốn tranh chức chủ nhiệm, nhưng sau đó ý thức được sự lợi hại của Trương Dương, mới tâm phục khẩu phục hắn, và yên tâm làm nhiệm vụ của một người phó chủ nhiệm, giờ đây Trương Dương sắp phải đi, vị trí chủ nhiệm sắp sửa trống. Mấy người này đương nhiên bắt đầu muốn giành bảo tọa. Thôi Quốc Trụ là người chăm chỉ đến phòng làm việc của Trương Dương nhất. Trước kia, khi Trương Dương ra ngoài làm việc, thể ủy đều giao cho gã phụ trách. Thôi Quốc Trụ cho rằng Trương Dương khá xem trọng bản thân mình. Gã cũng biết những quan hệ của Trương Dương với lãnh đạo. Chỉ cần Trương Dương nói một câu, chỉ định người tiếp quản, thì việc mình tiếp quản vị trí của hắn là việc có thể khẳng định. Nhưng việc Trương Dương rời khỏi Nam Tích chưa hề trở thành chuyện chính thức. Vì vậy Thôi Quốc Trụ chỉ có thể đứng bên cạnh thôi. Thôi Quốc Trụ nói, chủ nhiệm Trương à, giờ đây tất cả mọi người đều đang đồn một chuyện, tôi không biết có phải là thật hay không. Trương Dương mỉm cười nói, chuyện gì vậy, có liên quan tới tôi không? Thôi Quốc Trụ gật đầu, mọi người đều nói anh sắp sửa đến Đông Giang làm việc ở khu đô thị mới rồi. Trương Dương cười ha ha nói, có thể vậy sao? Việc quan trọng như vậy làm sao có thể giao cho một cán bộ cấp sở như tôi phụ trách chứ? Thôi Quốc Trụ nói, vậy có nghĩa là anh không đi? Trương Dương hỏi lại, anh rất muốn tôi đi sao? Thôi Quốc Trụ khó xử nói, chủ nhiệm Trương, tôi không có ý đó. Vậy thì ý anh là gì? Trương Dương tự cảm thấy buồn cười. Chương 994, từ giã 2. Mặc dù Thôi Quốc Trụ đầy ý thổi phồng, nhưng những điều gã nói đều là sự thật, những việc này nếu là người khác chẳng ai làm được. Trương Dương cười nói, lão Thôi à, trông anh căng thẳng chưa kìa, tôi có nói anh gì đâu chứ? Chúng ta làm việc với nhau lâu như vậy rồi, tôi có thể hiểu được tâm tư của anh. Ý của Trương Đại Quan là anh đừng có mà diễn trò trước mắt tôi nữa, chẳng phải cũng chỉ là vì muốn ngồi vào cái ghế của tôi sao? Thôi Quốc Trụ mặt đỏ nói, chủ nhiệm Trương, tôi thật sự rất phục anh. Mặc dù anh còn trẻ, nhưng năng lực lãnh đạo của anh tất cả chúng tôi đều tán thưởng. Trương Dương thầm nói, anh dám không phục sao? Nghĩ đến lúc đầu khi hắn mới tới Nam Tích này, đám người này chẳng nghe lời được như vậy. Thôi Quốc Trụ cũng đã từng dựa vào bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên cướp bí thư đảng tổ của hắn, nhưng sau này gặp thiệt rồi mới biết sự lợi hại của hắn. Trương Dương nói, lão Thôi à, tôi vốn chẳng muốn thông báo việc này sớm làm gì, nhưng anh đã đến hỏi, thì tôi cũng chẳng giấu gì anh. Tuần sau tôi sẽ đến tham dự lớp huấn luyện cán bộ trẻ của trường đảng, khoảng tầm 2 tuần, sau khi học xong, tôi có thể sẽ ở lại Đông Giang làm việc. Thôi Quốc Trụ cuối cùng đã chứng thực được thông tin này từ miệng của Trương Dương, gã cảm thấy vui vẻ. Nhưng trên mặt lại không thể hiện ra, mà giả bộ làm ra vẻ thất vọng, chủ nhiệm Trương, anh làm ở Nam Tích cũng rất tốt,
tại sao cấp trên lại muốn điều động anh đến đó chứ? Thật là không muốn xa anh chút nào. Trương Dương mỉm cười nói, đâu có bữa tiệc nào không đến hồi kết thúc, chúng ta hợp tác với nhau lâu như vậy rồi, cũng được coi là vui vẻ, nếu như cả đời này tôi ở lại Nam Thích, thì chẳng phải là không có tinh thần cầu tiến sao? Hơn nữa, nếu như tôi ở lại không đi, thì các anh cũng chẳng có cơ hội tiến thêm, đúng không nào? Thôi Quốc Trụ bị Trương Dương nói toạc móng heo, trên mặt cũng cảm thấy nóng nóng, gượng gạo nói, chủ nhiệm Trương, tôi không có ý đó. Không có ý đó à? Tôi còn định nói với thành phố bảo anh tiếp quản công việc của tôi kìa, nếu đã không có ý đó thì thôi vậy. Thôi Quốc Trụ vừa nghe đã cuống lên, chủ nhiệm Trương, tôi. Trương Dương cười lắc đầu nói, không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. Nói thật, Thôi Quốc Trụ cũng không dám biểu đạt ý của mình ra, gã đỏ mặt nói, anh hiểu được là được rồi, hiểu được là được rồi. Khi sắp đi Thôi Quốc Trụ đặt một cái túi vải nhỏ lên bàn làm việc của Trương Dương, không nói thêm gì rồi đi mất. Sau khi gã đi khỏi, Trương Dương cầm chiếc túi nhỏ đó lên, sau khi mở ra, thì nhìn thấy một món đồ treo trang sức bằng ngọc hòa điền, chất ngọc rất đẹp, vừa nhìn đã thấy giá trị khôn nơ, Trương Dương thầm nói, Thôi Quốc Trụ à Thôi Quốc Trụ, thứ anh tặng quả thật không tồi, nhưng anh đang ngầm ám chỉ tôi đây là tham quan sao? Trương Dương vốn muốn trả lại thứ này cho gã, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thu về, dù sao thì hắn vốn định cử Thôi Quốc Trụ làm chủ nhiệm thể ủy, giữ lại một chút vật kỷ niệm cũng là điều bình thường. Trong số mấy vị phó chủ nhiệm, năng lực làm việc của Thôi Quốc Trụ là ưu tú nhất. Trương Dương đã chuẩn bị rời khỏi Nam Tích, phó thị trưởng Thường vụ Cung Kỳ Vĩ rất tiếc nuối, gã đã bày tiệc tại nhà để chia tay Trương Dương, thật sự không gặp được nhiều vị thượng cấp đối xử với hạ cấp như vậy. Trong lòng cả nhà Cung Kỳ Vĩ, Trương Dương không những là cấp dưới của gã, mà còn là ân nhân của gã, lúc đầu khi Cung Nhã Hinh bị người ta bắt cóc, chính là Trương Dương đã cứu cô bé. Phu nhân của Cung Kỳ Vĩ là Dương Ninh đích thân xuống bếp làm cơm, khi Trương Dương đến nhà Cung Kỳ Vĩ cũng không đến tay không, hắn đã mang theo 5 cân ghẹ đến, giờ đây đang là mùa ăn ghẹ. Cung Kỳ Vĩ nhìn thấy Trương Dương mang nhiều ghẹ như vậy, chau chau mày nói, tiểu tử nhà cậu, tôi mời cậu đi ăn cơm, mà cậu lại còn mang nhiều thứ đến như thế này. Trương Dương nói, giờ đang là mùa ghẹ, ghẹ này là của Lý Quang Nam ở quốc tế Nam Dương tặng cho tôi mang đến để anh nếm thử. Cung Nhã Hinh bước ra từ nhà bếp, cô bé đang giúp mẹ nấu cơm, lâu rồi không gặp, nhà đầu này ngày càng xinh xắn rồi, cô cười với Trương Dương, chú Trương đến rồi. Trương Dương gật đầu nói, Nhã Hinh, lấy ghẹ đi hấp đi. Cung Nhã Hinh cầm lấy ghẹ, Dương Ninh cầm rau trộn đặt lên bàn. Trương Dương nói, chị à, chị đừng làm nữa, có mấy món là được rồi. Dương Ninh nói, Kỳ Vĩ, anh mau bảo Trương Dương ngồi xuống đi, hai người uống rượu trước đi. Em hầm gà xong là bê đến ngay. Cung Kỳ Vĩ mời Trương Dương ngồi xuống. Trương Dương nói, bác gái không có ở nhà sao? Người hắn nói đến là mẹ của Cung Kỳ Vĩ là bà Triệu. Cung Kỳ Vĩ cười nói, sáng sớm đã ra ngoài học Thái Cực Quyền rồi, không biết tại sao, bà gần đây rất thích Thái Cực Quyền. Trương Dương cười nói, tập luyện nhiều có ích với cơ thể của người già. Cung Kỳ Vĩ mở một bình Mao Đài, Trương Dương giành lấy rót trước cho gã. Cung Kỳ Vĩ nói, thật sự quyết định đi rồi sao? Trương Dương cầm cốc rượu lên cùng ly với gã, hai người cạn cốc rượu, Trương Dương nói, anh cảm thấy việc này tôi có thể thay đổi được sao? Cung Kỳ Vĩ thở dài nói, tôi và Bí Thư Lý đều không muốn để cậu đi, Bí Thư Lý vì chuyện của cậu đã cố gắng tranh giành với cấp trên nhiều lắm, nhưng, gã lắc lắc đầu, lời của Trương Dương là đúng, lần điều động công tác này không thể được thay đổi bởi nguyện vọng của chính họ. Trương Dương nói, nghe nói Lương Thiên Chính tranh giành ác lắm, nhất định muốn tôi phải qua đó. Cung Kỳ Vĩ nói, chiêu này của ông ta thật là thâm độc, vốn chúng tôi định điều cậu đến khu công nghệ cao mới, nhưng giờ đây không ngờ ông ấy lại đưa cậu đi trước. Trương Dương nói, làm ở đâu cũng giống nhau cả thôi, thị trưởng Cung, anh yên tâm, tôi dù là đến Đông Giang cũng sẽ không làm những việc tổn hại đến lợi ích của Nam Tích. Hắn làm cho Cung Kỳ Vĩ yên tâm, tỏ rõ việc mình sẽ không làm khó Nam Tích. Cung Kỳ Vĩ nói, thật ra mọi người đều là vì sự phát triển của Bình Hải cả thôi, tôi luôn cảm thấy rằng lần này cậu đi Đông Giang làm việc, sẽ không thuận lợi. Trương Dương nói, tôi cũng cảm thấy như vậy, họ đưa tôi qua đó chưa chắc đã chuẩn bị để dùng tôi. Cung Kỳ Vĩ cũng lo lắng như vậy, Trương Dương khi còn ở Nam Tích được lãnh đạo rất tin tưởng, có sự ủng hộ của gã và Lý Trường Vũ, Trương Dương ở đây như cá gặp nước, công việc mới có thể thuận lợi tiến hành được, mới có thể phát huy khả năng lớn nhất của bản thân.
nhưng khi hắn đã đến Đông Giang, bên Đông Giang chưa chắc đã tín nhiệm và ủng hộ hắn nhiều như vậy. Dù là việc ô nhiễm nước hay là việc cạnh tranh thành phố Hảo Hữu và công ty Bender, Trương Dương đều đắc tội với rất nhiều lãnh đạo của Đông Giang, hắn đến Đông Giang làm việc, không thể không gặp phải trở ngại, rất khó nói rằng những người này đều không phải là người thù dai, và có thể dùng thái độ bao dung để đối xử với Trương Dương. Thật sự, Trương Dương là một con dao tốt, ở Giang Thành hay Nam Tích đều đã chứng minh được điểm này. Nhưng đến Đông Giang, mọi việc trở nên rất khó nói, Cung Kỳ Vĩ thậm chí còn cho rằng Lương Thiên Chính đòi Trương Dương đến Đông Giang, mục đích thật sự là muốn giấu con dao này đi, dù là y không dùng, thì cũng không để Nam Tích dùng. Cung Kỳ Vĩ nói, rất nhiều việc ở Đông Giang gặp phải hai chồng lãnh đạo. Khi xử lý trở nên khó khăn hơn so với bên Nam Tích chúng ta nhiều. Trương Dương nói, các cán bộ cấp sở bên đó nhiều như nấm mọc sau mưa vậy, một cán bộ cấp sở nhỏ như tôi đến Đông Giang chỉ là một giọt nước trong biển mà thôi, các lãnh đạo có lẽ sẽ không quan tâm đến tôi đâu. Cung Kỳ Vĩ cười nói, cậu có đi đến đâu cũng không phải là một giọt nước, dựa vào năng lực của bản thân cậu, dù là đến Kinh Thành cũng có thể làm nên chuyện. Trương Dương cầm cốc lên nói, cảm ơn những lời động viên của thị trưởng Cung với tôi, có câu này của anh, mà tôi không làm được nên chút sự nghiệp gì thì có lẽ vô duyên quá. Cung Nhã Hinh bê đĩa ghẹ đã hấp chính đến, Trương Dương bảo cô ngồi xuống cùng ăn. Buổi chiều Cung Nhã Hinh còn phải đi học, vì vậy cũng không từ chối, mà ngồi xuống ăn luôn. Cung Kỳ Vĩ nói, Đông Giang và Nam Thích không hề xa, về sau khi có thời gian rảnh rỗi, nhớ dành chút thời gian về uống với tôi vài chén, nói chuyện một chút cũng hay. Trương Dương trịnh trọng gật đầu. Cung Nhã Hinh đã ăn xong cơm rất nhanh, cô bé cầm cặp sách chào Trương Dương rồi đi khỏi nhà. Trương Dương nói, bài vở vất vả vậy à? Dương Ninh bê nồi gà đến nói, chế độ giáo dục của Trung Quốc là vậy đó. Mấy đứa trẻ con bị bài vở đè đến độ không còn thời gian để thở nữa. Ai cũng nói phản đối cách học sách vở, nhưng không học như thế thì còn học như thế nào được nữa. Mọi người đều đang học, loại thể chế giáo dục này đã kéo dài rất nhiều năm rồi. Nếu như anh làm khác đi thì chẳng thể đỗ được vào một trường đại học tử tế. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi không hề tán thành việc làm chúng nó quá áp lực về việc bài vở. Dương Ninh nói, em cũng có bắt nó đâu. Có điều tính tự giác của Nhã Hinh rất tốt, nó tự cho mình áp lực đấy chứ. Tối nào cũng học đến hơn 11 giờ đồng hồ, em nhìn mà còn sót nữa là. Trương Dương nói, thành tích học tập của cô bé luôn rất tốt đấy chứ. Chương 995, từ giã 3. Dương Ninh liền nói, giờ đây chỉ muốn nó qua thời cấp 3 nhanh nhanh, nó cứ muốn thi vào trường Thanh Hoa, nghe cô giáo nói, dựa vào thành tích của nó có lẽ không có vấn đề gì quá lớn. Trương Dương cười nói, thật ra cũng có đường tắt đấy, nhất định trường phải có những suất đề cử riêng chứ. Đầu óc tên này rất nhanh nhạy, cho rằng với địa vị thân phận của Cung Kỳ Vĩ, lấy được một suất đó không hề khó. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi cũng đã từng nghĩ đến điều đó rồi, nhưng Nhã Hinh không cần. Nó cho rằng dựa vào năng lực thành tích của nó có thể thi vào, lòng tự tôn của nó cao lắm, nó không muốn dựa vào quan hệ gì đâu. Trương Dương khen, có thể làm như vậy mới thật sự đáng quý. Sau khi Dương Ninh ngồi xuống, Trương Dương rót một chén rượu cho cô, Trương Dương cầm cốc rượu lên nói, Tiểu Trương, tôi lấy chén rượu này hy vọng sau khi cậu đến Đông Giang sẽ thuận lợi làm việc, thăng quan tiến chức. Trương Dương cười nói, cảm ơn chị, em cũng chúc chị làm việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Hắn ngửa cổ uống hết chén rượu. Dương Ninh nói, Tiểu Trương, khi kết hôn nhất định phải thông báo với chúng tôi một tiếng, đến lúc đó chúng tôi sẽ đi đến đó. Trương Dương cười nói, nhất định rồi. Cung Kỳ Vĩ nói, chuẩn bị khi nào bắt đầu đi làm vậy? Trương Dương nói, tuần sau tôi đến tham gia một lớp học của trường đảng, phải đến để làm quen với môi trường đã, còn về vấn đề đi làm, đợi đến khi tới Đông Giang rồi hẵng hay. Cung Kỳ Vĩ nói, sau khi đến một môi trường mới thì cố gắng nhìn nhiều nói ít. Nói xong câu này gã cười lên, thật ra không cần tôi phải dạy cậu, nếu như có gặp phải vấn đề gì không hiểu thì cậu đến thỉnh giáo tỉnh trưởng Tống là được rồi, dù sao thì cũng ở rất gần, muốn thỉnh giáo cũng tiện. Với Cung Kỳ Vĩ, điều gã lo lắng có lẽ là dư thừa, bởi vì tỉnh trưởng Tống là nhạc phụ tương lai của Trương Dương. Ông ấy nhất định sẽ không quan tâm đến việc của Trương Dương. Trương Dương nói, có lẽ tôi phải mang một vài người đi. Hắn nói trước với Cung Kỳ Vĩ bởi lẽ sau khi hắn đến Nam Tích, hắn đã xây dựng một đội ngũ những người lấy hắn làm trung tâm, trong đó bao gồm Thường Lăng Phong, Thường Hải Tâm, Cao Liêm Minh, Phó Trường Trinh, Lương Đông Bình, hiện tại đã xác định được người đi cùng với hắn là Cao Liêm Minh và Phó Trường Trinh,
Thường Lăng Phong muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới suy nghĩ về vấn đề làm việc, Thường Hải Tâm thì không có thái độ gì cả, còn về Lương Đông Bình, Trương Dương vẫn chưa kịp nói chuyện với gã. Có điều tên này phần lớn khả năng là sẽ theo hắn rồi, dù sao thì lúc đầu chính là do Trương Dương đưa gã đến Nam Tích, ngoài Trương Dương thì gã cũng chẳng quen ai cả. Ngoài Thường Lăng Phong, Cung Kỳ Vĩ không có ấn tượng gì với những người khác, gã gật đầu nói, cậu đến Đông Giang nhất định phải có người giúp, Thường Lăng Phong là một nhân tài đấy, nếu như anh ta đồng ý ở lại Nam Tích đương nhiên là điều tốt, nhưng tôi đã nói chuyện với anh ta hình như không hứng thú gì lắm với quan trường. Trương Dương gật đầu nói, anh ta bị tôi bắt cóc đến đấy, tôi muốn anh ta cùng tôi đến Đông Giang, đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa đồng ý. Cung Kỳ Vĩ nói, tìm được một nhân tài như anh ta quả thật không dễ dàng gì, tôi thật sự luôn cảm thấy kỳ lạ, Thường Lăng Phong trẻ là vậy, vậy mà hình như tâm lý anh ta giống như một người già đã trải qua nhiều sóng gió, gặp việc gì cũng bình tĩnh, chẳng lẽ anh ta đã nhìn thấu hồng trần rồi sao? Trương Dương cười nói, đâu có, chẳng ai hiểu Thường Lăng Phong hơn là hắn, mỗi người đều có một nhược điểm, và Thường Lăng Phong cũng không ngoại lệ, Trương Duệ Dung chính là điểm chết về tình cảm của gã. Chỉ cần nghĩ cách điều Trương Duệ Dung đến Đông Giang, nhất định Thường Lăng Phong sẽ đến cùng, nhưng Trương Dương vẫn đang do dự, Trương Duệ Dung dù sao cũng thuộc vào Quốc An, ít nhất là về bề ngoài, Trương Dương đã không còn quan hệ gì với Quốc An nữa, giờ đây hoàn cảnh của Hình Triều Huy ở Quốc An không mấy đẹp đẽ, Trương Dương không muốn lại có một quân cờ hàm ẩn ở bên cạnh mình. Cung Kỳ Vĩ và Trương Dương nói đến việc công tác của Thể ủy, khi hỏi đến vấn đề người nhậm chức tiếp theo, Trương Dương đã đề cử Thôi Quốc Trụ. Đây không phải là vì Thôi Quốc Trụ đã tặng quà cho hắn, mà xét cho cùng, trong mấy vị phó chủ nhiệm của Thể ủy, thì Thôi Quốc Trụ là một người có năng lực nhất, từ lúc việc nhận hối lộ của Tàng Kim Đường bị tẩy trần, những người khác không còn sức cạnh tranh quá lớn với Thôi Quốc Trụ. Cung Kỳ Vĩ cảm thán, cậu đi Đông Giang, chúng tôi lại phải tìm người quản lý khu công nghệ cao mới. Trương Dương nói, thành phố Nam Tích có rất nhiều cán bộ còn có năng lực hơn tôi nhiều. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi không thấy vậy. Người quan tâm đến việc điều động công tác của Trương Dương vẫn là đám bạn của hắn, Thường Hải Thiên nghe nói Trương Dương sắp đến Đông Giang làm việc, vội vàng chạy Ưu Tịnh Hải đến để tiễn hắn. Buổi tối hôm đó, Viên Ba chủ trì, ba anh em nhà Thường Hải Thiên, Triệu Thiên Tài, Cao Liêm Minh, Lương Thành Long, Trình Diệm Đông tất cả đều đã đến. Vốn dĩ Viên Ba còn mời của Thường Lăng Phong và Kiều Mộng Việt, nhưng Thường Lăng Phong không thích tụ tập, nên đã từ chối khéo, còn Kiều Mộng Việt bận việc làm ăn, nên cũng không đến được. Khi Trương Dương đến nơi, vừa đúng lúc Thường Hải Tâm lái chiếc xe Audi đưa hai anh trai của cô đến. Mấy người gặp nhau ở bãi đỗ xe, Trương Dương cười nói, Hải Long, chiếc xe của Ben của anh đâu rồi? Thường Hải Long nói, hôm nay tôi phải uống say mới về, vì thế chúng tôi đều không lái xe đến. Thường Hải Thiên đến trước mặt Trương Dương, vỗ vỗ vào vai hắn rồi nói, thật là chẳng trượng nghĩa chút nào, tôi vừa mới đến Nam Tích xây xưởng, mà cậu đã vội vàng đi Đông Giang trốn tôi rồi à? Trương Dương cười nói, xa thơm gần thối mà, chúng ta không thể nào cách quá gần nhau được. Họ đến căn phòng đặt trước hào hoa nhất, Viên Ba đã bảo người đưa đồ ăn lên rồi, thấy họ cùng vào, liền vội vàng bảo họ ngồi xuống. Sau khi rót đầy rượu vào trong ly, Viên Ba cầm cốc rượu lên nói, hôm nay tôi ở đây tiễn Trương Dương, mấy hôm nữa tôi lại đến Đông Giang để đó anh ta rồi. Mọi người cười ha ha, Lương Thành Long nói, cái họa này rước vào người anh rồi, đến đâu cũng ăn trắng mặc trơn. Viên Ba nói, đây gọi là bên muốn đánh bên muốn chịu, nghĩ lại năm đó khi Hán Cao Tổ Lưu Bang lập nghiệp, mọi người cùng bán thịt chó ở đường, Lưu Bang chẳng phải ngày nào cũng đến ăn hay sao, ăn trắng mặc trơn, nhưng thế này việc làm ăn mới ngày càng tốt lên, Trương Dương chính là quý nhân của tôi, không có anh ấy ăn trắng mặc trơn thế này, việc làm ăn của tôi cũng không lên như diều gặp gió được. Sự cảm kích của Viên Ba đối với Trương Dương là điều thật lòng, mấy năm gần đây, việc làm ăn của gã phát triển rất thuận lợi. Nhờ đến sự giúp đỡ của Trương Dương. Lương Thành Long nói hay lắm, nào, chúng ta cùng đến để tiễn chủ nhiệm Trương. Trương Dương cầm cốc rượu lên uống hết rượu bên trong, rồi cười nói, có phải là cách xa nghìn dặm đâu, Nam Tích và Đông Giang ở rất gần nhau, chỉ cần tôi muốn đến, thì ngày nào mà chẳng quay về được, mấy người tiễn tôi long trọng thế này, sao tôi cảm giác như tống tiễn bệnh dịch đi vậy, giống như tất cả mọi người đều muốn tống tiễn tôi đi nhanh nhanh. Thường Hải Long cười nói, cũng chẳng phải tiễn một mình cậu, Hải Tâm cũng sắp đến Đông Giang làm việc rồi. Tin này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Hải Tâm, phản ứng đầu tiên của người ngoài là, Thường Hải Tâm nhất định là đi cùng Trương Dương qua đó, thậm chí ngay cả bản thân Trương Dương cũng cho rằng như vậy.
Lương Thành Long nói, thế nào? Cũng đi qua đó cùng chủ nhiệm Trương sao? Thường Hải Tâm hơi đỏ mặt, thầm nói, anh mình sao lại nói chuyện đi Đông Giang nhanh như vậy? Trong trường hợp này không nên nói ra mới đúng, dễ bị người khác hiểu lầm. Cô nhẹ nhàng giải thích, thị trưởng Tần đã gọi điện cho tôi, cô ấy vừa đến Đông Giang, luôn nghĩ muốn có một trợ thủ bên cạnh mình, trước kia tôi đã từng là thư ký của cô ấy, vì vậy, người đầu tiên cô ấy nghĩ đến là tôi và cô ấy đã làm việc cùng nhau lâu như vậy, phối hợp với nhau khá ăn ý, vì vậy tôi đã suy nghĩ một chút, rồi quyết định đi qua đó. Trong lòng Trương Dương vô cùng mừng rỡ, cái gì mà giúp đỡ Tần Thanh khai triển công tác chỉ là một lời nói dối mà thôi. Nguyên nhân chính khiến cho Thường Hải Tâm đến Đông Giang chính là hắn, cô ấy không nỡ rời xa hắn. Trương Dương giả vờ nói, thị trưởng Tần lại lấy mất người của tôi như thế à? Thường Hải Tâm cười nói, tôi vẫn thích tác phong làm việc của thị trưởng Tần hơn, làm việc ở bên cạnh anh suốt ngày học thói hư tật xấu thôi. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Thường Hải Thiên nói, cũng được, thêm một người đến Đông Giang là thêm một người chăm sóc. Gã đương nhiên không biết rằng Trương Dương đã từng chăm sóc em gái gã lên tận giường. Thường Hải Long nói, Trương Dương, công việc cụ thể của cậu đã được xác định chưa? Trương Dương lắc đầu nói, vẫn chưa đâu, bảo tôi đến trường đảng tham gia một lớp huấn luyện trước đã, học tập trung trong vòng nửa tháng, sau đó mới phân công công việc cụ thể, tôi nghĩ rằng chắc là đến khu đô thị mới, làm việc dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Tần. Lương Thành Long cười nói, quan vận của tiểu tử nhà cậu thật tốt. Chương 996, từ giã 4. Trương Dương nói thật, tôi không muốn đến Đông Giang làm việc, là ông chú bí thư tỉnh ủy kia của anh cứ bắt tôi qua đó đấy chứ. Lương Thành Long à, điều không hay tôi nói trước nhé, nếu như bí thư Lương làm khó tôi, thì tôi nhất định sẽ đến tìm anh để tính sổ đấy. Lương Thành Long cười nói, yên tâm đi, chú tôi không nhỏ nhen như vậy đâu. Điều Lương Thành Long quan tâm nhất vẫn là tiền công trình của mình. Đợt tiền cuối của trung tâm thể dục thể thao mới vẫn chưa thanh toán xong, trong bữa tiệc, gã nhẹ nhàng nhắc đến việc này, Trương Dương cười nói, tôi đã biết thừa là anh không nhịn nổi mà, đã ký tên xong hết rồi, ngày mai anh đến thể ủy của tôi, tìm đến Thường Lăng Phong lấy chi phiếu. Trương Dương không bao giờ đối xử tệ với bạn của mình, trước khi hắn đi phải giải quyết xong những việc này. Lương Thành Long nói, được, anh trượng nghĩa lắm, Trương Dương à, anh đến Đông Giang rồi. Nếu như thật sự làm công tác bên khu đô thị mới, đừng quên gọi tôi một tiếng nhé. Trương Dương nói, nếu thật sự như vậy, thì tôi đứng ở bên cạnh là được rồi, chú của anh là bí thư thị ủy, tiểu tử nhà anh đừng làm phiền phức thêm cho ông ấy nữa. Lương Thành Long thở dài nói, nhìn thấy miếng mỡ mà không thể ngoạm một miếng, thật là đau xót. Gã cũng biết những điều Trương Dương nói rất có lý, tránh đi là việc làm quan trọng, khu đô thị mới là một công trình rất lớn, ai cũng muốn đặt một chân lên. Nhưng thân phận của gã lại khá mẫn cảm, nếu thật sự tham gia vào, thì nhất định sẽ có người nói ra nói vào. Trương Dương nói, làm người không nên tham lam quá, gần đây việc làm ăn của anh lên như diều gặp gió rồi, cuộc sống gia đình cũng hạnh phúc ấm no, con trai anh sắp sinh rồi phải không? Lương Thành Long thở dài nói, mấy ngày nữa là mời anh đi ăn mừng sinh cháu rồi. Viên Ba cười nói, sinh con đẻ cái là việc tốt, sao anh lại thở dài? Lương Thành Long nói, con gái, tôi đã siêu âm rồi. Tư tưởng trọng nam khinh nữ của Lương Thành Long rất nặng nề, gã đã tìm người quen làm giám định giới tính, sau khi biết là con gái, gã cảm thấy hơi thất vọng. Trương Dương nói, cái này gọi là trọng nam khinh nữ, anh thật là phong kiến đấy, giờ đây sinh con trai hay con gái cũng như nhau cả thôi, đều là con của anh mà. Nói đến đây, Trương Dương bỗng nhiên nhớ đến An Ngữ Thần, giờ đây An Ngữ Thần đã có bầu 6 tháng rồi. Mỗi ngày họ đều gọi điện nói chuyện với nhau, An Ngữ Thần vì không muốn gây phiền phức cho hắn nên đã chọn việc đến Tây Tạng, Trương Dương cảm thấy những hồng nhan này của mình đều có tình cảm sâu sắc với hắn. Hắn không thể phụ tình bất cứ một người nào. Trương Đại Quan nhận thức rất rõ ràng, lưới tình do chính tay hắn đan đã trói buộc hắn rồi, giờ đây hắn đã không thể thoát ra ngoài. Nếu đã như vậy, thì hắn chỉ có thể lựa chọn không đi theo con đường bình thường như người khác, mà phải đối xử tốt với tất cả mọi người. Lương Thành Long nói, 2 năm nữa tôi sẽ sinh tiếp đứa nữa, con gái tốt thì tốt đấy, nhưng dù sao thì con gái cũng là con người ta, sản nghiệp của tôi và Thanh Hồng cũng cần phải có người thừa kế chứ. Thường Hải Tâm kháng nghị nói, câu này của anh tôi không thích nghe đâu nhé. Con gái thì đã làm sao? Con gái thì không thể thừa kế gia nghiệp à? Thường Hải Thiên cười nói, Lương Thành Long, anh đừng nói linh tinh ở đây nữa, sắp sửa bị mọi người ghét rồi đấy. Lương Thành Long cười nói, được. Coi như tôi chưa nói gì cả, tôi cũng không phải không thích con gái,
chỉ là tôi vẫn muốn có một đứa con trai thôi. Hắn nói với Trương Dương, chẳng phải anh biết rất nhiều bài thuốc sao? Dạy tôi một bài làm thế nào để sinh con trai đi. Trương Dương cười nói, thời gian gấp quá, không kịp nữa rồi. Lương Thành Long đương nhiên hiểu được thời gian gấp quá mà Trương Dương nói có nghĩa là gì. Lúc đầu gã chỉ biết dính lấy Lâm Thanh Hồng, không hề nghĩ đến việc sinh con trai con gái, sự xuất hiện của đứa trẻ này ít nhiều có phần bất ngờ. Khi Trương Dương trở về khu nhà ở của mình đã là đêm khuya, khi hắn đi tắm bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động nhỏ, Trương Dương quấn khăn tắm đi ra, thì phát hiện đèn trong phòng khách đã tắt từ bao giờ. Trong phòng một màn đen kịt, hắn lắng nghe, thì nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng đằng sau, bờ môi Trương Dương lộ ra một nụ cười, hắn quay người, ôm chặt lấy Thường Hải Tâm đang định công kích hắn bất ngờ từ phía sau. Thường Hải Tâm kêu thất thanh một tiếng A, trong đêm tối, bờ môi hai người chạm vào nhau, sau đó là quấn lấy nhau, họ hôn điên cuồng, Trương Dương lật chiếc váy ngắn của Thường Hải Tâm lên, giật phòng tuyến của cô ra, không cho cô bất cứ thời gian chuẩn bị nào liền tiến vào cô. Cơ thể của Thường Hải Tâm run rẩy trong kích động và hưng phấn, giống như đóa hoa bách hợp trong gió vậy. Cô ôm lấy gương mặt Trương Dương, dựa vào ánh trăng mờ ảo, cô ngắm nhìn say sưa gương mặt tuấn tú của hắn, Trương Dương công kích cơ thể cô nhanh chóng và đầy tiết tấu, Thường Hải Tâm cắn môi, một lúc lâu sau Trương Dương mới mở miệng ra, rồi thở dài một tiếng, dường như động tác của Trương Dương làm cho không khí trong cơ thể cô hoàn toàn bị nén lại, cô ôm chặt lấy Trương Dương, muốn bắt hắn làm động tác chậm hơn. Nhưng cô không thể nào hoàn thành tâm nguyện, chỉ có thể cử động theo tiết tấu của Trương Dương. Cô nhẹ nhàng nói, em thật lòng không muốn xa anh. Trương Dương gật đầu, thấp giọng nói, anh biết, động tác của hắn ngày càng mạnh, thậm chí hơi thô bạo. Nhưng Thường Hải Tâm lại thích, cô hưởng thụ từng đợt khoái cảm người tình mang đến, lúc thì lên đến đỉnh, lúc lại rớt xuống dưới, đó là một cảm giác không thể nào diễn tả bằng lời. Cơ thể trần truồng của Thường Hải Tâm nằm yên trong vòng tay của Trương Dương. Ánh trăng soi xuyên qua cửa sổ, chiếu lên cơ thể của cô, để lại trên người những bóng hoa của rèm cửa, bàn tay của Trương Dương ôm lấy cơ thể cô, thấp giọng nói em giống như một con báo hoa xinh đẹp vậy. Tay của Thường Hải Tâm nắm lấy bộ phận muốn động đậy của hắn, nhẹ nhàng nói con báo hoa chỉ thuộc về một mình anh. Cô cảm giác thấy sự thay đổi trong bàn tay, vội vàng buông ra, và nói, để cho em nghỉ một chút đã. Trương Dương cười, hắn dùng hai tay ôm lấy cơ thể của Thường Hải Tâm, nhà đầu này. Đến Đông Giang không định làm việc bên cạnh anh sao? Thường Hải Tâm lắc đầu nói, sợ người ta nói ra nói vào. Trương Dương nói, miệng nằm trên người người ta, họ muốn nói gì thì kệ họ chứ, mình làm sao mà quản lý được. Thường Hải Tâm nói, anh không sợ, nhưng em thì sợ, nếu như để người nhà em biết quan hệ của em và anh, thì họ nhất định sẽ không để em qua lại với anh nữa đâu. Trương Dương cười hà hà nói, quan hệ của chúng ta nếu như để họ phát hiện, thì liệu em có bơ anh nữa không? Thường Hải Tâm nhắm nghiền mắt nói, em không biết. Khi nói câu này cô cảm thấy hai chân của mình bị Trương Dương giãn ra, sự cuồng nhiệt làm cho trái tim cô đập thình thịch lại bắt đầu truyền vào trong cơ thể. Trương Dương thấp giọng nói, giờ đây có biết không? Mắt Thường Hải Tâm nhắm nghiền, cắn chặt răng, hai chân thì quấn lấy eo của Trương Dương, không biết, em không biết. Mặc dù lúc mới bắt đầu, Thường Hải Tâm biểu hiện như một liệt sĩ anh hùng, nhưng đối diện với sự xâm lược hung bạo của Trương Dương, cô chỉ đành nhận thua. Trương Dương rất quen thuộc với Đông Giang, ở đây hắn có rất nhiều bạn, Viên Ba đã cho hắn mượn một ngôi nhà hai phòng ngủ một phòng khách ở trung tâm thành phố Đông Giang, vốn dĩ Viên Ba còn có căn nhà lớn hơn, nhưng Trương Dương không thích quét dọn phiền phức, một mình hắn cũng chẳng dùng hết nơi quá rộng. Khu nhà ở nằm ngay cạnh quảng trường cổ lâu, xung quanh là trung tâm thương nghiệp phồn hoa, những thiết bị trong căn nhà rất đầy đủ. Viên Ba còn chuẩn bị cho Trương Dương một chiếc xe Satana mới đến 80%, đây cũng là yêu cầu của Trương Dương, làm việc ở tỉnh thành, ở đâu cũng là quan lớn quan bé, chẳng biết lúc nào đấy có người lại để mắt đến hắn, lúc mới bắt đầu cũng chỉ nên khiêm nhường một chút thôi. Công việc của hắn đã được định rồi, bên Đông Giang bảo hắn phụ trách công việc chiêu thương của khu đô thị mới, vẫn là công việc cũ thôi, nhưng điều làm Trương Dương hơi khó chịu là... Hắn thuộc vào hai tầng lãnh đạo của cả bên bộ chỉ huy và phòng chiêu thương của khu đô thị mới. Lãnh đạo trực tiếp bên phòng chiêu thương là Lương Hiểu Âu, cháu gái của bí thư thị ủy Lương Thiên Chính. Trương Dương là một cán bộ cấp chính sở, đến giờ Lương Hiểu Âu chỉ là một cán bộ cấp phó sở. Một cán bộ cấp phó sở mà lại lãnh đạo một cán bộ cấp chính sở thật là điều hiếm thấy. Có điều khi phân phối công tác cũng đã nói rõ ràng, phòng chiêu thương không lãnh đạo trực tiếp với hắn, vẫn còn sớm để đến đơn vị báo danh. Nhiệm vụ chính của Trương Dương trong vòng nửa tháng này là tham gia lớp bồi dưỡng của trường đảng.
Trương Dương không chỉ đến trường đảng một lần, chiếc bằng đại học hiện tại của hắn chính là lấy được ở trường đảng. Nghĩ đến lúc ban đầu, chủ nhiệm sở giáo vụ của trường đảng tỉnh Trương Lập Lan còn muốn làm khó hắn. Trương Dương đã điều tra ra lúc đó bí phó bí thư thị ủy thành phố Lam Sơn là Ngô Minh có quan hệ bất chính với Trương Lập Lan. Điều này mới bắt được Trương Lập Lan đưa cho hắn bằng tốt nghiệp. Có điều Trương Dương chưa bao giờ lợi dụng chứng cứ tình ái giữa Ngô Minh và Trương Lập Lan, đến trường đảng. Trương Dương bỗng nhớ lại việc này. Không biết rằng giữa Ngô Minh và Trương Lập Lan giờ còn qua lại với nhau hay không. Hiệu trưởng trường đảng là bộ trưởng bộ tổ chức Khổng Nguyên, oán thù của Trương Dương và Khổng Nguyên khá sâu sắc, lúc đầu Trương Lập Lan làm khó hắn cũng vì làm theo ý của Khổng Nguyên. Trương Dương lái xe đến trường đảng, nghĩ đến những việc đã qua, thì đột nhiên phát hiện rằng những thứ làm người ta thu hút thật sự không ít, khi đi qua bảng thông báo ở cửa trường đảng, nhìn thấy trước bảng thông báo đứng vây đầy những người. Trương Dương dừng xe lại, rồi cũng đến đó xem, hóa ra bên trên đang dán thông báo đăng ký lớp nghiên cứu sinh. Trương Đại Quan cũng rất chú ý đến vấn đề này, trước kia hắn chẳng quan tâm gì đến bằng cấp, nhưng giờ ở trong quan trường, không có bằng cấp là điều không thể được, dù là năng lực của anh có tốt đến mấy, nếu như không có một học lực tốt, thì cũng sẽ bị người ta nói ra nói vào, học lực đã trở thành một trong những điều kiện quan trọng để tuyển chọn cán bộ, giờ Trương Dương mới chỉ là tốt nghiệp đại học. Mỗi lần điền hồ sơ, hắn đã có thể điền vào chỗ học lực hai từ đại học, trước kia hắn cứ tưởng rằng nghiên cứu sinh phải thi mới được. Nhưng không ngờ giờ đây ngay cả nghiên cứu sinh cũng chẳng cần thi. Trương Dương thấy điều kiện đăng ký phù hợp với mình, hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký là vào ngày mai, đã đến đây rồi, thì hắn đăng ký vào lớp nghiên cứu sinh vậy, về sau khi điền vào hồ sơ của hắn, hắn có thể viết chữ thạc sĩ lên đó rồi. Trương Dương đến chỗ đăng ký đã xếp thành một hàng dài, rất nhiều người có suy nghĩ giống như Trương Dương, thế này thì muốn đăng ký ít nhất cũng phải đợi hơn một tiếng đồng hồ. Trương Dương nghĩ một lúc, rồi trực tiếp đến phòng giáo vụ. Chủ nhiệm phòng giáo vụ Trương Lập Lan nhìn thấy hắn đến, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, trong lòng cô ta biết rõ ràng, Trương Dương nắm rất rõ những việc của cốt A. Lần này tiểu tử này đến không biết là vì chuyện gì. Trương Lập Lan đã không còn qua lại với Ngô Minh nữa, thật là Ngô Minh đã bỏ cô ta, giờ đây tất cả mọi người đều biết Ngô Minh đang theo đuổi trưởng phòng kiểm sát Lưu Diễm Hồng. Vì chuyện này, Trương Lập Lan đã đau buồn một thời gian. Nhưng sau này khi đã hồi phục lại, cô ta liền tiến gần về phía Khổng Nguyên hơn. Chương 997, xin lỗi 1. Trương Dương vẫn giữ nụ cười hình hệch đó, với Trương Lập Lan, nụ cười của tên này thật là tà ác. Mỗi lần nhìn thấy Trương Dương, Trương Lập Lan đều cảm thấy sợ, bị người ta nắm điểm yếu trong tay. Cô ta không thể nào làm ra vẻ của một chủ nhiệm phòng giáo vụ được. Trương Lập Lan đã ở trong thể chế nhiều năm như vậy, ít nhất vẫn có thể tự nhiên tự tại ngoài mặt. Cô ta cười nói Trương Dương. Cậu tìm tôi có việc sao? Trương Dương gật đầu nói, hôm nay tôi đến để đăng ký. Trương Lập Lan nói, lớp tập huấn cán bộ trẻ kỳ này sao? Chút nữa tôi sẽ nói với họ một câu, bảo họ sắp xếp cho cậu một chỗ ở tốt một chút. Trương Dương biết rằng Trương Lập Lan đã hiểu lầm ý của hắn, cười nói, vừa nãy khi tôi đi qua bảng thông báo ở ngoài cửa, tôi nhìn thấy thông báo lớp nghiên cứu sinh của các cô, vì vậy muốn đến đăng ký. Trương Lập Lan giờ mới hiểu được hắn tìm đến mình là vì chuyện này, cô ta cũng biết rằng người muốn báo danh xếp thành hàng dài, mặc dù lớp nghiên cứu sinh lần này là nhắm vào cán bộ toàn tỉnh, nhưng vẫn phải trải qua thi đầu vào, chiêu sinh một lớp, tổng cộng 35 người, giờ đây số lượng người đăng ký đã là hơn 400 rồi, trong đó không thiếu những cán bộ cấp phó phòng, và cấp hồng, những người này nhất định phải để ý đến trước, Trương Lập Lan nói tình hình thật cho Trương Dương biết. Trương Dương nghe điều kiện của lần này nghiêm ngặt như vậy. Liền cười nói, tôi cứ tưởng là đăng ký là được vào luôn, nếu đã phiền phức như vậy, thì thôi. Vốn dĩ Trương Dương chẳng thiết tha gì với lớp nghiên cứu sinh này, hắn không phải nhất định phải học nó. Nhưng Trương Lập Lan vừa nghe hắn nói như vậy, tưởng rằng Trương Dương đã tức giận, với vị hắc tinh này, cô ta không dám đắc tội. Trương Lập Lan nói, Trương Dương, cậu đừng đi, thế này đi, sự việc đăng ký cậu đừng lo nữa, cậu đưa luôn tư liệu cá nhân cho tôi sẽ giúp cậu làm. Trương Dương vừa nghe vậy đã mừng rỡ, hắn đưa chứng minh học lực và chứng minh nhân dân cho Trương Lập Lan, sau khi Trương Lập Lan cầm xong, thấp giọng nói, Trương Dương, việc này đừng nói với ai nhé, giờ đây mọi người đều nhắm vào chỗ này, mà số lượng người lại quá ít, tôi sợ có người nói ra nói vào. Trương Dương gật đầu nói, chủ nhiệm Trương yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu. Đúng rồi, còn phải thi nữa à? Trương Lập Lan nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói nhỏ, để tôi sắp xếp. Điều này đã làm cho Trương Dương yên tâm, Trương Dương vui không khép được miệng, Trương Lập Lan thật là tài giỏi,
mặc dù biết rằng Trương Lập Lan là vạn bất đắc dĩ mới phải làm vậy, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói lời cảm ơn cô ta. Sau khi ra khỏi phòng giáo vụ, Trương Dương đến chỗ đăng ký lĩnh chìa khóa ký túc xá, hắn để ý đến trên danh sách đăng ký của mình, mục đơn vị cũng đã điền xong rồi, thuộc về bộ chỉ huy xây dựng của khu đô thị mới, cũng có nghĩa là tiền học của hắn lấy ở chỗ này, ở mục cấp bậc đã điền chính sở, nét chữ thư pháp bút sắt đẹp đẽ của Trương Dương đã được giáo viên đăng ký chú ý đến, nét chữ là nét người, đặc biệt là ở quan trường, viết được chữ đẹp dễ được mọi người yêu mến, sau khi Trương Dương ký tên xong. Giáo viên đăng ký nhìn vào chữ của hắn một lúc lâu rồi mới nói, cậu chính là Trương Dương sao? Không ngờ chữ cậu lại đẹp đến thế. Trương Dương cười nói, tôi không giỏi về thư pháp bút sắt, còn bút lông thì đẹp hơn thế này nhiều. Tên này chẳng biết thế nào là khiêm tốn. Đằng sau có người đang gọi tên hắn, Trương Dương quay đầu lại, thì nhìn thấy phó chủ nhiệm phòng chiêu thương Đông Giang Lương Hiểu Âu đang đứng đằng sau lưng hắn. Trương Dương và Lương Hiểu Âu cũng đã quen nhau từ lâu, có hợp tác cũng có cạnh tranh. Một việc gần đây nhất là Trương Dương đã cướp mất số tiền đầu tư của đoàn đại biểu New York từ tay cô, không những công ty Bender cuối cùng quyết định đến Nam Thích, ngay cả thành phố hảo hữu của New York cũng bị hắn cướp về. Lương Hiểu Âu cười nhìn Trương Dương nói, sao thế? Không quen tôi nữa rồi à? Trương Dương cười ha ha nói, làm sao thế được? Một mỹ nữ như cô đến đâu cũng không thể ẩn giấu được ánh hào quang. Cô vừa đứng ở đây, bên cạnh đã đầy màu hồng rồi. Câu này của Trương Đại Quan đã đắc tội với tất cả những cán bộ nữ khác, ai nấy đều lạnh lùng nhìn sang hắn. Có điều Trương Dương nói cũng là sự thật, trong số những học viên ở lớp bồi dưỡng này, cũng chỉ có Lương Hiểu Âu là trẻ trung xinh đẹp, số còn lại đều là những cán bộ trung niên. Lương Hiểu Âu cười nói, anh chỉ biết nói vớ vẩn thôi, cố tình chọc tức tôi có phải không? Tí nữa tôi sẽ tính toán cả nợ mới nợ cũ với anh. Cô bước ra bàn đăng ký ký tên, vừa vặn viết dưới hàng tên của Trương Dương. Trương Dương cũng chú ý đến cô ấy viết là phó chủ nhiệm phòng chiêu thương Đông Giang, cấp phó sở, trong lòng thầm nghĩ, cô này còn chưa được đến cấp chính, vẫn còn thấp hơn hắn đến nửa cấp. Sau khi báo danh xong, hai người cùng bước ra ngoài, Lương Hiểu Âu nói, tôi đã nghe anh Thành Long nói rồi, anh đã được chuyển đến Đông Giang làm việc. Trương Dương cười nói, đến mảnh đất của cô rồi đây, về sau mong chủ nhiệm Lương quan tâm giúp đỡ. Lương Hiểu Âu cười nói, về sau chúng ta nhất định hợp tác không ít với nhau, nghe nói rằng anh sẽ phụ trách công việc chiêu thương của khu đô thị mới. Trương Dương nói, việc cụ thể thì vẫn chưa biết, tổ chức vẫn chưa tìm tôi nói chuyện. Lương Hiểu Âu nói, anh không ngờ lại thế này đúng không, vòng vèo một hồi lại quay về đúng Đông Giang, nếu như sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu anh đã không ra sức lấy công ty Bender về rồi nhỉ. Phụ nữ vốn là hạng nhỏ nhen, đến tận bây giờ cô ấy vẫn nhớ việc này. Trương Dương nói, lúc này lúc khác chứ, lúc đó chúng ta cạnh tranh với nhau cũng không phải là điều cả hai bên mong muốn, lúc đó tôi là cán bộ của Nam Thích, đương nhiên phải cố gắng hết sức vì lợi ích của Nam Thích rồi, đây gọi là làm hết chức trách của mình, gọi là kính nghiệp đấy. Lương Hiểu Âu nói, người như anh lúc nào cũng có trăm vạn lý do biện hộ cho chính mình, anh yên tâm đi, tôi không nhỏ nhen vậy đâu, tôi sẽ không hận anh vì chuyện đó. Trương Dương nhìn vào bộ ngực đầy đặn của cô ấy rồi nói, tôi cũng biết rằng tấm lòng của Lương chủ nhiệm rất rộng mở, không nhớ về những chuyện như thế này. Tên này thật đúng là hơi xấu xa, khi nói chuyện còn liếc nhìn sang bộ ngực của Lương Hiểu Âu, ngụ ý những điều hắn nói và sự thật là trùng khớp nhau. Lương Hiểu Âu cũng là người tinh ý, cô đã để ý đến ánh mắt của tên này, cảm giác như áo của mình bị lật hết ra vậy, xấu hổ đến độ đỏ mặt, nhưng cô lại không thể buông lời trách móc, vì người ta cũng chẳng làm điều gì quá đáng. Lương Hiểu Âu nói, buổi trưa chúng ta cùng đi ăn cơm đi, tôi đón anh. Trương Dương nói, vậy thì tôi đành bất kính vậy. Hai người gọi mấy món đơn giản ở căn cứ địa đối diện trường đảng, Lương Hiểu Âu không uống rượu, cô lấy một bình ngũ lương dịch ở trong xe ra, là phó chủ nhiệm của phòng chiêu thương, trên xe lúc nào cũng phải có rượu, đây là để tiện cho tiếp đón người khác. Hai người uống mấy chén rượu, Trương Dương hỏi về việc làm của Lương Hiểu Âu, tôi nói này. Một chủ nhiệm phòng chiêu thương như cô đến bây giờ sao vẫn chưa bỏ được chữ phó đi chứ? Lôi Quốc Đào đã vào lâu lắm rồi mà. Lương Hiểu Âu nói, chẳng phải là vì anh sao, công ty Bender và thành phố Hữu Hảo đều bị anh cướp đi cả rồi, phòng chiêu thương của chúng tôi ai nấy đều xấu hết cả mặt, làm gì có tư cách đòi thăng chức nữa chứ? Trương Dương cười nói, việc đó mà cũng đẩy sang tôi được à, chủ yếu là không phối hợp với sếp, đắc tội với người ta. Một câu nói làm cho Lương Hiểu Âu đỏ bừng mặt, cô mắng, ôi, thật là chẳng phải hạng người tử tế gì, nhìn anh kết bạn đã biết rồi, xét là một con dê già, lúc nào cũng muốn tôi chịu thiệt,
tôi có phải là loại người tùy tiện không có nguyên tắc đâu, không thể vì công việc mà đẩy cả bản thân mình vào đó chứ. Trương Dương nói, cô đừng quên, anh họ của cô cũng là bạn của tôi đó, cô nói thể chẳng phải mắng cả Lương Thành Long rồi hay sao? Lương Hiểu Âu cười khanh khách, rồi lại thở dài nói, tôi không phải trách anh thật đâu, nói thật lòng, việc đó tôi còn phải cảm ơn anh nữa kìa, nếu không phải là anh cứu xét đi, tôi còn suýt trở thành hung thủ giết người rồi kìa. Trương Dương nói, thật sự xét là do cô đẩy xuống sông à? Sự việc đã qua lâu như vậy rồi, Lương Hiểu Âu cũng không sợ gì mà không thừa nhận, cô gật đầu nói, đúng thế. Ông ta quá cáo già. Trương Dương cười nói, ông ta làm gì mà cáo già rồi. Câu này vừa nghe đã thấy không tử tế. Lương Hiểu Âu trừng mắt với hắn, đám người như các anh, chẳng có ai là tốt đẹp. Trương Dương nói, ông ta là người Mỹ, tôi là người Trung Quốc, cô đừng quy về một mối như vậy chứ. Chủ nhiệm Lương, hai chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, tôi có bao giờ muốn làm điều gì không phải với cô chưa? Anh, Lương Hiểu Âu thật sự chẳng thể làm gì được với tên này. Rõ ràng biết rằng hắn đang cố ý nói trêu cô, nhưng lại không thể nào mắng hắn được. Trương Dương rất biết chừng mực, đùa thì có thể, nhưng nhất định phải có chừng mực, quá là không tốt, hắn không có ý nghĩ đó với Lương Hiểu Âu. Trương Dương nói, chủ nhiệm Lương, cô nói thật đi, cô đã nghe thấy điều gì về công việc của tôi rồi. Lương Hiểu Âu nói, tôi chẳng nghe nói phong thanh gì cả. Chương 998, xin lỗi 2. Trương Dương nói, không thể nào. Bí thư Lương là chú của cô, ông ấy không nhắc đến tôi trước mặt cô sao? Lương Hiểu Âu nói, thật sự là không có, ông ấy là một bí thư thị ủy, còn nhiều việc cần phải quan tâm, làm gì có thời gian quan tâm đến một cán bộ cấp sở như anh cơ chứ? Lương Hiểu Âu nắm lấy cơ hội báo thù Trương Dương, ai bảo hắn ta vừa rồi đã trêu cô ấy? Trương Đại Quan hơi xấu hổ, ho một tiếng rồi nói, tôi nghe nói chính ông ấy điểm danh mang tôi về đây. Lương Hiểu Âu nói, những việc cụ thể thì tôi thật sự không biết, tôi còn phải nghe anh họ tôi nói, mới biết được rằng anh đã được điều đến Đông Giang làm việc. Trương Dương có cảm giác mình bị người đời hắt hủi, lúc bắt đầu vì chuyện công tác của hắn, thư ký tỉnh ủy Diệm Quốc Đào còn tìm đến hắn để nói chuyện, bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương cũng đã nhắc đến chuyện này, nhưng đến giờ sau khi đã tới Đông Giang, cảm giác chẳng có ai đoái hoài đến, lãnh đạo thành phố Đông Giang không có ai chủ động tìm hắn để nói chuyện. Hắn vốn tưởng rằng mình là một nhân tài, với một nhân tài như hắn, phía Đông Giang phải tỏ ra coi trọng mới đúng, nhưng sau khi đến Đông Giang mới biết không phải như vậy. Hắn không quan trọng như hắn đã tưởng, Trương Đại Quan thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, Lương Thiên Chính kéo hắn đến đây có phải có mục đích thật sự là giấu hắn đi hay không? Lương Hiểu Âu nói, thật ra anh nên liên hệ với bộ tổ chức thị ủy trước, để làm rõ công việc của anh thế nào, chưa bao giờ thấy ai như anh, đã đến Đông Giang rồi. Mà còn chẳng biết gì về công việc của mình phải làm. Trương Dương nói, tôi tưởng rằng tổ chức sẽ tìm tôi để nói chuyện trước. Lương Hiểu Âu nói, anh làm quan to bằng đâu cơ chứ? Mà phải đợi bộ trưởng tổ chức chủ động tìm đến anh. Lúc này trong lòng cô đã hoàn toàn thoải mái, Trương Dương cho cô không ít cơ hội để thanh thản. Trương Dương nói, được, vậy thì tôi cứ ở trường đảng học lớp bồi dưỡng đã vậy, nếu như học hết rồi mà không có ai để ý gì đến tôi, thì tôi lại về Nam Tích. Lương Hiểu Âu cười, Trương Dương cũng cười, thật ra hai người họ đều biết không bao giờ xuất hiện tình trạng như thế này, bộ tổ chức không phải không tìm đến Trương Dương, mà là vẫn chưa đến lúc. Lương Hiểu Âu nói, sự việc của anh tôi ít nhiều cũng đã nghe nói một ít, có lẽ là để anh đến khu đô thị mới làm công tác chiêu thương, chúng ta về sau sẽ trở thành chiến hữu của nhau rồi. Trương Dương nói, nhắc đến công tác chiêu thương là tôi lại đau cả đầu, làm nhiều năm như vậy rồi, mà vẫn chứ lòng vòng với việc chiêu thương. Tôi sắp sửa chán ngấy rồi đây. Lương Hiểu Âu nói, đừng so sánh việc của anh trước kia với việc bây giờ, Đông Giang xây dựng khu đô thị mới. Khu đô thị mới này là trung tâm kinh tế chính trị trong tương lai. Bước đầu tiên là để trung tâm hành chính của tỉnh và thành phố chuyển qua đó. Quy hoạch 10 năm đã cơ bản hoàn chỉnh rồi, thành phố chẳng phải nói để chơi đâu, họ sẽ dốc sức để phát triển chỗ này đấy. Trương Dương nói, đi đến đâu biết đến đấy thôi, đợi tôi xem tình hình công việc đã rồi tính sau. Trương Dương nhận thấy rằng Lương Hiểu Âu không nói tất cả những điều cô biết cho mình, trên quan trường nói gì cũng chỉ nói nửa vời, không thể nói hết toàn bộ sự việc, Trương Đại Quan khá thấu hiểu điều này. Quan hệ giữa hắn và Lương Hiểu Âu cũng chẳng thân thiết đến độ nói được hết tất cả cho nhau, bữa cơm trưa của hai người kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, khi Trương Dương đứng dậy cáo từ, Lương Hiểu Âu tốt bụng dặn thêm, anh uống rượu rồi, đừng lái xe nữa, về ký túc xá nghỉ ngơi đi, mấy ngày gần đây Đông Giang đang kiểm tra uống rượu lái xe đấy.
đừng để gây ra việc gì. Trương Dương cười gật đầu, hắn cũng không định lái xe, mà buổi chiều chuẩn bị nghỉ ngơi ở trường đảng một lúc, buổi tối còn dự bữa tiệc tiếp đón của em gái Triệu Tĩnh và Đinh Triệu Dũng. Khi Trương Dương đi về trường đảng, đột nhiên nhận được điện thoại của Hà Hâm Nhan, hắn biết rằng mấy ngày nay Hà Hâm Nhan đến Đông Giang tham gia buổi biểu diễn của Học viện Nghệ thuật Đông Giang, không ngờ cô lại đến đây sớm. Hà Hâm Nhan tức giận nói, Trương Dương, anh đến đây mau đi, em xảy ra chuyện rồi. Trương Dương vừa nghe đã căng thẳng, chuyện gì? Chuyện lớn hay chuyện nhỏ? Hà Hâm Nhan nói, em lái xe, có 5-6 người vây quanh đuôi xe em đòi đánh giết. Trương Đại Quan vừa nghe thấy đã biết chuyện lớn, mẹ kiếp, dám ức hiếp người phụ nữ của tôi à? Hắn hỏi rõ địa điểm, rồi vội lái xe qua đó. Vốn dĩ Hà Hâm Nhan ngày kia mới đến Đông Giang, nhưng cô muốn làm cho Trương Dương bất ngờ, để hắn vui vẻ, nhân tiện ở bên cạnh hắn mấy ngày, vì vậy đã nhờ bạn cô là Triệu Nhị Văn lái xe đến sân bay đưa cô về. Triệu Nhị Văn cũng biết Trương Dương, trước kia cô đã cùng Cố Minh Kiến ở cạnh nhau một thời gian, về sau do Cố Giai Đồng giúp Cố Minh Kiến trả một khoản phí chia tay kha khá, hai người mới dứt quan hệ. Sự cố xảy ra ở gần quảng trường Cổ Lâu, thật ra không thể trách Triệu Nhị Văn, cô ấy và Hà Hâm Nhan đi ra từ sân bay, trên đường có một chiếc xe ben lớn đã để ý đến họ. Mấy người trong xe hạ cửa xe xuống rồi huýt sáo với họ, còn ra lời trêu ghẹo, vừa nhìn đã thấy chẳng phải loại tử tế gì, Triệu Nhị Văn chạy nhanh để nhằm thoát khỏi họ. Không ngờ chiếc xe ben đó đột nhiên vượt lên qua đầu họ, rồi đột ngột phanh gấp, Triệu Nhị Văn không kịp xử lý, chiếc xe auto đã đâm vào đuôi chiếc xe ben rồi. Lần này đã động vào đúng tổ ong, 5 người trên xe vây lấy họ, rồi gây khó dễ cho họ. Triệu Nhị Văn rất sợ, Hà Hâm Nhan thì không sợ chiêu đó, ngay tại đó đã cãi nhau với họ, hai bên cãi nhau cảnh sát đã đến. Khi Trương Dương đến đó, cảnh sang đang ở đó xem trách nhiệm thuộc về bên nào, quyết định của anh ta là chiếc xe đằng sau phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Anh ta vừa nói vậy, mấy người trên chiếc xe ben bèn nổi loạn thêm, tên trẻ tuổi đứng đầu nói, các cô muốn làm gì thì làm. Tự giải quyết hay đưa ra pháp luật, nếu thích đưa ra pháp luật thì chúng ta đưa, còn nếu không thì các cô phải bồi thường cho tôi 100.000 tệ, rồi mời tôi ăn bữa cơm, việc này coi như thế là xong. Triệu Nhị Văn nói, đã làm sao đâu, chỉ xước chút sơn, phun chút lên chẳng phải là xong rồi sao? Tôi sửa xe cho anh là được rồi chứ còn gì nữa? Đối phương cười lạnh lùng nói, sửa xe à? Cô mở to mắt ra mà nhìn đi, đây là xe ben đấy, cô sửa được à? Giá xe của tôi nếu như dùng để mua auto là có thể vây kín một cái quảng trường Cổ Lâu rồi, đền à. Có bán xe của cô đi cũng chẳng đủ đền đâu. Hà Hâm Nhan tức giận nói, anh ăn nói kiểu gì thế? Đàn ông con trai mà mặt dày thế à, ức hiếp phụ nữ. Tôi ức hiếp cô á, các cô đâm vào mông tôi còn không để tôi nói à. Hà Hâm Nhan tức giận, đồ lưu manh, vốn dĩ là các anh đột nhiên xông lên rồi phanh lại, nếu không thì sẽ chẳng xảy ra sự cố này. Cô quay sang nói với cảnh sát, anh đã nhìn rõ chưa? Trên nền đất có vết phanh xe rõ ràng như thế này mà anh không nhìn thấy à? Họ cố ý đấy. Viên cảnh sát nói, cô chưa từng học lái xe sao? Khi lái xe phải chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe đằng trước, như vậy mới có đủ thời gian để phanh xe. Các cô đi gần như vậy, đâm vào xe người ta chỉ có thể trách các cô. Hà Hâm Nhan nói, sao anh không hỏi xem tình hình lúc đó thế nào? Rõ ràng là đang bênh họ. Cảnh sát nghiêm mặt nói, cô ăn nói phải có trách nhiệm về lời nói của mình đấy. Hà Hâm Nhan nói, uy hiếp tôi không chấp hành công vụ chứ gì, anh đi tố cáo tôi đi. Anh không tố cáo tôi còn muốn tố cáo anh kìa. Tính cách Hà Hâm Nhan vốn đã rất nóng nảy, mấy năm nay cô đã trải qua không ít sóng gió, đương nhiên không sợ một viên cảnh sát nhỏ, hơn nữa, việc này vốn dĩ họ đúng. Thật ra chiếc xe ben kia chẳng bị chảy xước gì nhiều. Mà chiếc xe auto của Triệu Nhị Văn còn thê thảm hơn, may mà cô và Hà Hâm Nhan đã thắt dây an toàn, mặc dù vậy nhưng hai người vẫn giật thót tim vì sự việc ngoài dự đoán này. Mọi người đều rơi vào thế bí, hai bên không ai nhường ai, cảnh sát chỉ có thể chỉ huy những chiếc xe khác đi qua bên cạnh. Hà Hâm Nhan nhìn thời gian, rồi nói nhỏ, sao vẫn chưa đến vậy? Từ lúc cô gọi điện thoại đến giờ đã là 20 phút, Trương Dương vẫn chưa xuất hiện. Thật ra Trương Dương đã đến rồi. Vừa nãy trốn trong đám người xem chuyện gì xảy ra, sau khi hắn làm rõ sự việc này, lúc này mới lái chiếc Satana đi theo dòng xe về phía trước. Nhưng khi tất cả mọi người đang chú ý vào vụ xung đột giữa hai bên, một chiếc xe Satana đột nhiên rời khỏi dòng xe, đi thẳng đến chiếc xe ben ở giữa đường, rầm. Một tiếng vang lên,
hai cánh xe của chiếc Ben bị đâm méo mó, đây không phải là vì Ben không chịu được va đập, mà người khác dùng đầu xe đâm vào hai bên của nó không thể nào chịu được. Tất cả mọi người đều ngớ ra, cảnh sát cũng không hiểu, rốt cuộc thế là thế nào. Đây là ai chứ, kỹ thuật lái xe tồi quá, đường lớn thì không đi, mục tiêu rõ rành rành ở giữa đường như thế này mà cũng có thể đâm vào được là sao? Chiếc xe Satana bắt đầu lùi xe, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, thì chiếc xe lại tăng ga, đâm dầm thêm một lần nữa vào cùng một vị trí của chiếc xe Ben, lần này lực đâm quá mạnh, làm chiếc xe Ben ngã ngửa ra, may mà bên trong không có ai, những người đứng hóng chuyện ở bên cạnh thấy tình hình không ổn vội vàng tản ra tứ phía. Chương 999, xin lỗi ba. Hà Hâm Nhan đương nhiên cũng bị hút qua bên đó, bờ môi cô lộ ra một nụ cười đắc ý, không cần hỏi cũng biết có người đến giúp cô rồi, sự xuất hiện của Trương Dương chưa bao giờ để cô cảm thấy thất vọng. Chiếc xe Satana đâm liên tiếp hai lần, mùi xe đằng trước cũng bật lên, Trương Dương mở dây an toàn, đẩy cửa xe bước xuống, trừng mắt, hét lớn, mẹ kiếp, đây là xe của thằng nào? Sao lại đỗ trình hình giữa đường thế này? Cảnh sát giao thông cũng mặc kệ à? Mấy người chủ xe Ben xông lên, cảnh sát giao thông cũng ngớ ra, đã từng thấy nhiều người vô lý, nhưng chưa thấy ai vô lý thế này, đâm vào xe người ta thì thôi, mà mở miệng ra còn mắng cả cảnh sát, mẹ kiếp, thế này có phải tự đâm đầu vào chỗ chết không chứ? Thật ra người cảnh sát giao thông đến xử lý việc này quen với chủ chiếc xe Ben, họ sợ xảy ra xung đột ngay tại đây, viên cảnh sát quản chuyện tên là Triệu Anh Tráng vội vàng đến ngăn mấy người chủ xe Ben lại, đừng kích động, để tôi xử lý việc này. Việc này đương nhiên rất dễ giải quyết, rất nhiều người đã nhìn thấy, xảy ra việc gì cũng đã rõ ràng cả, Trương Dương đứng ở đó, nheo nheo mắt, bộ dạng đứng ở trên cao nhìn xuống đám người này vậy, hắn không nói gì với Hà Hâm Nhan, Hà Hâm Nhan cũng rất thông minh, biết rằng lúc này không phải là lúc quen với Trương Dương, Triệu Nhị Văn nói, Trương Dương đến rồi. Hà Hâm Nhan nói, giả bộ không quen, để cho anh ấy xử lý việc này. Cô rất tin tưởng vào Trương Dương. Triệu Anh Tráng đến trước mặt Trương Dương, mặt nghiêm nghị nhìn hắn, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Trương Dương cười nói, anh là ai? Triệu Anh Tráng nói, anh không nhận ra à? Cảnh sát giao thông đây. Mặc đồng phục cảnh sát thì sẽ là cảnh sát à? Lấy thẻ cảnh sát của anh ra đây, tôi làm sao biết được anh không phải là giả mạo? Tôi cảnh cáo anh, nếu dám ngang ngược nữa, thì tôi sẽ tố cáo anh làm náo loạn trị an xã hội. Trương Đại Quan cười danh mãnh, dọa tôi à? Tôi hỏi anh là cảnh sát giao thông, nhiệm vụ của anh là giữ trật tự giao thông, tại sao lại để chiếc xe kia chèn ở giữa đường? Không cho tôi giao thông. Rõ ràng là anh cố ý đâm vào chiếc xe bên kia. Triệu Anh Tráng tức đỏ cả mặt. Viên cảnh sát bên cạnh đó để ý kỹ hơn, gã ngửi thấy mùi rượu trên người Trương Dương, tức giận nhìn Trương Dương, anh uống rượu rồi đúng không? Chủ chiếc xe Ben xông đến chỉ thẳng vào mũi Trương Dương nói, mẹ kiếp, dựa vào đâu mà anh đâm vào xe của tôi? Chiếc xe đó bao nhiêu tiền anh có biết không? Hôm nay nếu anh không quỳ xuống nhận sai với tôi, thì tôi không xong với anh đâu. Trương Dương cười lạnh lùng nói, cái loại có mắt không tròng tôi đã gặp nhiều rồi, có điều loại người chẳng ra gì như anh thì đúng là chẳng đáng để tôi ra tay, thằng cháu này, cho anh một đường đi đấy, lái chiếc xe rách của anh đi ngay. Nếu không, từ hôm nay anh hãy nói vĩnh biệt với cuộc sống hạnh phúc đi. Chủ chiếc xe Ben cũng không phải là loại người dễ vừa, nhưng lần đầu tiên thấy người như Trương Dương, gã cười lạnh lùng nói, muốn ương ngạnh với tôi à, anh có biết tôi là ai không? Trương Đại Quan cười nói, mẹ kiếp, là ai mà tự bản thân mình cũng không biết à, sao không về nhà mà hỏi mẹ mày ấy? Đối phương vừa nghe đã tức giận, giơ tay muốn đánh Trương Dương, nhưng lại bị Triệu Anh Tráng ngăn lại, Kỳ Phong. Anh đừng ra tay, anh mà ra tay là tính chất sẽ thay đổi đấy. Trương Dương nói, hóa ra hai người là người quen của nhau à, xã hội bây giờ ấy à, đến đâu mà có người quen là dễ làm việc hơn hẳn. Triệu Anh Tráng nói, anh tử tế một chút cho tôi, anh đã uống rượu mà còn lái xe, đi thử máu cho tôi. Trương Dương nói, đúng là bảo vệ bạn của mình, đúng là trắng đen lẫn lộn, thật giả đảo điên, để giúp anh ta lại còn vu khống tôi lái xe sau khi uống rượu nữa. Viên cảnh sát đứng bên cạnh nói, anh đừng ra mồm, cả người toàn là mùi rượu, chúng tôi đều ngửi thấy rồi, giờ đây đến bệnh viện lấy máu ngay, anh đợi bị pháp luật xử lý đi. Hà Hâm Nhan ở đằng xa tỏ ra vẻ quan tâm, Trương Dương thích uống rượu lái xe điều này cô biết, lần này thì phiền phức rồi, lái xe sau khi uống rượu chẳng có lý ở đâu được cả. Trương Dương nói, thử máu thì thử máu, nếu như tôi không uống rượu,
thì hai người các anh đang cố ý vu khống cho tôi, các người không xứng làm cảnh sát. Triệu Anh Tráng nói, lằng nhằng ít lời thôi, đi cùng chúng ta, đi thử máu ngay. Trương Dương nói, tôi vẫn không tin tưởng các anh lắm, đi thử máu thì được, nhưng tôi lo sợ rằng, các anh giở trò trong lúc thử máu. Triệu Anh Tráng tức giận nói, anh tưởng rằng tôi không biết anh nghĩ gì à? Uống rượu, sợ rồi đúng không? Muốn kéo dài thời gian để giảm thấp nồng độ rượu trong máu à? Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh không trốn được đâu. Trương Dương cười nói, được, tôi đi cùng anh, giờ đi lấy máu, nếu như tôi không sao. Kỳ Phong chủ chiếc xe Ben đó nói, đã thế này rồi mà anh còn muốn không sao à? Anh chết chắc rồi. Trương Dương cười nói, cháu trai ơi, hôm nay mày nói càng khó nghe thì chết càng nhanh. Chủ xe của chiếc Ben, Kỳ Phong cũng không phải là nhân vật bình thường, gã có mấy cửa hàng rượu ở Đông Giang, là một trong những nhân vật nổi bật của ngành ẩm thực Đông Giang, anh của gã là Kỳ Sơn danh tiếng rất lớn, làm nhiều công việc ở Đông Giang đã nhiều năm, liên quan đến cả nhiều việc kinh doanh phi pháp, có điều, Kỳ Sơn làm rất tốt, chưa bị cảnh sát bắt lần nào, gã rất chú trọng đến hình tượng bản thân, bình thường rất khiêm nhường, lại hay làm công việc từ thiện, mấy năm gần đây đã dần dần tẩy trắng việc làm ăn của gã. Có 4 công ty nước biển dưới tên gã, lũng đoạn phần lớn thị trường nước của Đông Giang, nghe nói, giờ gã vẫn làm mấy việc thuộc ngành cờ bạc và buôn lậu thuốc lá. Hai anh em nhà này thành công được, một mặt có liên quan đến đầu óc kinh doanh của họ, còn một nguyên nhân quan trọng nữa, họ có bối cảnh xã hội nhất định, chú của họ chính là thị trưởng thành phố Đông Giang, Phương Chi Đạt. Mặc dù Kỳ Phong và Kỳ Sơn là hai anh em, nhưng tính cách của họ không hề giống nhau, Kỳ Sơn rất khiêm nhường, còn Kỳ Phong thì lại quá hống hách. Thích kết giao với những thành phần vô công rồi nghề trong xã hội, mấy năm gần đây kiếm được không ít tiền trong ngành ẩm thực, có tiền đương nhiên thích tụ tập, hôm nay Kỳ Phong và mấy người bạn nữa ra ngoài chơi, thấy Triệu Nhị Văn và Hà Hâm Nhan trong chiếc xe Audi, họ thấy hai cô gái trông xinh xắn, vì vậy đã muốn kết thân với họ, với đám người của Kỳ Phong. Kết giao với phái nữ chẳng có cách gì quá đặc biệt, chủ yếu là thể hiện mình giàu có thôi, Kỳ Phong cho rằng không có việc gì không dùng tiền giải quyết được. Việc đâm xe này là do gã cố ý gây nên. Triệu Anh Tráng đến xử lý sự việc là bạn lâu năm của Kỳ Phong, ý chính của Kỳ Phong là để Triệu Anh Tráng giúp dọa hai cô gái này một chút, sau đó đề xuất việc giải quyết tư, đi qua đi lại mấy lần là quen rồi, gã vốn chẳng để ý đến chút tiền này, mục đích thật sự là muốn nhằm vào sắc đẹp của người ta kìa, ai ngờ Hà Hâm Nhan lại là một cô gái tính tình nóng nảy đến như vậy. Điều làm cho Kỳ Phong càng không ngờ được là, đột nhiên gặp phải một tên kỳ đà, tên lái chiếc xe Satana cũ rích này dám dâm đổ chiếc Ben của gã. Nếu như không có cảnh sát ở đây, Kỳ Phong nhất định sẽ cùng đám bạn của gã dần cho Trương Dương một trận. Sự tự tin của Kỳ Phong đến từ tài sản cách xù của gã, cũng đến từ hậu đài vững chắc của gã. Trong xã hội bây giờ, có quyền lại có tiền, đương nhiên nói chuyện phải rắn giỏi rồi, làm việc cũng vậy. Kỳ Phong chẳng hề để ý đến tiểu tử lái chiếc Satana cũ này, mặc dù Hà Hâm Nhan và Triệu Nhị Văn đều là những mỹ nữ hiếm thấy. Nhưng họ cũng chỉ đi một chiếc xe auto mà thôi, mặc dù trình độ văn hóa của Kỳ Phong bình thường, nhưng lại đầy trải nghiệm xã hội, nhìn từ chiếc xe của họ có thể phân tích ra bối cảnh xã hội của họ, gã và mấy người này không cùng một đẳng cấp với nhau. Trương Dương đồng ý đi lấy máu, đến lúc này rồi, Hà Hâm Nhan không còn có thể cố ý giả bộ nữa, cô bước đến, quả nhiên ngửi thấy có mùi rượu trên người Trương Dương, nói nhỏ với Trương Dương, anh uống rượu rồi à? Trương Đại Quan cười nói, không nhiều. Mới một cân ngũ lương dịch. Sắc mặt của Hà Hâm Nhan thay đổi, một cân ngũ lương dịch nhất định đã có thể bị kết tội lái xe sau khi uống rượu, nếu sớm biết hắn uống như vậy, thì hôm nay không nên gọi đến rồi. Cô nói nhỏ, hay là tự giải quyết đi, đỡ phiền phức. Với tính cách của Hà Hâm Nhan, cô sẽ không đồng ý cúi đầu dễ dàng như vậy, nhưng nghĩ đến việc này sẽ dẫn đến phiền phức cho Trương Dương, cô lại hơi hối hận, thà rằng để cô đi thay người, chứ cô cũng không muốn để Trương Dương gặp phải phiền phức. Trương Dương nói, tự giải quyết à, phải để cho họ cúi đầu cầu xin anh mới được. Với tính cách của Trương Dương trước kia, đã giơ tay đấm người rồi, nhưng rất nhiều lúc, đánh người không phải là một cách hay, lần đầu tiên đến đây, mà lại đánh người trước mặt tất cả mọi người, nhất định sẽ bị người ta nói. Trương Đại Quan quyết định khiêm nhường hơn một chút, có điều tên này không nghĩ đến nghi thức xuất hiện của mình, nếu so với việc đánh người, thì việc lái xe đâm đổ chiếc xe Ben kia cũng chẳng thể coi là khiêm nhường gì. Chương 1000, kinh nghiệm 1. Trương Đại Quan không phải là lần đầu tiên ngồi lên xe cảnh sát, nhưng vì tội lái xe khi say xỉn mà bị dẫn đi lấy máu thì đây là lần đầu tiên, hắn đi rồi, Hà Hâm Nhan và Triệu Nhị Văn cũng đi cùng,
có điều hai người không có cơ hội lên xe cảnh sát, mà tự mình lái xe qua đó. Kỳ Phong và bạn của gã cũng đi cùng, khi Trương Dương bị áp giải lên xe cảnh sát, lại có một chiếc xe đẹp nữa đi đến, đều là bạn của Kỳ Phong, nghe nói chiếc xe Ben của Kỳ Phong bị người ta đâm, nên tất cả đều đến giúp. Trong số đó chẳng thiếu những kẻ giỏi đấm đá, có người nói, anh Phong, mẹ kiếp, thằng nào không mở mắt ra thế này, dám đâm vào xe của anh, để em xử lý thằng đó cho anh. Kỳ Phong nói, đi, đi cùng đến bệnh viện xem thế nào, đợi kết quả xét nghiệm đã rồi tính sau. Trương Dương không tìm người quen đến, hắn cũng chẳng sợ, đừng nói là uống một cân ngũ lương dịch, ngay cả uống đến ba cân, thì hắn lái xe cũng chẳng hề hấn gì. Trương Đại Quan rất tự tin với tửu lượng của mình, nhưng giờ đây phải lấy máu đi xét nghiệm, tửu lượng của anh có lớn đến đâu đi nữa, thì không thể nói rằng không thể kiểm tra ra chất cồn trong máu. Trương Dương cũng hiểu điều này, nhưng chẳng phải hắn có nội công sao. Từ chỗ xảy ra việc đến bệnh viện, đủ để Trương Đại Quan dùng nội công đẩy hết cồn ra ngoài, vì vậy mấy người cảnh sát trên xe đều ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, họ đều chịu không nổi, mở hết cửa sổ ra, Triệu Anh Tráng lạnh lùng nhìn Trương Dương nói, thế mà vẫn nói anh không uống rượu, trên người đầy mùi rượu thế này, đợi sau khi lấy máu xong xem anh còn dám cứng đầu nữa không. Trương Đại Quan nheo nheo mắt nói, muốn hãm hại tôi à, anh và đám kia là cùng một bọn, tôi đã gặp nhiều những thằng xấu xa rồi. Nhưng xấu đến độ như anh thì thật là ít gặp đấy. Anh mắng ai đấy, Triệu Anh Tráng cũng chẳng phải loại dễ tính gì, trừng mắt xông về phía Trương Dương, nhưng bị đồng nghiệp ở một bên ngăn lại, anh Tráng, đừng chấp anh ta uống nhiều rồi. Trương Dương nói, vết phanh xe Ben rõ ràng vậy mà các anh không nhìn thấy à? Chiếc xe Ben đó cố ý vòng đến đằng trước rồi phanh lại, vì vậy mới gây nên sự cố lần này, các anh không nhìn thấy sao? Mấy người cảnh sát đều không nói gì. Thật ra mọi người đều biết, việc này nhất định là do Kỳ Phong gây ra, có điều quan hệ giữa Kỳ Phong và Triệu Anh Tráng rất thân thiết. Hơn nữa, người đâm vào đuôi xe lại là bên Triệu Nhị Văn, nói gì thì nói, phán xét cũng phải nghiêng về phía Kỳ Phong. Triệu Anh Tráng nói, trong vụ đâm xe, thì xe đằng sau phải giữ khoảng cách an toàn, nếu như xe đằng trước gặp phải sự cố mà phanh lại bất ngờ, họ không ngờ được, vì vậy đã phát sinh sự cố lần này, lái xe của chiếc auto phải chịu trách nhiệm là điều không nghi ngờ gì nữa. Hóa ra là anh đến để giúp họ, anh không những uống rượu lái xe, mà còn phạm tội hủy hoại tài sản của người khác nữa, anh không những vi phạm luật giao thông, mà còn có cả luật hình sự. Tôi nhắc nhở cho anh biết, anh cố ý phá hoại tài sản của người khác, nếu như tổn thất vượt quá 5.000 tệ thì sẽ cấu thành tội trạng, phải truy cứu trách nhiệm hình sự của anh. Trương Dương cười nói, anh nói như vậy, tôi thật sự hơi sợ. Triệu Anh Tráng nói, giờ anh mới biết sợ, quá muộn rồi. Chiếc xe cảnh sát lái đến Bệnh viện Nhân dân khu Bạch Sa, mấy người cảnh sát áp giải Trương Dương xuống xe đi xét nghiệm máu, trên đường đi Triệu Anh Tráng đã nhiều lần đòi giấy tờ xe của Trương Dương, nhưng Trương Dương đều từ chối, Triệu Anh Tráng đã chuẩn bị tạm giam Trương Dương. Trên đường đi xét nghiệm máu, Trương Dương đã gặp được một người quen, đó là bác sĩ khoa tiết niệu Bệnh viện khu Bạch Sa Dư Đắc Lợi. Trương Dương lần trước khi trêu chọc Lương Đông Bình đã quen với tên này, biết rằng tên này là một bác sĩ bất lương. Dư Đắc Lợi có ấn tượng rất sâu sắc với Trương Dương, thấy hắn đi đến, đã nhận ra ngay rồi, gã đến chào Trương Dương, chủ nhiệm Trương, có việc gì à? Vụ Đắc Lợi giờ mới nhận ra mấy viên cảnh sát xung quanh thái độ không tử tế gì, đột nhiên ý thức được mình chào hỏi không đúng lúc. Triệu Anh Tráng rất cảnh giác nhìn sang Dư Đắc Lợi, rồi nói với Trương Dương, quen không ít người nhỉ? Trương Dương cười nói, ai mà chẳng có một hai người bạn? Hắn gật đầu nói với Dư Đắc Lợi. Họ nghi ngờ tôi lái xe trong lúc say xỉn, dẫn tôi đến để lấy máu. Vụ Đắc Lợi nói, có nhầm lẫn gì không? Tôi nhớ anh không uống rượu mà, tên này rất linh hoạt. Trương Dương nói, bác sĩ Dư, anh mau đi làm việc của anh đi, để người khác đỡ nói rằng anh giúp tôi làm trò. Vụ Đắc Lợi nói, tôi có y đức của tôi tin vào nhân cách của chủ nhiệm Trương, anh nói xem, xã hội bây giờ sao có lắm kẻ lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử vậy? Vụ Đắc Lợi vừa mở miệng là đã mắng mấy tên cảnh sát rồi. Tất cả mọi người đều hiểu, nhưng người ta đâu có mắng cụ thể một ai, nên họ cũng không thể nói gì được. Lấy máu ở ngay bệnh viện, còn xét nghiệm thì phải gửi đến phòng thực nghiệm hóa học của chi đội hình sự. Trương Đại Quan lấy máu dưới sự giám sát của đám cảnh sát giao thông, rồi ngay lập tức có người mang máu của hắn đến phòng xét nghiệm. Trương Đại Quan không quên nhắc nhở tên cảnh sát, anh mà làm mất máu của tôi, thì tôi tính sổ với anh. Viên cảnh sát đó vui vẻ. Đến giờ trên người Trương Dương vẫn đầy mùi rượu, viên cảnh sát tưởng rằng hắn đang nói lăng nhăng, làm mất hà.
Tôi đang nhàn nhã chẳng có việc gì làm đây, giúp anh làm mất chẳng phải là giúp anh thoát tội sao? Triệu Anh Tráng nói với Trương Dương, với kinh nghiệm của tôi, thì hàm lượng cồn trong máu của anh nhất định vượt quá 80ml, 100ml, có thể kết tội uống rượu lái xe được rồi. Trương Dương nói, cảnh sát các anh làm việc chẳng phải cần có chứng cứ sao? Kinh nghiệm thì làm được cái đếch gì? Nếu như kinh nghiệm của anh dùng được, thì anh đã không phải đứng đường mãi thế này rồi. Một câu nói làm cho Triệu Anh Tráng mặt đỏ bừng, nếu như gã không phải là cảnh sát thì nhất định sẽ xử lý tên này rồi. Triệu Anh Tráng nói, anh tỉnh táo chút rồi phải không? Giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, đưa ra đây, nếu như anh còn không phối hợp với tôi, thì tôi sẽ kết tội anh về tội lái xe không giấy tờ. Trương Dương nói, anh thích làm gì thì làm, anh chẳng phải có kinh nghiệm sao? Dựa vào kinh nghiệm của anh, thì lần này tôi phải ngồi tù bao lâu? Triệu Anh Tráng nói, cứng đầu quá nhỉ, uống rượu lái xe ít nhất phải bị tạm giam 3 ngày và bị phạt, nếu như tính cả việc không giấy tờ, cố ý phá hoại tài sản người khác, thì có lẽ đủ để đi cải tạo rồi. Trương Dương gật đầu nói, tôi là đảng viên đấy, đi cải tạo có bị ảnh hưởng đến lý lịch đảng không? Triệu Anh Tráng nói, cũng phải vậy đấy, nói không chừng, anh còn bị ảnh hưởng đến cả công việc nữa kìa. Trương Đại Quan nói, tôi còn là cán bộ nhà nước nữa, anh nói xem, nếu thật sự có vấn đề, thì ảnh hưởng đến tôi có xấu lắm không? Triệu Anh Tráng cảm thấy rất vui, trong lòng đầy sự khinh bỉ, Trương Dương xem ra còn trẻ hơn gã mấy tuổi, trẻ như thế này, nhiều nhất cũng chỉ là một cán bộ cấp khoa. Mà còn tự xem mình là giỏi giang nữa, Triệu Anh Tráng rất thích phán đoán vấn đề dựa vào kinh nghiệm. Hà Hâm Nhan và Triệu Nhị Văn đều đến Bệnh viện Nhân dân khu Bạch Sa, Kỳ Phong và đám người của gã đã đến trước rồi, Kỳ Phong thì không nói gì, nhưng mấy đám bạn của gã lại không chịu được, chúng đến là để giúp đỡ, gặp phải chuyện này, đặc biệt là không phải chuyện của mình, giúp bạn chửi bới vài câu là điều tất nhiên, hơn nữa, tiếng chửi bới càng lớn thì càng thể hiện rằng mình trượng nghĩa. Dương Kình Tùng của sàn nhảy Sa Ngư Vương là người nói lớn nhất, tên này vốn dĩ là thành phần không ra gì của xã hội, cũng là một trong những người bạn thân nhất của Kỳ Phong, mở một sàn nhảy trong tay cũng có chút tiền, bình thường còn làm một số việc làm ăn bất hợp pháp nữa, lúc nào bên cạnh cũng có mấy tiểu đệ, người ta đã cho hắn một cái tên hiệu đó là đầu cá mập, mặc dù tên thì uy danh, nhưng thật ra là để sỉ nhục gã, mắt nhỏ mũi lớn, đầu lại quá nhỏ so với thân hình. Chính vì lý do này, sau khi hắn mở vũ trường liền đặt tên là Sa Ngư Vương, tự cho mình là nhân vật tầm cỡ. Dương Kình Tùng đến trước mặt Trương Dương chỉ vào mũi hắn, tên tiểu tử này đâm vào xe của anh Phong sao. Lúc này Kỳ Phong đã bình tĩnh lại nhiều, biểu hiện giống như một công dân chấp hành luật pháp, kéo tay Dương Kình Tùng nói, có đồng chí cảnh sát rồi. Gã đang nhắc nhở Dương Kình Tùng, biết rằng tên này nóng tính. Dương Kình Tùng chẳng thèm để ý nhiều như vậy, chỉ vào mũi Trương Dương mắng, mẹ kiếp nhà mày. Mắt mày mù rồi à, có tin tao đập chết không? Gã mắng thì mắng, nhưng trước mặt nhiều cảnh sát giao thông thế này cũng không dám ra tay. Trương Dương vẫn chưa động đậy gì, Hà Hâm Nhan đứng ở một bên đã xông lên, tát vào mặt Dương Kình Tùng. Hà Hâm Nhan không thể chịu được việc người khác chửi ái lang của cô, chửi Trương Dương chính là chửi cô, việc này cô không chịu nổi. Dương Kình Tùng cũng có chút tài cán, lý do Hà Hâm Nhan có thể đánh được hắn là vì đối phương không hề đề phòng. Dương Kình Tùng không thể ngờ được vị mỹ nữ này lại ra tay như vậy, thật ra gã nên cảm thấy may mắn, Hà Hâm Nhan không có chai rượu trong tay, nếu không thì nhất định sẽ đâm vào hắn rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1000.